Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 36. Lữ Tiểu Linh trừng Lục Lâm Thiên một cái, sau đó lập tức đi vào bên trong đình viện, ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên một cái rồi cũng đi vào bên trong đình viện. Trong đình viện tràn ngập một mùi hương nhàn ngạt, Lục Lâm Thiên đi theo vào bên trong một gian phòng, trong phòng, hương thơm lại càng nồng hơn, bài trí vô cùng thanh nhã dễ chịu, chính giữa còn có một cái giường lớn màu hồng, còn lại thì không có quá nhiều đồ. Linh Nhi, đây là khuê phòng của ngươi. Lục Lâm Thiên xem xét khắp cả gian phòng, đây rõ ràng là khuê phòng của nữ nhi, phòng chừng đây chỉ có thể là khuê phòng của Lữ Tiểu Linh chứ không phải ai khác. Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy kinh ngạc, vừa rồi Lữ Chính Cường còn có ý muốn bảo thành hôn, hiện tại tiểu cô nương này không phải lại muốn gạo nấu thành cơm, sau đó thành hôn với mình đấy chứ. Cái này ngươi cầm lấy, ta lấy được từ chỗ của mẹ ta, bên trong có cầm phổ, kỳ phổ các thứ. Đều là trong thư phòng của mẹ ta hết, phỏng chừng là có liên quan tới bốn ải mà mẹ ta sẽ bố trí vào hôm đó, ngươi nhớ tìm hiểu cho kỹ đó. Lữ Tiểu Linh lấy một cái chữ vật giới chỉ trong phòng ra giao cho Lục Lâm Thiên rồi lo lắng dặn dò. Nước tới chân mới nhảy cũng vô dụng thôi. Lục Lâm Thiên nói, bảo ngươi cầm thì ngươi cứ cầm đi. Lữ Tiểu Linh trực tiếp nhét chữ vật giới chỉ vào trong tay của Lục Lâm Thiên. Linh Nhi, đa tạ ngươi. Lục Lâm Thiên nhân cơ hội nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lữ Tiểu Linh, thấp giọng nói, tiểu cô nương này vẫn luôn nghĩ cho mình, trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này cũng cảm thấy vô cùng cảm kích. Đột ngột không kịp đề phòng nên khi Lữ Tiểu Linh vừa bị Lục Lâm Thiên nắm lấy tay thì toàn thân liền run lên, đứng trước người Lục Lâm Thiên, cúi đầu, một tay mân mê vạt áo, nói. Ngươi biết ta đối tốt với ngươi là đủ rồi. Nhìn vào tiểu cô nương đứng trước mặt, cầm bàn tay ngọc ngà nơi tay. Cảm xúc mềm mại ấm áp khiến cho Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy nao nao, hương thơm vấn vít thoang thoảng nơi chóp mũi giờ cũng từ từ ùa vào trong, vô thức liền siết chặt bàn tay của Lữ Tiểu Linh hơn. Cảm giác được Lục Lâm Thiên siết chặt tay mình, toàn thân của Lữ Tiểu Linh run lên, tuy rằng bản tính đơn thuần, nhưng dù gì cũng là một đại cô nương rồi, có một số việc đương nhiên là hiểu rõ, chưa từng tiếp xúc thân mật với nam tử tới mức này, khiến cho đầu óc của nàng không khỏi nghĩ miên man, gương mặt ửng hồng. Thẹn thùng nói, tiểu lừa gạt, ngươi muốn làm gì hả? Nhìn bộ dạng Lữ Tiểu Linh thế này, Lục Lâm Thiên cũng đã sớm không còn là bộ dạng ngốc nghếch ngờ nghịch lúc trước nữa, đã sớm thể nghiệm qua chuyện nam nữ rồi, cho nên bộ dạng của Lữ Tiểu Linh lúc này quả thực là vô tình trêu chọc Lục Lâm Thiên, khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên càng thêm xúc động. Nhìn qua Lữ Tiểu Linh ở trước mặt, tiểu cô nương này đúng là một nữ nhân động lòng người chẳng khác nào họa thủy, dáng người nóng bỏng, lúc này lại có bộ dạng thẹn thùng. Lại càng thêm kiều mị vô song, toàn thân tản ra mị lực mê người, chỉ nhìn một lúc thôi mà Lục Lâm Thiên đã cảm thấy mình sắp không thể nào khống chế nổi bản thân nữa rồi, đột nhiên kéo Lữ Tiểu Linh vào trong lòng. Tiểu lừa gạt, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Lữ Tiểu Linh hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không phản kháng lại, ngược lại còn nhân cơ hội dán chặt vào lòng Lục Lâm Thiên. Cảm giác được hai luồng mềm mại trước ngực đang đè chặt trên người mình, hô hấp của Lục Lâm Thiên cũng dần trở nên nặng nề. Cúi đầu nhìn qua tiểu cô nương trước mặt, Lục Lâm Thiên lập tức không hề do dự mà bế thốc Lữ Tiểu Linh lên, sau đó đặt lên giường, thân hình trực tiếp đè lên thân thể mềm mại kia. Lữ Tiểu Linh lúc này hai mắt càng thêm mê ly, toàn thân như nhũn ra, tựa như có dòng điện xẹt qua vậy, nhịn không được mà nhẹ giọng thở dốc một tiếng, không nói gì, cũng không hề dãy giụa. Thân thể của hai người dính sát cùng một chỗ, tuy nói là cách một lớp y phục, nhưng lúc này cũng làm cho Lục Lâm Thiên hưng phấn không thôi. Nằm lên trên thân thể xinh đẹp này, càng khiến cho toàn thân Lục Lâm Thiên càng thêm sảng khoái, nhìn qua cô gái mặt mày ửng đỏ đang nằm dưới người mình, vẻ thẹn thùng kia lại càng thêm mê người, trong mắt như có thể xuất ra nước vậy. Lục Lâm Thiên cũng không nhịn được nữa, đưa môi vùi đầu vào hôn lấy chiếc cổ thơm của Lữ Tiểu Linh, thuần thục hôn hít, giơ tay gạt tóc mai của cô gái dưới thân ra, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai ngọc kia rồi day nhẹ. Lữ Tiểu Linh vốn đang khẽ thở dốc đột nhiên rên mạnh một tiếng, thân thể mềm mại lại run lên, tay chân luống cuống liền choàng qua cổ của Lục Lâm Thiên, tiếp xúc chặt chẽ, sau đó bắt đầu chúc chắc đáp lại. Lữ Tiểu Linh đáp lại khiến cho Lục Lâm Thiên không cách nào nhịn nổi, không suy nghĩ gì nhiều nữa, hai tay đã bắt đầu chậm rãi di chuyển trên thân thể mềm mại mê người kia, một tay đặt trên đỉnh ngọc thố cao ngất kia, lập tức cảm nhận được cảm giác căng tròn đầy đặn. Săn chắc và trơn mềm càng khiến Lục Lâm Thiên nhịn không được mà xoa nắn. Một tay khác của Lục Lâm Thiên thì lại di chuyển xuống phía dưới,
qua lại nắn bóp bên dưới bờ mông cong V upsilon T mềm mại kia, cảm giác tròn trịa săn chắc mang tới cảm giác hưng phấn, thấm đều vào mỗi một tấc thần kinh của Lục Lâm Thiên. Lữ Tiểu Linh nào chống đỡ nổi upsilon nhường ấy, ôm chặt lấy Lục Lâm Thiên, cũng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ làm theo phản ứng nguyên thủy nhất, ôm chặt lấy nam tử vào lòng, không cho hắn rời đi, tựa như muốn hòa tan hắn. Không biết từ khi nào, bụng dưới của Lục Lâm Thiên đã nóng dần và cứng lên, vừa vặn đặt giữa hai chân của Lữ Tiểu Linh, mặc dù cách một lớp y phục, nhưng Lữ Tiểu Linh vẫn có thể cảm giác được một vật nóng dẫy khác thường, lại còn có thể động đậy, hai chân cách một lớp y phục cũng vô thức kẹp lấy thứ cứng rắn này, mà toàn thân mình lúc này giống như bị một dòng điện chạy qua vậy, cả người mềm nhũn vô lực, chỉ có thể hừ hừ thở hổn hển. Ngay lúc Lữ Tiểu Linh đưa hai chân kẹp lấy vật kia của mình, thân thể run rẩy thở dốc, sau đó không ngừng ma sát, một cỗ cảm giác sung sướng khó có thể miêu tả ùa về như thủy triều không ngừng ký Lục Lâm Thiên, càng khiến cho Lục Lâm Thiên triệt để nóng hết cả người, hai tay vội vàng vòng qua cởi y phục của Lữ Tiểu Linh, da thịt bóng loáng trắng nõn như mỡ dê, ngay lúc bàn tay Lục Lâm Thiên chạm tới đôi ngọc thố cao ngất kia thì lại bị ngọc thủ của Lữ Tiểu Linh ngăn lại ngay lập tức. Ánh mắt mê ly, liên tục thở dốc, nhưng lúc này Lữ Tiểu Linh rốt cuộc cũng khôi phục một tia lý trí, dường như là cảm nhận được Lục Lâm Thiên muốn tiến thêm bước nữa nên dùng hết sức lực toàn thân, kéo tay của Lục Lâm Thiên lại, thẹn thùng nói. Lâm Thiên, nếu ngươi thật sự muốn thì phải qua được bốn cửa ải của mẹ ta trước đã, tới lúc đó thì ngươi muốn làm gì cũng được hết. Lục Lâm Thiên lúc này cũng đã khôi phục một chút lý trí, lập tức thầm mắng bản thân một tiếng, nếu lần này thật sự làm gì Lữ Tiểu Linh rồi thì tới lúc đó Lữ Chính Cường không ép mình thành hôn mới là lạ. Tới lúc đó, mình cũng không biết phải ăn nói thế nào với Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song và Vân Thiếu Thiên rồi. Linh Nhi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Lục Lâm Thiên lập tức nói. Ngươi còn nói mình không phải cố ý nữa, chỗ đó của ngươi cứng quá, chọc ta đau muốn chết, ngươi là đồ hỗn đản. Ánh mắt của Lữ Tiểu Linh mang theo vẻ thẹn thùng, trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên lập tức sững sờ, đổ mồ hôi lạnh, sau đó lập tức đứng dậy. Cười hắc hắc, nói. Đây chỉ là phản ứng tự nhiên thôi, ta không thể khống chế được, ta thật sự không phải cố ý mà. Lữ Tiểu Linh lúc này cũng đã đứng dậy, trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên thêm cái nữa, rồi nói. Không phải là ta không muốn cho ngươi, chờ sau khi ngươi qua được bốn cửa ải của mẹ ta thì tới lúc đó ta nhất định sẽ không từ chối, bây giờ ngươi mau trở về đi, nghiên cứu cầm phổ và kỳ phổ cho đàng hoàng. Được rồi, ta đi trước đây. Lục Lâm Thiên nhìn thấy nữ tử hấp dẫn nhường này nhưng vẫn không thể chạm vào, lại thêm bụng dưới đang nóng dần lên, muốn nhịn xuống đúng là không dễ dàng gì. Được rồi, mau trở về nghiên cứu kỳ phổ và cầm phổ đi. Lữ Tiểu Linh lại sáp lại gần Lục Lâm Thiên lần nữa. Lục Lâm Thiên khẽ cười khổ, nhiệt độ bên dưới bụng lại càng nóng lên khó nhịn, lại ôm ghì Lữ Tiểu Linh vào lòng lần nữa, bốn phiến môi áp vào nhau. Một tay lập tức đặt trên đôi tuyết phong cao ngất của Lữ Tiểu Linh xoa nắn hai cái, một tay khác thì đặt trên kiều đồn cong vểnh của Lữ Tiểu Linh vỗ một cái thật mạnh, vật nóng rực cứng rắn dưới bụng lại đâm đâm Lữ Tiểu Linh hai cái. Được rồi, ta đi đây. Lục Lâm Thiên làm xong hết thảy liền lập tức rời khỏi phòng, nếu như còn ở lại nữa thì mình sẽ không thể khống chế nổi bản thân mất. Không chỉ là tiểu lừa gạt, mà còn là tiểu sắc quỷ nữa. Nhìn bóng lưng của Lục Lâm Thiên, Lữ Tiểu Linh vuốt nhẹ kiều đồn của mình, xấu hổ lẩm bẩm. Cũng không biết nhẹ một chút nữa, hừ. Nửa canh giờ sau, trong đình viện mà Lữ Tiểu Linh đã chuẩn bị sẵn, cái đình viện này khiến Lục Lâm Thiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn, trong một căn phòng nhỏ, quỷ tiên tử đang ngồi nói chuyện với Lục Lâm Thiên. Sau khi quỷ tiên tử Bạch Oánh bố trí một đạo quang mang cấm chế xong thì Lục Lâm Thiên liền kể hết những gì mình và Lữ Chính Cường đã nói về việc kết minh cùng Phi Linh Môn hôm nay cho quỷ tiên tử nghe một lần. Kết minh cũng tốt, đối với Phi Linh Môn chúng ta cũng có không ít chỗ tốt. Sau một phen suy xét thì ánh mắt của quỷ tiên tử Bạch Oánh lóe lên, khẽ nói. Ta cũng nghĩ chuyện này đối với Phi Linh Môn thì lợi nhiều hơn hại, sau này cũng có Linh Thiên Môn âm thầm duy trì, chỉ cần không bị nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang làm phiền thì chúng ta có thể thoải mái mà phát triển rồi. Lục Lâm Thiên nói. Xem ra ngươi đã có quyết định rồi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Chúng ta nhẫn nại một thời gian ngắn, đợi sau việc này, chúng ta cũng nên buông tay một phen. Lục Lâm Thiên đáp, có một vài thế lực không nên chọc vào, hết thảy vẫn phải cẩn thận một chút, không thể chủ quan. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói,
Oánh tỷ cứ việc yên tâm, chúng ta vẫn còn con bài tẩy chưa lật, đủ cho chúng ta lớn mật liều một phen. Lục Lâm Thiên trả lời. Hoàng hôn, Linh Thiên Môn được bao phủ trong một mảnh nắng chiều, trong phòng, Lục Lâm Thiên duỗi thắt lưng đầy mệt mỏi, lộ ra nụ cười khổ. Trong tay Lục Lâm Thiên lúc này đang cầm một quyển kỳ phổ và cầm phổ, thứ này Lục Lâm Thiên vừa thấy đã đau đầu muốn chết, liền ném quách sang một bên. Cũng không biết Lục Tâm Đồng và Tiểu Long đã đi tới chỗ nào chơi, Lục Lâm Thiên đi ra khỏi đình viện, đi dạo vòng vòng ở xung quanh, bên ngoài khu vực này đã sớm có đệ tử Linh Thiên Môn đứng đợi, người của các thế lực lớn tới tham dự đào hoa yến, chỉ có thể đi dạo xung quanh nơi này, đương nhiên sẽ không được phép tùy ý đi lại ở trong Linh Thiên Môn rồi. Trên một sườn núi, lúc này nắng chiều chiếu rọi cả đỉnh núi, gió muộn thổi tung, mang theo hương hoa đào ngan ngát không biết từ đâu bay tới. Ai? Lục Lâm Thiên đang thưởng thức hương hoa đào, tâm thần dò xét, đột nhiên có một cỗ khí tức lan tới gần, cỗ khí tức này mang theo khí tức sắc bén, tựa hồ là không có thiện ý gì với mình. Thân hình lập tức lùi lại, Lục Lâm Thiên cảnh giác xoáy người nhìn chằm chằm về phía sau. Mau trả đồ của ta lại cho ta. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó một thanh niên anh tuấn xuất hiện sau lưng Lục Lâm Thiên, thân hình của thiếu niên này hơi gầy, nhưng lại vô cùng anh tuấn bất phàm, trong ánh mắt mang theo chút lãnh ý nhàn nhạt. Là ngươi? Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lập tức trầm xuống, người này không phải ai khác mà chính là Lăng Thanh của Linh Vũ Giới. Nhìn thấy Lăng Thanh khiến Lục Lâm Thiên cảm thấy hơi ngạc nhiên, không ngờ Lăng Thanh lại ở Linh Thiên Môn này. Ngươi cũng dám cả gan tới Linh Thiên Môn? Ánh mắt của Lục Lâm Thiên trầm xuống, tên Lăng Thanh này đúng là có lá gan không nhỏ, thật không hiểu nổi tại sao tên Lăng Thanh này lại xuất hiện trong Linh Thiên Môn được. Tại sao ta lại không thể tới Linh Thiên Môn cơ chứ? Lăng Thanh nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Lục Lâm Thiên hơi sững người, cũng phải, Lăng Thanh là người của Linh Vũ Giới thì đã sao chứ? Linh Thiên Môn cũng không có gút mắc gì với Linh Vũ Giới, đến Linh Thiên Môn cũng không có gì là không đúng hết. Ta nói lại lần nữa. Người mau trả đồ của ta lại cho ta. Lăng Thanh đưa mắt nhìn Lục Lâm Thiên, hàn ý dần toát ra. Thứ gì cơ, ta không biết. Lục Lâm Thiên thần sắc trầm xuống đáp lời, trong lòng đương nhiên biết rõ tên Lăng Thanh này hẳn là muốn đòi lại chữ vật giới chỉ, nhưng trong cái chữ vật giới chỉ này cũng chả có bảo vật gì, nhưng thế nào đi nữa thì Lục Lâm Thiên cũng không muốn giao cho Lăng Thanh, mình và Linh Vũ Giới, không chỉ có thủ của Lục gia, mà còn có thủ của Nam Thúc, kẻ này là người của Linh Vũ Giới. Lục Lâm Thiên muốn động thủ lúc này nhưng cũng đành phải nhìn xuống, thực lực của tên Lăng Thanh này, ban đầu ở trên đại hội Tam Tông Tứ Môn cũng đã là vũ xuất nhất trọng rồi. Vũ giả ngũ hệ, tốc độ tu luyện cũng đã nhanh gấp 5 lần người bình thường, thực lực của hắn lúc này còn không biết đã tới trình độ nào, mình hiện tại không biết có thể chống lại nổi hay không, huống hồ gì nơi này là Linh Thiên Môn, mình động thủ ở đây cũng không được tiện cho lắm. Mau trả chữ vật giới chỉ lại cho ta. Bằng không ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Lãnh ý trong mắt Lăng Thanh lại càng tăng thêm một bậc. Hừ, không khách khí thế nào, ta lại muốn xem ngươi có làm khó dễ được ta hay không. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên trầm xuống, một cỗ ngạo khí xông lên đầu, mặc dù không biết thực lực của tên Lăng Thanh này bây giờ đã tới đâu, nhưng mình cũng chả sợ cô ả. Lão đại, ca ca. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai đạo thanh âm truyền tới, lập tức có hai đạo thân ảnh nhỏ xinh rơi xuống, chính là hai người Bạch Linh và Lục Tâm Đồng, thân ảnh nho nhỏ của Tiểu Long nhảy lên, sau đó lập tức từ trên vai Lục Tâm Đồng nhảy qua trên vai Lục Lâm Thiên, mắt nhỏ chớp chớp, cái lưỡi phun ra nuốt vào, một cỗ lãnh ý tràn ngập bắn về phía Lăng Thanh. Ánh mắt của Lăng Thanh lóe lên, cuối cùng rơi vào trên người Bạch Linh, không biết rốt cuộc là do mỹ mạo của Bạch Linh hay là do khí tức trên người Bạch Linh mà khiến hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục Lâm Thiên, một ngày nào đó ta nhất định sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Ánh mắt lạnh lẽo của Lăng Thanh lại chuyển sang người Lục Lâm Thiên lần nữa rồi lập tức xoay người rời đi. Ca ca, hắn là ai vậy? Lục Tâm Đồng nhìn qua Lăng Thanh rồi hỏi Lục Lâm Thiên. Là một kẻ rất khó chọc. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài rồi nói. Kẻ này không đơn giản đâu, khí tức trên người hắn hình như có chút tương tự với ngươi. Bạch Linh nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói, trong ánh mắt cũng có chút kinh ngạc. Nàng ta tới Linh Thiên Môn có chuyện gì, không biết người của Linh Thiên Môn có rõ thân phận của người này hay không? Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, sau đó lập tức trở lại đình viện. Sắc trời đã tối, trở lại đình viện,
Trong phòng, sau khi suy tư một phen xong thì Lục Lâm Thiên lập tức bắt đầu lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, 3 ngày sau mới là đào hoa yến, mình tới đúng là có hơi sớm. Trong phòng, xung quanh Lục Lâm Thiên không mất bao lâu liền đắm chìm trong một loại trạng thái lĩnh ngộ huyền ảo, trong não hải, ngoại trừ lĩnh ngộ ra thì chỉ còn một mảnh không minh. Lúc này đây, Lục Lâm Thiên đang lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính thổ, trong tâm thần lĩnh ngộ, Lục Lâm Thiên cảm giác được toàn thân của mình được vây quanh trong một cỗ năng lượng thuộc tính thổ nồng đậm, năng lượng thuộc tính thổ hội tụ lại liên miên không dứt, đây mới chính là lực lượng mênh mông nhất. Trong quá trình lĩnh ngộ này, Lục Lâm Thiên vẫn đang suy nghĩ, cỗ năng lượng thuộc tính mênh mông cường hãn này, nếu có thể khống chế được để hỗ trợ công kích tấn công kẻ thù thì quả đúng là uy lực sẽ mạnh hơn nhiều. Theo lĩnh ngộ, Lục Lâm Thiên cảm giác được là mình đã có thể khống chế được một phần năng lượng thuộc tính, trong lòng thì suy nghĩ, có lẽ mình thật sự có thể làm được, nếu như có thể khống chế năng lượng thuộc tính hoàn toàn thì thực lực của mình sẽ đề cao không ít. Trong nháy mắt Lục Lâm Thiên lại mở thủ ấn dừng việc lĩnh ngộ lại, hai mắt mở ra, trên mặt lộ ra một chút hưng phấn. Nói không chừng mình thật sự có thể làm được. Sau một lát, Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, tâm thần dần dần ngưng tụ, bàn tay chậm rãi vươn ra, từng đạo thủ ấn bắt đầu biến hóa. Theo thủ ấn biến hóa, trong không gian liền có một cỗ năng lượng thuộc tính thổ bắt đầu tuôn ra, sau đó lập tức hội tụ lại xung quanh người Lục Lâm Thiên. Thủ ấn không ngừng biến hóa, Lục Lâm Thiên không ngại phiền phức lần lượt thi triển và biến đổi từng thủ ấn. Mỗi lần kết xuất một đạo thủ ấn cũng có thể câu động từng đạo năng lượng thuộc tính thổ. Tu luyện kiểu này vô cùng phức tạp và tốn thời gian, nhưng đối với Lục Lâm Thiên bây giờ mà nói thì cũng chẳng có gì hết, dù sao Lục Lâm Thiên cũng không biết mình có thể biến suy nghĩ thành hành động được hay không, nếu như thật sự có thể làm được thì thực lực của mình sẽ gia tăng thêm rất nhiều. Đối với việc tu luyện lĩnh ngộ thế này, Lục Lâm Thiên đã sớm dưỡng thành một loại thói quen đặc biệt rồi, chỉ cần hạ tâm. Lập tức bắt đầu lĩnh ngộ tu luyện không vội không nóng. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, cả căn phòng liền tràn ngập năng lượng ba động, chỉ là hiện tại Lục Lâm Thiên đã đắm chìm trong lĩnh ngộ và tu luyện, bản thân thì hoàn toàn không hay biết gì. Trong lúc vô hình, theo Lục Lâm Thiên tu luyện lĩnh ngộ, năng lượng ba động trong phòng lại ngày càng lớn hơn nữa, trong không gian, năng lượng thuộc tính vô hình liền lặng lẽ thẩm thấu ra, sau đó từ từ hội tụ lại ở trong phòng. Hết thảy những thứ này Lục Lâm Thiên đều không biết, thứ duy nhất Lục Lâm Thiên cảm giác được chính là bản thân mình thật sự có thể khống chế được năng lượng thuộc tính. Đối với việc khống chế năng lượng thuộc tính, chính mình làm ngày càng thuận tay hơn, bất quá cái mục tiêu muốn dùng năng lượng thuộc tính hỗ trợ cho tấn công đối thủ thì còn khá xa. Thời gian cứ thế chậm rãi qua mau, sáng sớm hôm sau, lúc Lữ Tiểu Linh và Lục Tâm Đồng cùng nhau đến tìm Lục Lâm Thiên thì lại bị Bạch Linh ngăn lại. Hắn đang trong giai đoạn lĩnh ngộ rất quan trọng. Chúng ta không thể quấy rầy hắn. Bạch Linh cảm giác được ba động ở trong phòng, sau đó nói với hai người Lữ Tiểu Linh và Lục Tâm Đồng. Ta cũng không muốn đi đâu, ta phải giúp lão đại hộ pháp. Tiểu Long lập tức nói, lão đại hiện tại đang bế quan, chính mình đương nhiên cần phải hộ pháp cho lão đại, không thể để cho lão đại bị quấy rầy đi. Các ngươi cứ đi chơi đi, để ta ở lại hộ pháp là đủ rồi. Bạch Linh nói, thời gian trôi qua. Lục Lâm Thiên cũng không biết lần tu luyện lĩnh ngộ này, trong lúc chính mình không hay không biết thì thấm thoát đã qua 3 ngày. Trong vòng 3 ngày này, theo đào hoa yến bắt đầu, Linh Thiên Môn cũng trở nên cực kỳ náo nhiệt, đám người của Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông cũng đã đến Linh Thiên Môn, đồng thời còn có người của không ít thế lực nhất lưu khác tới Linh Thiên Môn. Trong một đình viện, mấy đạo thân ảnh đang ngồi, một đại hán trung niên vận áo bào màu tím phất phất cây quạt trong tay. Trông qua thì có vẻ như khí độ bất phàm, vô hình để lộ ra một cổ uy thế, người này hiển nhiên chính là Gia Cát Tây Phong của Lan Lăng Sơn Trang. Gia Cát Tử Vân lúc này cũng vận một bộ cẩm bào màu tím ngồi bên cạnh của Gia Cát Tây Phong, ngoài ra, còn có vài vị trưởng lão và đám đệ tử nổi bật trong đám trẻ tuổi của Lan Lăng Sơn Trang nữa. Thiếu gia, lúc này chính là cơ hội rất tốt, nếu như ngươi có thể vượt qua 4 cửa ải của tứ tuyệt yêu cơ Lư Khâu Mỹ thì có thể kết thân với Lữ Tiểu Linh của Linh Thiên Môn. Đến lúc đó Lan Lăng Sơn Trang chúng ta và Lữ Tiểu Linh có tầng quan hệ này, thực lực sẽ càng thêm cường đại, nếu như có cơ hội thì Linh Thiên Môn sau này nói không chừng cũng sẽ thuộc về thiếu gia ngươi rồi. Bên trong đại sảnh, một vị lão giả tuổi chừng 50 nói với Gia Cát Tử Vân. Hoàng trưởng lão, chuyện đó cũng không phải nói là được. Ánh mắt của Gia Cát Tây Phong quét qua, lập tức nói với Gia Cát Tử Vân. Tử Vân,
Lần này quả thật là một cơ hội không tồi, chỉ cần con qua được 4 cửa ải của tứ tuyệt yêu cơ Lư Khâu Mỹ, tới lúc đó Linh Thiên Môn có muốn đổi ý cũng vô dụng mà thôi. Cha, Hài Nhi biết rõ, cầm âm kỳ thư, Lưu Vân phi tụ, 4 cửa ải này Hài Nhi có tự tin là có thể vượt qua được. Trong cổ vực này, nếu như Hài Nhi còn không qua được thì trong đám trẻ tuổi, Hài Nhi không biết còn ai vượt qua nổi không? Gia Cát Tử Vân nói, con cũng không thể quá mức chủ quan, mặc dù nói con từ nhỏ đã tinh thông những thứ này, nhưng tứ tuyệt yêu cơ Lư Khâu Mỹ cũng không phải người bình thường, Lưu Vân phi tụ của nàng, sợ là ngay cả ta cũng khó mà đối phó một cách nhẹ nhàng được, mặc dù đối với đám trẻ tuổi các ngươi, nàng sẽ không dốc hết toàn lực, nhưng nhất định cũng không được chủ quan đâu. Gia Cát Tây Phong nói, Hài Nhi đã hiểu rồi, cha cứ việc yên tâm. Ánh mắt của Gia Cát Tử Vân mang theo vẻ kiên nghị đáp lời, lúc này trong đầu của hắn nhớ tới thân ảnh nóng bỏng mê người của Lữ Tiểu Linh, ánh mắt lại lóe lên cổ tà ý, lập tức lẩm bẩm. Bạch y nữ tử kia, rốt cuộc là người phương nào, người tựa thiên tiên, đáng tiếc là nàng cư nhiên đi theo tên tiểu tử kia. Tử Vân, con làm sao vậy hả? Nghe thấy Gia Cát Tử Vân lẩm bẩm gì đó, ánh mắt của Gia Cát Tây Phong lóe lên, hỏi. Không có gì hết, cha à. Người cứ yên tâm đi, đào hoa yến ngày mai, Hài Nhi tuyệt đối sẽ không để cho Lan Lăng Sơn Trang bị mất mặt đâu. Gia Cát Tử Vân nói với vẻ vô cùng tự tin. Trong màn đêm, gió đêm thổi xuyên qua màn đêm, trăng sáng tựa như một thiếu nữ e thẹn, lúc thì nép mình trốn sau mây, khi thì lại vén khăn che lên để lộ gương mặt, bầu trời cũng bị ánh trăng nhuộm thành một màu xám bạc. Ánh trăng rũ xuống khắp Linh Thiên Môn, khiến cho Linh Thiên Môn đều bị quang mang màu xám bạc bao phủ, lúc này. Bên trong một đình viện, trong phòng có mấy đạo thân ảnh đang ngồi. Bách Đào, lần này là một cơ hội tốt hiếm có, nếu như con có thể qua được 4 cửa ải của tứ tuyệt yêu cơ Lư Khâu Mỹ thì có thể trở thành con rể của Linh Thiên Môn, từ nay về sau tiền đồ của ngươi nhất định là không thể đo lường, chúng ta cũng không cần phải lo sợ những thế lực lớn khác như Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông và Lan Lăng Sơn Trang kia nữa, đào hoa yến ngày mai, cơn nhất định phải dốc hết toàn lực đó. Bên trong phòng, một vị lão giả vận hồng y nói với một vị thanh niên bộ dạng chừng 20-26. Cha, con sẽ cố hết sức. Thanh niên vừa nhướng mắt liền lộ ra một cỗ khí tức âm lệ, người này đúng là thiếu tông chủ Tùng Bách Đào của Thiên Quỷ Tông. Sáng sớm hôm sau, bên trong một gian phòng của đình viện nào đó, một đạo thân ảnh trẻ tuổi vận áo bào xanh khẽ độc, thủ ấn vừa thu lại, đôi mắt dần dần mở ra, trong mắt lóe lên một cổ tinh quang, ánh mắt lướt qua. Dường như nhìn thấy trong không gian đều có những ba động vô hình rất kỳ lạ nổi lên. Lúc này đâu, chỉ thấy Lục Lâm Thiên hít sâu vào một hơi, thủ ấn kết xuất, cái thủ ấn này nhìn qua thì như có vẻ rất thong thả, nhưng thực tế nó lại nhanh tới mức không thể nào tưởng tượng nổi. Trong lúc kết xuất thủ ấn, thậm chí còn mang theo từng đạo tàn ảnh, mà theo thủ ấn biến hóa, lúc này cả không gian nơi đây đều có một cỗ năng lượng thuộc tính thổ ngưng tụ lại nhanh như chớp. Trong mắt nháy đã thấy khắp phòng đã bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ ngay lập tức. Hô! Trong lòng, một cỗ ba động kỳ dị run rẩy hạ xuống, sau đó một cỗ năng lượng quỷ dị bắt đầu lan tràn, bên ngoài gian phòng, thân hình của Bạch Linh lập tức lay động một hồi, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía gian phòng đang đóng kín cửa kia. Hô! Lục Lâm Thiên thở hắt ra một ngụm trọc khí trong cơ thể, trên mặt lập tức xuất hiện một nụ cười thản nhiên, lẩm bẩm. Thật sự có thể. Ta đã làm được rồi. Vừa rồi thi triển, Lục Lâm Thiên biết rõ mình đã làm được cái gì, chính mình không ngờ thật sự có thể khống chế năng lượng thuộc tính, tuy rằng không thể khống chế được nhiều, nhưng đã có thể làm được tới mức này đã khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Chỉ cần mình chăm chỉ luyện tập thường xuyên, lĩnh ngộ nhiều hơn, Lục Lâm Thiên cảm giác được, mình sớm muộn gì cũng có thể khống chế được nhiều năng lượng thuộc tính hơn nữa. Khóe môi nhếch lên lộ ra ý cười. Lục Lâm Thiên thỏa mãn mỉm cười rất vui vẻ, sau đó lập tức sửa soạn một phen rồi đẩy cửa bước ra, vừa đúng lúc nhìn thấy tất cả mọi người lúc này đều đứng trước cửa phòng. Ngươi vừa lĩnh ngộ liền quên hết cả thời gian, nếu còn không chịu ra thì ta sẽ vào kêu ngươi mất thôi. Quỷ tiên tử Bạch Tử Oánh nói với Lục Lâm Thiên. Đã bao lâu rồi? Lục Lâm Thiên sững sờ vỗ vỗ đầu, lộ ra vẻ có lỗi, mình đúng thật là quên hết cả giờ giấc. 3 ngày 3 đêm mà thôi. Quỷ tiên tử Bạch Tử Oánh nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lĩnh ngộ thế nào rồi? Cũng không tệ lắm, đã có chút thu hoạch. Lục Lâm Thiên nói, trong lòng lại cảm thấy cả kinh, không ngờ mới nhanh như vậy mà đã qua 3 ngày rồi. Ca ca,
người của Linh Thiên Môn tới thông báo mời chúng ta tới tham dự đào hoa yến rồi, đang đứng chờ đó. Lục Tâm Đồng nói, đi thôi, chúng ta đi tham dự đào hoa yến. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói, nhưng trong lòng thì lại bắt đầu cảm thấy nôn nao, yến hội này thật chẳng tốt lành gì. Ngươi cũng đừng quá xem thường, theo như ta được biết thì lần đào hoa yến này sợ là sẽ rất náo nhiệt đó, không ít thế lực đều mang theo thanh niên tài tuấn trong môn vào Linh Thiên Môn đó. Quỷ tiên tử Bạch Tử Oánh mỉm cười nói. Lục Lâm Thiên bật cười, đã sớm biết ngay là lần đào hoa yến này sẽ không yên bình rồi, đại tiểu thư Linh Thiên Môn muốn chọn vị hôn phu, thanh niên trong khắp cổ vực này sợ là đều sẽ điên cuồng mà kéo tới, nhưng có thể vào được Linh Thiên Môn thì chỉ có những thế lực nhận được thiếp mời của Linh Thiên Môn mà thôi. Nếu như có thể đạt được sự ưu ái của đại tiểu thư Linh Thiên Môn thì sợ là có thể khiến cho người ta đỡ tốn vài chục năm phấn đấu không ngừng rồi. Lâm Thiên, ngươi nắm chắc được mấy phần? Quỷ tiên tử Bạch Tử Oánh mỉm cười, tự tiếu phi tiếu nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Hừ, mặc kệ nó là đào hoa yến gì, hôm nay ta lại muốn thử xem đám người trẻ tuổi trong cổ vực này bất phàm tới cỡ nào, cho dù là quần hùng cùng lên, ta cũng sẽ lên một trận thật tốt. Lục Lâm Thiên nhếch khóe môi, trong đôi mắt đen láy che giấu một tia cuồng nhiệt, mặc kệ người có bình tĩnh lẫn tỉnh táo cỡ nào, nhưng dẫu gì thì cũng là kẻ trẻ tuổi, huống hồ gì đây lại là trận chiến giành vợ, máu trong người Lục Lâm Thiên lúc này cũng bắt đầu sôi trào, đại hội tam tông tứ môn, chính mình lúc ấy chỉ là vũ tướng nhất trọng mà còn dám xông lên. Hiện tại đào hoa yến này mình lại càng không sợ. Nhìn cỗ khí thế mà Lục Lâm Thiên vô tình để lộ ra, ánh mắt của quỷ tiên tử Bạch Tử Oánh lóe lên, nói. Thực lực của ngươi so với đám thanh niên tài tuấn trẻ tuổi trong cổ vực đúng là dư sức vượt qua, bất quá chỉ sợ vạn nhất, không sợ nhất vạn, huống hồ gì cả bốn cửa ải này cũng không phải chỉ toàn khảo nghiệm thực lực của ngươi không, ngươi cũng không thể quá mức khinh thường, vạn nhất để mất vợ vào tay kẻ khác thì chuyện mặt mũi chỉ là nhỏ thôi, vợ mới là chuyện lớn. Oánh tỷ, ngươi lại giễu cợt ta. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc nói. Ta giễu ngươi làm gì chứ, ta đang chờ xem kịch vui đây, đại hội tam tông tứ môn ta không thể xem được, xem trận náo nhiệt hôm nay cũng không tồi. Quỷ tiên tử Bạch Tử Oánh nói. Nhìn Lục Lâm Thiên, quỷ tiên tử Bạch Tử Oánh đương nhiên cũng biết rõ, lần đào hoa yến này, bởi vì tứ tuyệt yêu cơ Lư Khâu Mỹ sẽ bố trí bốn cửa ải. Sợ là sẽ khiến cho đám thanh niên tài tuấn trong cổ vực diễn ra một trận long tranh hổ đấu rất kịch liệt, đám thanh niên đồng lứa trong các thế lực lớn phỏng chừng đều sẽ lựa chọn ra kẻ nổi bật nhất để tới Linh Thiên Môn, từ chuyện này mà nói, rõ ràng không hề thua kém đại hội tam tông tứ môn, đương nhiên cũng sẽ vô cùng náo nhiệt rồi. Bên ngoài đình viện, đám người Lục Lâm Thiên vừa đi ra thì đã sớm có đệ tử của Linh Thiên Môn cưỡi yêu thú phi hành đừng chờ bên ngoài đình viện. Mọi người nhảy lên yêu thú phi hành, sau đó lập tức đi về phía trước. Theo như lời của một đệ tử Linh Thiên Môn thì Lục Lâm Thiên cũng biết rõ đào hoa yến không diễn ra trong Linh Thiên Môn mà là ở bên trong đào hoa cốc, người của các thế lực lớn lúc này cũng đều đã đến đào hoa cốc hết cả rồi. Đào hoa cốc, chính là một sơn cốc nằm ở sơn mạch phía sau Linh Thiên Môn, bên trên những dãy núi non trùng điệp đều là hoa đào, lúc này cũng là lúc hoa đào nở rộ, vừa nhìn qua. Liền thấy khắp núi đều là một màu hồng rực rỡ kéo dài không dứt. Trên lưng của yêu thú phi hành, sau một hồi, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn mảnh rừng đào hồng rực mênh mông phía dưới, trong sơn mạch liên miên trùng điệp kia, khắp nơi đều là hoa đào, hương hoa mê người, trong không khí cũng ngập tràn hương đào thơm ngát, khiến cho người ta rung động không thôi. Lúc này nhìn thấy rừng hoa đào trải dài không dứt như vậy, ba người Bạch Linh, Quỷ tiên tử Bạch Tử Oánh và Lục Lâm Thiên đều lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc và thích thú. Lục trưởng môn, phía trước chính là đào hoa cốc rồi, đây chính là nơi đẹp nhất ở Linh Thiên Môn ta, lúc bình thường thì người ngoài rất khó mà vào được. Trên lưng của yêu thú phi hành, vị đệ tử vũ tướng của Linh Thiên Môn nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy bên trong bách sơn đào thụ này, xuất hiện một con đường vào hạp cốc rất lớn, trên con đường mòn cổ xưa này. Mỗi tảng đá đều có một cái rãnh sâu, bên trên có nước chảy như vạn mã bôn đằng, mang theo khí thế nhất tả thiên lý, khiến cho khí thế của nó càng trở nên mênh mông cuồn cuộn. Mọi người nhảy xuống khỏi yêu thú phi hành, lập tức đi dọc theo sạn đạo, bên trong cái hạp cốc này, bên trên vách đá hai bên nước chảy không ngừng, thanh âm róc rách. Kỳ hoa dị thảo, chân cầm dị điểu hai bên bờ sông khiến cho người ta nhìn không ngớt, vô số phi điểu đang tung cánh bay qua bay lại không ngừng trong rừng đảo trên núi. Cứ như thế, chỉ một lát sau, xuất hiện trước mặt đám người Lục Lâm Thiên chính là một cái thâm cốc cực lớn,
diện tích bằng phẳng bao la, hai bên vách đá của thâm cốc cao cả trăm trượng, khí thế cao ngất, vô cùng đồ sộ. Mà ở bên trong thâm cốc này, phía trước có một hồ nước lớn, mặt hồ hơi hẹp, có hình dạng dài mảnh, nước hồ trong veo thấy đáy, nước từ trong hồ chảy ra, men theo nham thạch đổ xuống dưới, tạo thành một thác nước lớn, nước chảy ào ạt qua từng tầng nham, nhìn qua càng thêm nguy nga. Đúng là chỗ tốt. Lục Lâm Thiên đứng chắp tay, nhìn khắp sơn cốc, hoàn cảnh trong cốc thanh u, nước suối trong veo, hồ xanh nước chảy, lạc ngọc lưu thúy, đúng là một địa phương tốt. Ca ca, nơi này đúng là đẹp thật. Lục Tâm Đồng chớp mắt to, có vẻ như hơi kinh ngạc. Lục trưởng môn, mời. Linh Thiên Môn phất tay dẫn đường, đưa mọi người đi vào bên trong. Trong lúc mấy người Lục Lâm Thiên đi vào bên trong, địa thế ngày càng rộng lớn, chung quanh cũng xuất hiện không ít đệ tử Linh Thiên Môn, trên cơ bản đều có tu vi vũ phách và vũ tướng, nhìn qua khí thế khá bất phàm. Nhìn thấy đám người Lục Lâm Thiên tới, những đệ tử Linh Thiên Môn này lập tức hành lễ. Sau đó ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc và vô cùng tò mò đảo qua hai người Quỷ Tiên Tử Bạch Tử Oánh và Bạch Linh, đặc biệt là sự xuất hiện của Bạch Linh làm cho không ít đệ tử Linh Thiên Môn giật mình ngơ ngẩn. Nhìn kìa, đó chính là Lục Lâm Thiên, Lục trưởng môn gần đây được nhắc tới rất nhiều của Phi Linh Môn đó. Đúng là hắn rồi, nghe nói quan hệ của hắn và tiểu thư không tệ đâu, ngày đầu mới tới đây còn đi gặp trưởng môn nữa. Bên người tên Lục Lâm Thiên này sao toàn nữ hết vậy? Đặc biệt là người bên phải đó, thật là xinh đẹp, còn đẹp hơn đại tiểu thư vài phần nữa nha. Nghe tiếng xì xào bàn tán của đám người xung quanh, Lục Lâm Thiên cũng chẳng thèm để tâm, trực tiếp đi vào bên trong cốc lúc này có không ít thanh âm ầm ĩ. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy ở khoảng giữa trước mặt lúc này có một cái lương đình rất lớn, hai bên có chừng 20 ghế ngồi, phía sau còn có không ít bàn đá, cũng có vài chục vị trí. Ngay lúc đám người Lục Lâm Thiên bước vào thì Lục Lâm Thiên cũng lập tức cảm giác được có không ít ánh mắt quét tới. Mắt hơi liếc lên, Lục Lâm Thiên đảo mắt nhìn qua phía trước, lúc này trên mấy bàn tiệc ở xung quanh lương đình kia đã có không ít người đang ngồi, khí tức của tất cả đều rất bất phàm, rõ ràng thực lực không tệ, trong đó có một vài thân ảnh, Lục Lâm Thiên cũng chẳng xa lạ gì. Lâm Thiên, tất cả các thế lực lớn trong cổ vực cơ bản đều đã tới đây hết rồi. Hai người ngồi ở phía trên bên trái theo thứ tự là Gia Cát Tây Phong của Lan Lăng Sơn Trang, Đồng Quy Tinh của Hắc Sát Giáo, người ngồi phía trên bên phải là Công Tôn Hóa Nhai của Hóa Vũ Tông, phía dưới của hắn còn có Tùng Thanh Sơn của Thiên Quỷ Tông, Lâm Trung Kiến của Thương Sơn Môn, An Cát Tú Na của Song Đao Môn, Đảng Vạn Lâm của Ma Tâm Cốc. Phía sau lưng bên trái Đồng Quy Tinh chính là Cơ Vô Thưởng của Thiên Âm Môn, Khấu Phi Yến của Bách Linh Tông, cuối cùng chính là Hồ Hưng Hải của Thiên Tinh Tông. Bên cạnh Lục Lâm Thiên, Quỷ Tiên Tử Bạch Tử Oánh dùng truyền âm nói vào trong tai của Lục Lâm Thiên. Nghe vậy, Lục Lâm Thiên lập tức đưa mắt nhìn lại, những người của các môn phái mà Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh vừa nói, không ai mà không phải cự phách một phương trong cổ vực này. Ghế trên cùng bên trái chính là một vị trung niên đại hán tuổi chưa tới 50, trong tay cầm một cây quạt, gương mặt cương nghị, lộ ra vẻ lãnh tuấn góc cạnh rõ ràng, đôi mắt thâm thúy, có một cỗ phong thái khá nho nhã. Khí tức quanh thân vô hình nổi lên ba động, khí tức này khiến cho người ta cảm nhận được một loại áp chỉ vô hình. Dựa theo lời nói của Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh thì người này chính trang chủ Gia Cát Tây Phong của Lan Lăng Sơn Trang, Lục Lâm Thiên liền nhìn kỹ thêm một chút, bên cạnh hắn có Gia Cát Tử Vân ngồi đó, khiến cho mục quang của Lục Lâm Thiên lập tức lóe lên. Sau đó Lục Lâm Thiên lập tức nhìn về phía một người ngồi bên cạnh Gia Cát Tây Phong, người này vận một bộ hắc bào đen thấm như mực, tuổi chừng 40, tóc đen dài. Dáng người cao lớn như hơi gầy, hai mắt bén nhọn như ưng, mang theo một cỗ khí thế nhiếp người, quanh thân mơ hồ tràn ngập trong một cỗ sát khí. Theo như lời Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói thì đây chính là Đồng Quy Tinh giáo chủ của Hắc Sát Giáo, cảm giác được khí tức và thực lực của ngươi này, e là một kẻ có tu vi trình độ tuyệt đối không thấp hơn Vũ Vương. Mà sau lưng Đồng Quy Tinh, còn có không ít cường giả trong môn cùng vài đệ tử trẻ tuổi trông qua có vẻ cũng có tu vi bất phàm. Đây chính là Công Tôn Hóa Nhai sao? Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lại rơi vào một vị đại hán vận áo bào trắng đang ngồi đối diện với hai người Gia Cát Tây Phong và Đồng Quy Tinh, người này dáng vẻ vĩ ngạn cao lớn, mày rậm mắt sáng, nhìn thấy rõ ràng nhất chính là nơi đầu chân mày hợp với mặt có một vết sẹo, khiến cho hắn vô tình tăng thêm một phần sát khí. Sau lưng của tên Công Tôn Hóa Nhai này, Lục Lâm Thiên cũng thấy không ít cường giả Hóa Vũ Tông, trong đó không ngờ còn có trưởng lão Hà Dược Đông, đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ tức giận. Ánh mắt lướt qua,
Lục Lâm Thiên cũng lập tức dò xét đám cự phách cổ vực mà quỷ tiên tử Bạch Oánh đã nói, tông chủ Tùng Thanh Sơn của Thiên Quỷ Tông, một bộ hồng bào, trong khí tức âm lệ mang theo một tia sát khí. Trưởng môn Lâm Trung Kiến của Thương Sơn Môn, một bộ thanh sam, tuổi cùng lắm cũng chỉ chừng 40, dáng người hơi nhỏ gầy, nhìn qua có hơi chút hèn mọn bỉ ổi. Sau đó chính là An Cát Tú Na của Song Đao Môn, thật ra khiến cho Lục Lâm Thiên hơi kinh ngạc, bộ dạng của An Cát Tú Na này nhìn qua tuổi cũng không cao lắm cũng chỉ chừng 30 mà thôi, dáng người đẫy đà, xem như vẫn còn phong vận từ nương bán lão, khí tức trên người cũng tuyệt không hề yếu. Cốc chủ Đảng Vạn Lâm của Ma Tâm Cốc, Lục Lâm Thiên cũng từng nghe nói qua, người này có bộ dạng hơi cổ quái, so với Thanh Hỏa lão quỷ thì còn gầy hơn nữa, toàn thân chỉ độc da bọc xương, thân hình cũng cao, mặc trường bào lên người thì giống như một cây xào khoác quần áo vậy. Mà đối diện với Đảng Vạn Lâm chính là Hồ Hưng Hải của Thiên Tinh Tông, người này dáng người trung đẳng, thân hình hơi mập mạp, trong mắt mang theo vẻ âm lệ, khí tức quanh thân cũng vô cùng cường hãn. Phía trên của hắn chính là tông chủ Khấu Phi Yến của Bách Linh Tông, là một lão phụ tuổi trạc ngũ tuần, bên dưới bộ cẩm bào, bộ dạng có chút âm trầm, tướng mạo thì thường thường, giống như ai cũng nợ bà ta vài ngàn kim tệ không bằng. Người cuối cùng chính là trưởng môn Cơ Vô Thường của Thiên Âm Môn, bộ dạng chừng 40, dáng người cao ngất, mái tóc đen dài xõa trên vai, thân vận một bộ hoa bào, trong anh khí còn mang theo một chút mềm mại. Gia Cát Tây Phong của Lan Lăng Sơn Trang, Đồng Quy Tinh của Hắc Sát Giáo, Công Tôn Hóa Nhai của Hóa Vũ Tông, Lâm Trung Kiến của Thương Sơn Môn, An Cát Tú Na của Song Đao Môn, Đảng Vạn Lâm của Ma Tâm Cốc, Cơ Vô Thường của Thiên Âm Môn, Khấu Phi Yến của Bách Linh Tông, Hồ Hưng Hải của Thiên Tinh Tông. Mắt thấy đám người của mấy sơn môn này, trong lòng của Lục Lâm Thiên cũng hơi trầm xuống, đại môn đại phái trong cổ vực cơ bản đều đã đến đầy đủ cả rồi. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo này thì không cần phải nói nhiều, Thương Sơn Môn, Song Đao Môn, Ma Tâm Cốc, Thiên Âm Môn, Bách Linh Tông, Thiên Tinh Tông, đều là thế lực nhất lưu cả. Mà trong những Thương Sơn Môn, Song Đao Môn, Ma Tâm Cốc, Thiên Âm Môn, Bách Linh Tông, Thiên Tinh Tông này, ánh mắt của Lục Lâm Thiên lại càng thêm chăm chú quan sát người của Thiên Tinh Tông và Thương Sơn Môn nhiều hơn một chút. Thiên Tinh Tông này sớm muộn gì mình cũng sẽ tiêu diệt, thù của Đông Lão, không thể không báo. Lúc ánh mắt của Lục Lâm Thiên nhìn về phía Hồ Hưng Hải của Thiên Tinh Tông thì Lục Lâm Thiên cảm giác Hồ Hưng Hải cũng đang đánh giá mình, ánh mắt mang theo vẻ âm trầm. Bên trong Thương Sơn Môn, Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú thêm một chút chính là vì Lăng Thanh đang đứng sau lưng Lâm Trung Kiến, Lăng Thanh rõ ràng thấy được mình. Nhưng lúc này lại vờ như không thấy, chỉ cúi đầu mà ngồi, không hề ngẩng lên cái nào. Lục trưởng môn, mời ngồi. Dưới sự dẫn dắt của vị đệ tử Linh Thiên Môn kia, Lục Lâm Thiên lập tức được dẫn tới một vị trí trống cuối cùng ở Lương Đình, cũng là vị trí thấp nhất, trùng hợp là nó cũng ở kề bên chỗ của Hồ Hưng Hải Thiên Tinh Tông. Bên trong Lương Đình này cũng chỉ có trưởng môn của các môn phái ngồi mà thôi, sau lưng của trưởng môn mỗi phái đều có một cái bàn tròn bằng đá. Tất cả các đệ tử hộ tống của mỗi phái đều ngồi vây quanh cái bàn đá sau lưng trưởng môn, nếu như so ra thì người của Phi Linh Môn xem như là ít nhất. Bất quá lúc này đúng thật là được người ta chú ý nhiều nhất, trên người của Bạch Linh và quỷ tiên tử Bạch Oánh đã bị không ít kẻ dòm ngó, đặc biệt là Bạch Linh, lúc này càng khiến cho người ta phải chú ý, Gia Cát Tử Vân vừa nhìn thấy Bạch Linh thì chưa từng rời mắt đi cái nào. Lục Lâm Thiên vừa mới ngồi vào chỗ của mình thì lập tức cảm giác được một đạo mục quang lạnh như băng bắn tới chỗ mình, lập tức nghiêng đầu nhìn xem thì phát hiện chủ nhân của ánh mắt kia đến từ chỗ của đám người Thiên Quỷ Tông. Trên cái bàn đá sau lưng tông chủ Tùng Thanh Sơn của Thiên Quỷ Tông, Tùng Bách Đào đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào mình, bộ dạng tựa như có thâm thù đại hận vậy, dường như hận không thể lập tức động thủ với mình ấy. Nhìn thấy thế, Lục Lâm Thiên cũng đáp lại một đạo lạnh ý, cái tên Tùng Bách Đào này. Lục Lâm Thiên lúc này vẫn không thèm để vào mắt. Lục Lâm Thiên lập tức rời tầm mắt, cũng lại gặp thêm một đạo lãnh ý khác, không phải ai khác mà đúng là Gia Cát Tử Vân của Lan Lăng Sơn Trang, lúc này tên Gia Cát Tử Vân cũng dùng nhãn quang lạnh lùng mà nhìn Lục Lâm Thiên. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên cũng không hề né tránh, người này năm lần bảy lượt nhằm vào mình, còn cho là mình sợ hắn chắc, sau đó nhếch môi, kéo thành một đường cong tràn ngập lãnh ý và đối địch, trong ánh mắt cũng tỏa ra một đạo lãnh ý. Từ lúc Phi Linh Môn tới thì Sơn Cốc vốn đang ồn ào đột nhiên lâm vào yên tĩnh trong chốc lát, dù sao đối với tất cả những Sơn Môn có mặt lần này thì Phi Linh Môn đúng là khá lạ mặt, người của mấy đại Sơn Môn đều đưa mắt qua dòm ngó Lục Lâm Thiên một lần. Ha ha, Đào Hoa Yến năm nay đúng là kỳ lạ,
một cái phi linh môn nho nhỏ mà thôi, tên còn chưa nghe qua lần nào không ngờ cũng có thể tới linh thiên môn tham gia đào hoa yến, không phải là đi nhầm chỗ đấy chứ. Phía trên lương đình lúc này đột nhiên vang lên một thanh âm lạnh như băng, người lên tiếng không phải ai khác mà chính là Hồ Hưng Hải của Thiên Tinh Tông. Lúc này, một vị lão giả là trưởng lão của Thiên Tinh Tông đang đứng sau lưng Hồ Hưng Hải thì thầm cái gì đó, vị trưởng lão kia Lục Lâm Thiên cũng chẳng lạ lẫm gì, chính là Phương Thành Hữu lúc trước đã theo Đồng Tất Phương tấn công Đông Vô Mệnh, tu vi thực lực mấy năm trước đã tới vũ xuất cửu trọng. Đây cũng không phải Thiên Tinh Tông, không tới phiên Thiên Tinh Tông của ngươi lên tiếng ý kiến, đúng là không biết phân biệt chủ khách, làm khách mà cũng đòi thay mặt chủ. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên trầm xuống, lập tức hờ hững đáp lời. Tiểu tử, người mới nói ai hả? Phía trên Lục Lâm Thiên, Hồ Hưng Hải lập tức vỗ bàn đứng dậy, trong mắt lóe lên một cỗ lạnh ý nhìn chòng chọc vào Lục Lâm Thiên, khí tức quanh thân lập tức run run khởi động, một cỗ khí tức vũ vương lập tức tràn ra. Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác được một cỗ uy áp vô hình đang đè lên người của mình, cả người giống như bị thiên quân đè lên vậy, khiến cho mình không cách nào cử động. Lão mập kia, bản công tử đang nói người đó, nghe không hiểu tiếng người à? Lục Lâm Thiên cũng vỗ bàn, quanh thân tản ra một cỗ lạnh ý, trong ánh mắt lóe ra hàn quang nhìn chằm chằm lại vào Hồ Hưng Hải. Lúc này đây, quanh thân của Lục Lâm Thiên được một màn bạch quang vô hình bao phủ, áp lực trên người đều tiêu tán toàn bộ, trong tay bạch linh kết xuất một đạo thủ ấn, một đạo bạch quang vô hình lập tức bao phủ trên người Lục Lâm Thiên. Trong nháy mắt này, ánh mắt của Công Tôn Hóa Nhai, Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh và đám cường giả còn lại đều đổ dồn về phía bạch linh. Ha 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 ha. Nghe thấy lời Lục Lâm Thiên nói, Hồ Hưng Hải lớn tiếng cười vang, trên gương mặt béo phì lóe lên vẻ âm lệ, nói. Tiểu tử ngạo mạn, chỉ là một vũ xuất nho nhỏ mà thôi, nếu như chỗ này không phải linh thiên môn thì ta đã giết chết ngươi ngay lập tức rồi, đứng trước mặt bản vương, còn chưa tới phiên ngươi kiêu ngạo phách lối đâu. Tên mập chết bầm, hôm nay cũng may cho ngươi là đang ở linh thiên môn đó, bằng không thì chưa biết ai chết trong tay ai đâu. Bất quá ngươi cũng đừng có mà kiêu ngạo trước mặt bản công tử, ngày khác bản công tử sẽ đến diệt sạch Thiên Tinh Tông của ngươi. Lục Lâm Thiên cũng không nhường một phân, khí tức của hai người bắn ra, đúng là kim châm so với cọng râu, xét về mặt khí tức thực lực thì rõ là Lục Lâm Thiên phải thua một bậc, nhưng trên phần khí phách vô hình thì lại không hề yếu kém chút nào, lãnh ý trong mắt càng khiến cho Hồ Hưng Hải không khỏi âm thầm giật mình. Hai người đột nhiên đối nghịch cũng khiến cho cả đám người trợn mắt há mồm. Càng khiến cho người ta không tin nổi chính là một cái vũ xuất nho nhỏ của phi linh môn, đứng trước mặt Hồ Hưng Hải lại có thể kiêu ngạo như vậy, còn mở miệng ra nói muốn tiêu diệt Thiên Tinh Tông, trong đám này cũng chỉ có đám người Công Tôn Hóa Nhai, Gia Cát Tây Phong và Đồng Quy Tinh là dám nói những lời đó mà thôi, cũng không ngờ, một tên thanh niên lại dám nói ra những lời này, khiến cho người của các phái không khỏi càng thêm hiếu kỳ nhìn chằm chằm và đánh giá vị thanh niên áo xanh tên gọi Lục Lâm. Thiên này! Trong lòng của Lục Lâm Thiên lúc này cũng có suy tính của riêng mình, Thiên Tinh Tông sớm muộn gì cũng bị mình tiêu diệt, lúc này nhân cơ hội nói cho cả cổ vực biết, phi linh môn của mình muốn tiêu diệt Thiên Tinh Tông không phải vì bất cứ điều gì khác, mà là vì đã sớm kết thù với nhau, miễn cho tới lúc tiêu diệt Thiên Tinh Tông lại khiến cho các đại thế lực cảnh giác, tới lúc đó lại bất lợi cho phi linh môn. Về phần cái tên Hồ Hưng Hải này, Lục Lâm Thiên biết thực lực của mình hiện tại nhất định không bằng hắn, người này cũng đã tới cảnh giới vũ vương. So với quỷ tiên tử Bạch Oánh thì khí tức còn mạnh hơn không ít, bất quá có Bạch Linh ở bên cạnh, mình cũng đủ sức đối phó với kẻ này, nên không việc gì phải sợ hắn hết. Tiểu tử, sau khi rời khỏi linh thiên môn ngươi nhất định sẽ hối hận. Hồ Hưng Hải nhìn Lục Lâm Thiên, uy hiếp với giọng điệu và đôi mắt lạnh như băng, mép bàn nơi hắn đặt tay đã bắt đầu xuất hiện vài vết nứt nho nhỏ. Tên mập chết bầm, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Lục Lâm Thiên lại lạnh giọng nói thêm lần nữa. Lúc này trong đám người của Thiên Quỷ Tông, Tùng Bách Đào dùng ánh mắt âm trầm nhìn Lục Lâm Thiên, thấy Lục Lâm Thiên bắt đầu xảy ra tranh chấp với tông chủ của Thiên Tinh Tông thì hắn không khỏi lộ ra nụ cười lạnh. Trưởng môn, phu nhân, tiểu thư tới. Ngay lúc bầu không khí trong cốc đang bắt đầu trở nên lạnh như băng thì một tiếng hô to rõ đột nhiên truyền vào từ bên ngoài cốc, sau đó quanh quẩn trong cốc. Theo tiếng hô này truyền tới, trong sơn cốc cũng vang lên từng đợt xì xào. Không ít người đang an tọa đều vội vàng đứng bật dậy, linh thiên môn chính là chủ nhân hôm nay, lại là một trong nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, thực lực đủ mạnh để khoa trương thanh thế, ngay cả Hồ Hưng Hải lúc này đang bận đối nghịch với Lục Lâm Thiên cũng phải lập tức thu hồi và che giấu khí tức của mình,
ánh mắt nhìn về phía ngoài cốc, trên mặt lộ ra vui vẻ. Xì xì. Trên vai Lục Lâm Thiên, Tiểu Long phun ra nuốt vào cái lưỡi nhỏ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Hồ Hưng Hải, không có lão đại phân phó, Tiểu Long cũng không dám lộn xộn. Lục Lâm Thiên lúc này cũng quay đầu lại nhìn, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài sơn cốc, nơi đó đang có mười mấy đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, trước đi trước ngũ quan kiên nghị mang theo vẻ ưu mỹ, mày kiếm bay xéo nhập tóc mai, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng, mái tóc dài đen mượt xõa dài trên vai, trên người vận một bộ trường bào màu lam, chính là trưởng môn Lữ Chính Cường của Linh Thiên Môn. Mà lúc này, đi bên cạnh Lữ Chính Cường còn có một vị mỹ phụ nhân kia vận một bộ hoa y sát người màu phấn nhạt, da thịt trắng nõn nà, 3000 tóc xanh vấn cao, đầu đội châu sai, trang điểm nhẹ nhàng, dáng điệu ung dung ôn nhu, khí tức trên người của nàng, trong lúc vô tình cũng làm cho không gian gợn sóng tỏa ra. Vừa nhìn thấy vị mỹ phụ nhân kia, Lục Lâm Thiên liền nhíu chặt mày, vị mỹ phụ nhân kia chính là mẹ ruột của Lữ Tiểu Linh, chính là tứ tuyệt yêu cơ Lư Khâu Mỹ Vi. Từ khí tức vô hình kia nhìn lại thì đúng là mạnh hơn so với quỷ tiên tử Bạch Oánh không ít, đặc biệt chính là nhãn quan, xem ra vị mỹ phụ nhân kia tuyệt đối cũng không phải người tầm thường. Tiểu cô nương kia, ngay lúc Lục Lâm Thiên nhìn sang thân ảnh thứ ba thì cũng thầm giật mình, Lữ Tiểu Linh hôm nay vận một bộ cung trang váy dài, bên ngoài khoác một kiện áo choàng ngắn ngang eo, đường cong lung linh lồi lõm lộ rõ hẳn ra, đồng thời lại tăng thêm vài phần vũ mị ưu nhã. Không giống như kiểu trang phục nóng bỏng lúc trước, nhưng dung nhan tuyệt mỹ cùng khí chất cao quý lại khiến cho tất cả mọi người không nhìn được mà muốn nhìn lâu thêm một chút. Mà tiểu cô nương này phỏng chừng cũng tỉ mỉ trau chuốt ăn mặc một phen, lập tức khiến cho ánh mắt của đám đệ tử trẻ tuổi của các thế lực khác trong sơn cốc sáng hẳn lên, cộng thêm dáng người uyển chuyển và ánh mắt quyến rũ, còn có khí chất cao quý kia, không phải thứ dung chi tục phấn có thể so sánh được. Cảm giác được lúc này có không ít ánh mắt đang dán chặt lên người Lữ Tiểu Linh, Lục Lâm Thiên lúc bình thường cũng không cảm thấy Lữ Tiểu Linh quá mức quan trọng với mình, nhưng lúc này trong lòng Lục Lâm Thiên lại không cảm thấy như vậy nữa. Đây là nữ nhân của mình, sao có thể để cho người ta giành mất cơ chứ, hôm nay bằng mọi cách cũng phải liều mạng đoạt nữ nhân này về cho mình mới được. Ánh mắt của Lữ Tiểu Linh lúc này cũng dò ngó tìm kiếm trong đám người, cuối cùng cũng dừng lại ở chỗ Lục Lâm Thiên, ánh mắt chớp chớp. Sau đó mới ổn định tâm tình lại. Để cho các vị đợi lâu rồi, thật có lỗi, thật có lỗi. Lữ Chính Cường xuất hiện liền đưa hai tay ôm quyền, vừa đi vào sơn cốc vừa nói với mọi người. Lữ trưởng môn có việc cần lo, chúng ta cũng vừa tới mà thôi. Không ít người lập tức đáp lại. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên cẩn thận nhìn qua, lúc này đi theo bên trong Linh Thiên Môn còn có không ít cường giả, đều có thực lực ở trình độ vũ xuất. Sau lưng Lữ Tiểu Linh chính là bốn đệ tử của Lữ Chính Cường, tựa hồ gọi là Linh Thiên Tứ Xuất, còn có Vương Trưởng Lão, Văn Trưởng Lão, Lưu Trưởng Lão và Quách Văn Tinh đều ở đó. Ngoài ra trong đó còn có một vị lão giả tóc bạc dẫn tới sự chú ý của Lục Lâm Thiên. Vị lão giả tóc bạc này mặc dù đã thu liễm khí tức toàn thân, nhưng trong lúc vô hình lại để lộ một cỗ khí tức. Lục Lâm Thiên đoán rằng người này tuyệt đối cũng đã tới trình độ Vũ Vương. Mời chư vị ngồi xuống. Chậm rãi tiến lên. Lữ Chính Cường nói với mọi người, sau đó đi vào Lương Đình ngồi xuống chỗ trên cùng. Trong lúc đi qua Lương Đình, Lục Lâm Thiên mỉm cười, Lữ Tiểu Linh đang lén lút quay sang mình cắn cắn môi. Bất quá ánh mắt của Lư Khâu Mỹ Vi cũng khiến cho Lục Lâm Thiên lập tức trầm xuống, đều nói mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thuận mắt, chính là Lục Lâm Thiên cảm giác mẹ vợ này của mình dường như không thích mình cho lắm. Bạch Oánh tỷ, biết tỷ đã tới, nhưng ta có việc quấn thân, không thể tới gặp tỷ. Tỷ cũng đừng nên trách ta. Một tiếng nũng nịu vang lên, chính là Lư Khâu Mỹ Vi đi tới trước mặt quỷ tiên tử Bạch Oánh, ánh mắt lập tức mang theo vẻ kinh ngạc nhìn vào Bạch Linh. Mỹ Vi muội muội đã quá lời rồi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh hơi nhỏm dậy, mỉm cười đáp lời. Tỷ tỷ, đây là lần đầu tiên tỷ tới Linh Thiên Môn, nhất định phải ở lại thêm vài ngày đó, ta còn muốn tìm tỷ tỷ đàm luận cầm nghệ đó. Ánh mắt của Lư Khâu Mỹ Vi lại chuyển sang quỷ tiên tử lần nữa. Nếu Mỹ Vi muội muội đã có nhã hứng thì đương nhiên không thành vấn đề. Quỷ tiên tử Bạch Oánh cười khẽ đáp. Tỷ tỷ, vị này chính là. Ánh mắt của Lư Khâu Mỹ Vi lại chuyển sang Bạch Linh lần nữa. Nương à, vị này chính là Bạch Linh tỷ tỷ, là bằng hữu của Lâm Thiên. Lữ Tiểu Linh lập tức lên tiếng. Hóa ra là Bạch Linh tiểu thư. Lư Khâu Mỹ Vi khẽ mỉm cười nói. Phu nhân hữu lễ. Coi như nể mặt Lữ Tiểu Linh. Bạch Linh cũng khẽ khom người.
Ánh mắt của Lư Khâu Mỹ Vi nhìn Bạch Linh vẫn mang theo chút nghi hoặc. Theo Lữ Chính Cường ngồi xuống, Lư Khâu Mỹ Vi, Lữ Tiểu Linh cũng một trái một phải ngồi xuống bên cạnh Lữ Chính Cường, một đám trưởng lão và bốn vị thanh niên tứ xuất của Linh Thiên Môn thì đều ngồi ở phía sau. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên quét qua, thân phận của đám người ngồi trong đào hoa cốc lúc này đúng là không đơn giản chút nào, đều là những kẻ chỉ cần dậm chân một cái cũng đủ khiến cả cổ vực lay chuyển. Lúc này một đám cự phách lại ngồi một chỗ cùng với nhau, đúng là không dễ dàng gì. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, một đám cự phách không tránh khỏi hàn huyên một hồi, mấy chuyện thế này, Lục Lâm Thiên cũng không nói chen vào được, đành phải ngồi ngay ngắn tại chỗ, mà quỷ tiên tử Bạch Oánh thì cũng thầm ra hiệu bảo Lục Lâm Thiên không cần phải nói gì. Lâm Thiên, ngươi lần đầu tiên tới Linh Thiên Môn, đã nhận thức hết những trưởng bối ngồi ở đây chưa? Đúng vào lúc này, ánh mắt của Lữ Chính Cường lại dừng lại ở chỗ Lục Lâm Thiên, sau đó lên tiếng hỏi. Tiếng xưng hô thân mật của Lữ Chính Cường dành cho Lục Lâm Thiên cũng lập tức dẫn tới phản ứng của không ít kẻ. Lục Lâm Thiên cũng sững cả người, không ngờ Lữ Chính Cường lại gọi mình lúc này, còn gọi thân mật như vậy nữa chứ, đúng thật là khiến cho Lục Lâm Thiên không hiểu gì sất. Lữ trưởng môn, những tông chủ trưởng môn ngồi ở đây, mặc dù tiểu tử không quen biết, nhưng cũng từng nghe qua đại danh, sau này cũng sẽ quen thôi. Mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy nghi hoặc, nhưng Lục Lâm Thiên cũng lập tức trả lời. Đây đều là các trưởng bối trong cổ vực, sau này ngươi phải học hỏi, nghe lời bọn họ dạy bảo cho thật tốt. Lữ Chính Cường nói với Lục Lâm Thiên. Tiểu tử nhớ kỹ. Lục Lâm Thiên cũng bất lộ thanh sắc, chỉ nhẹ giọng đáp lại. Nghe khẩu khí nói chuyện của Lữ Chính Cường dành cho Lục Lâm Thiên cũng lập tức khiến cho cả đám người cảm thấy nghi hoặc không thôi. Tên Hồ Hưng Hải của Thiên Tinh Tông đang ngồi bên cạnh Lục Lâm Thiên chính là kẻ nghi hoặc nhiều nhất. Trong lúc mọi người nói chuyện thì đã có không ít đệ tử Linh Thiên Môn bưng mỹ thực, tiên quả, còn có rượu ngon lên, số lượng cũng không nhiều lắm, nhưng phẩm chất thì thượng thừa. Trên bàn đá sau lưng của các đại trưởng môn cũng bày đầy mỹ thực, rượu ngon và tiên quả hệt như vậy. Mà mấy món mỹ thực đó cũng khiến cho người kiếp trước từng gặp qua không ít mỹ thực như Lục Lâm Thiên cũng phải trợn mắt há mồm. Đống mỹ thực này đều dùng hoa đào làm nguyên liệu phụ trợ, có món thì trực tiếp dùng hoa đào để chế biến thành. Sắc hương vị đều đầy đủ, khiến cho người ta nhìn thấy là thèm. Chư vị, mỹ thực này đều là dùng hoa đào chế biến thành, năm nay lại có thêm vài món mới so với năm ngoái, mời tất cả mọi người nếm thử. Ánh mắt của Lư Khâu Mỹ Vi đảo qua mọi người rồi mỉm cười nhẹ giọng nói. Ha ha, tính ra thì thứ mà ta nhớ thương mỗi năm chính là đào hoa tửu này của phu nhân đây. Khiến cho ta nghiện luôn rồi. Người nói chuyện chính cơ vô thường của Thiên Âm Môn, mái tóc đen dài lay động, bưng một ly rượu lên, đặt kề chóp mũi nhắm mắt ngửi một hơi, sau đó nói. Phu nhân, rượu này không giống lần trước nha, hương vị cũng khác nữa. Cơ trưởng môn thật là hảo công lực, không hổ là sâu rượu mà, vừa ngửi đã biết, đào hoa tửu năm nay chính là được ủ từ lúc linh nhi của ta vừa sinh ra đời, tới nay đã 22 năm rồi. Trong đó lại được cho thêm không ít dưỡng nguyên đan là đan dược thất phẩm sơ giai vào, uống một chén vào, cho dù là đối với người có tu vi trình độ vũ vương cũng sẽ có chút lợi ích. Lư Khâu Mỹ Vi khẽ mỉm cười nói. Đào hoa tửu 22 năm, rượu ngon, các vị, vậy thì ta không khách khí nữa. Cơ vô thường nghe Lư Khâu Mỹ Vi nói xong thì lập tức xốc cạn một chén rượu. Đám người còn lại lúc này nghe nói bên trong đào hoa tửu này còn có đan dược thất phẩm thì cũng chẳng lấy làm khách khí chi nữa, đám người Công Tôn Hóa Nhai, Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh thì lại càng không khách khí. Đan dược thất phẩm, Lục Lâm Thiên lúc này cũng hoàn toàn chẳng chút khách khí, bưng lên một ly đào hoa tửu có màu hồng đào lên mà rót cạn. Rượu vừa vào miệng mang theo chút mát lạnh, cũng mang theo hương hoa đào thơm ngát, sau đó liền trở nên nóng rực, tựa như hỏa đao vào cổ vậy. Trực tiếp đốt thẳng tới dạ dày. Mà càng khiến cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc hơn chính là trong rượu này đúng thật là có một cỗ năng lượng không tệ lập tức tràn ra, đám năng lượng này chính là do dưỡng nguyên đan biến thành. Lục Lâm Thiên cũng chẳng xa lạ gì với dưỡng nguyên đan này, đan dược thất phẩm sơ giai, có thể có tác dụng tăng cường tâm cảnh, đồng thời có thể củng cố tu vi, giá trị của một viên dưỡng nguyên đan quả thật là giá trên trời, vừa rồi Lư Khâu Mỹ Vi nói đã dùng không ít dưỡng nguyên đan ngâm rượu. Lục Lâm Thiên cũng chẳng biết phải nói gì hơn, rượu này đúng là có giá trị liên thành. Lục Lâm Thiên âm thầm vận âm dương linh vũ quyết, cỗ năng lượng có trong rượu này lập tức bị hấp thu, năng lượng bên trong một chén đào hoa tửu này, Lục Lâm Thiên cảm giác,
dường như tuyệt đối không thua gì một viên đan dược ngũ phẩm cao giai hết, chính mình chỉ nhấp một ngụm nhỏ đào hoa tửu thì coi như đã bằng uống hết một viên đan dược ngũ phẩm cao giai. Rượu ngon. Lúc này không ít người cũng uống cạn một hơi, không khỏi tán thưởng, đây đúng là rượu ngon, sau đó đều rót đầy thêm rồi tiếp tục uống. Mặc dù ở đây đều là cường giả, đặc biệt đều là cường giả có tu vi vũ vương và linh vương, cũng chẳng mấy khi gặp được rượu ngon thế này, cho nên con sâu rượu trong bụng lúc này cũng bị câu ra cả. Lại uống xong một chén đào hoa tửu nữa, mọi người mới cảm thán, chén thứ nhất uống quá vội, đến chén thứ hai mới cảm giác được rượu này vô cùng mỹ vị. Lúc này, ngay cả hai người Bạch Linh và Bạch Oánh sau khi uống vào một chén cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, rượu này đúng thật là không tệ, nhưng còn Lục Tâm Đồng và Tiểu Long thì không hề khách khí gì mà bắt đầu vừa ăn vừa uống như hổ đói. Tiểu Long, ngươi nhường cho ta một ít với. Mơ hồ có thể nghe được Lục Tâm Đồng đang thấp giọng nói với Tiểu Long. Ba người Công Tôn Hóa Nhai, Gia Cát Tây Phong và Đồng Quy Tinh thì ngại mặt mũi cho nên sau khi uống vào hai chén thì không có rót thêm nữa. Còn có không ít vị trưởng môn của các sơn môn khác có tu vi vũ xuất thì lại tiếp tục rót đầy chén thứ ba. Chư vị, đào hoa tửu này rất mạnh, tuy nói uống một chén có thể lấy được không ít chỗ tốt, bất quá sau khi uống ba chén thì hiệu quả sẽ giảm mạnh, rượu cũng rất mạnh, phải vận công giải rượu, làm vậy chẳng khác nào đánh mất chân lý khi uống rượu rồi. Nhìn mọi người như vậy, Lư Khâu Mỹ Vi liền cười khẽ nói. Mọi người nghe thấy Lư Khâu Mỹ Vi nói vậy thì sắc mặt cũng thầm biến đổi. Đào hoa tửu trước mặt cũng không dám uống thêm nữa. Rượu ngon. Lục Lâm Thiên lúc này cũng không khách khí, uống một chén sẽ lấy được năng lượng bằng uống một viên đan dược ngũ phẩm cao giai. Chén đào hoa tửu thứ ba lại vào miệng lần nữa. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng mặc kệ cái gì là rượu ngon, chỉ toàn thôn phệ năng lượng bên trong mà thôi. Tiếp tục. Lục Lâm Thiên rất không khách khí, hoàn toàn không để ý đến những người khác. Sau khi rót đầy bốn chén xong thì không cần nghĩ nữa, cứ thế mà uống cạn. Rồi lại âm thầm vận chuyển âm dương linh vũ quyết, Lục Lâm Thiên phát hiện bản thân mình hoàn toàn có thể hấp thu toàn bộ năng lượng trong rượu. Tiếp tục đi. Lục Lâm Thiên không thèm để ý gì khác, trước mặt có một bầu rượu lớn, trực tiếp cầm lên rót đầy, sau đó lại rót thêm chén thứ năm. Trong lúc bất chi bất giác, ánh mắt của tất cả mọi người lại dồn hết về phía Lục Lâm Thiên, trong đó có không ít kẻ lộ ra vẻ khinh thường, mấy trường hợp thế này, cái tên Lục Lâm Thiên này thật đúng là không biết chừng mực gì hết. Phi Linh Môn không có chút danh tiếng gì, thật đúng là không lên nổi bàn lớn mà. Trong lúc mọi người vẫn đang kinh ngạc thì Lục Lâm Thiên lại uống thêm chén thứ sáu, đúng là uống như uống nước. Lúc này, sắc mặt của Lư Khâu Mỹ Vi đang ngồi trên cùng cũng bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên. Ngay lúc Lục Lâm Thiên muốn rót chén thứ bảy thì lúc này mới để ý tới ánh mắt của tất cả mọi người căn bản đều đang dồn về phía mình. Hỏng rồi, hỏng rồi. Nhìn qua Lục Lâm Thiên. Cơ vô thường của Thiên Âm Môn lộ ra vẻ đau lòng muốn chết, tựa như rượu này là của hắn không bằng. Cơ trưởng môn, xem ra ngay cả ngươi cũng không hiểu rượu rồi. Nhìn thấy cả đám người xung quanh đều đang nhìn mình, ngay cả nhạc phụ và nhạc mẫu tương lai của mình cũng vậy, Lữ Tiểu Linh thì lại điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho mình. Lúc này Lục Lâm Thiên mới ý thức được là mình có hơi thất thố rồi, thất thố là việc nhỏ, khiến cho nhạc mẫu tương lai phản cảm thì sẽ hỏng bét mất, trong mắt xoay một vòng. Sau đó lập tức nghĩ ra chủ ý. Ta không hiểu rượu, ta uống rượu mấy chục năm, tự tin rằng vẫn không có mấy ai hiểu rượu hơn ta, rượu ngon trong thiên hạ chưa có thứ nào mà ta chưa uống cả. Cơ vô thường lập tức quắc mắt lên nhìn về phía Lục Lâm Thiên, ai mà không biết hắn nổi tiếng là tử cuồng, rượu trong thiên hạ không có loại nào mà hắn chưa uống qua cả. Một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa mà cũng dám nói cơ trưởng môn không hiểu rượu, đúng là ngu dốt không ai bằng. Hồ Hưng Hải của Thiên Tinh Tông liền chấp ngay cơ hội không chịu bỏ qua. Ha ha, đúng là tục không chịu nổi. Lục Lâm Thiên cười lên ha hả, cũng không để ý tới cái nhìn của những người khác mà uống thêm một ly đào hoa tửu nữa, nói. Uống rượu có ba loại cảnh giới, loại thứ nhất là rượu tục, bởi vì muốn uống rượu cho nên mới uống, ngươi xem hiện tại đi, ai có thể uống được tận hứng, kẻ uống rượu thì câm như hến, không khí thì nặng nề, loại thứ hai là phẩm rượu. Một ly rượu ngon trên tay, trong lòng tự nhiên sẽ có một tư vị khác, các thứ hương vị lắng đọng đến cùng, không tránh khỏi chua cay ngọt đắng mặn. Loại thứ ba chính là hưởng rượu, sinh ra nhã, phẩm ra tính, nếm ra u, thậm chí là thổn thức, có khi còn rơi lệ, than thở nhân sinh chẳng mấy khi được say, nhân sinh khó được vài lần hội tụ,
rượu trong chén lúc này đã thăng lên tới một cảnh giới rượu kỳ không thể tả được bằng lời. Lục Lâm Thiên lại uống xong chén thứ 8, dư quang trong mắt quét qua mọi người, nhìn thấy không ít người đang ngơ ngác nhìn mình, liền cười thầm, sau đó nhìn Cơ Vô Thường nói. Cơ trưởng môn, nâng chén vào tràng, tựa như cổ phong thổi, vào bồng lại, lên mây ngàn, hoàn toàn không còn là tại nhân gian nữa, có người từng nói qua, vua gọi chẳng chịu leo lên thuyền, tự xưng thần chính tiên trong rượu, nhã lượng như thôn thiên thổ địa, tình thú ngây thơ như trẻ con, không biết cơ trưởng môn cảm thấy mình đã đạt tới cảnh giới nào rồi. Nói xong, Lục Lâm Thiên lại rót cạn chén thứ 9 xuống cổ, ánh mắt quét qua mọi người, hoàn toàn không thèm để ý tới cái nhìn của kẻ khác. Nghe thấy Lục Lâm Thiên nói vậy, ánh mắt của Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh cũng lóe lên, trong mắt ánh lên vẻ kinh nghi, nàng thật không ngờ tên tiểu tử này cũng có nghiên cứu về rượu nữa. Cơ Vô Thường nhìn qua Lục Lâm Thiên, lúc này chính là đã hoàn toàn trợn mắt há mồm, bộ dạng như kiểu đang nghe thụ giáo, mắt chớp một cái, nói. Không ngờ tiểu huynh đệ đây cũng là tử trung chi kỷ, ta đây hổ thẹn, vẫn cho là mình uống hết rượu ngon trong thiên hạ chính là hiểu rượu rồi, nếu nói như vậy. Thì ta cũng chỉ đến cảnh giới phẩm rượu mà thôi, không biết tiểu huynh đệ đã đến cảnh giới nào. Ha ha! Lục Lâm Thiên cười ha hả, đưa mắt nhìn Cơ Vô Thường, lập tức nói. Cơ trưởng môn, ba loại cảnh giới này, ta không thuộc cái nào hết. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt cổ lai thánh hiền giai tịch mịch. Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh. Trích thơ tương tiến tửu lý bạch. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan. Mạc sử kim tôn không đối nguyệt. Tạm dịch lời Việt của Hoàng Tạo, tương như. Đời người đắc ý hãy vui tràn. Chớ để bình vàng xuông bóng nguyệt. Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch. Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh. Tạm dịch lời Việt của Hoàng Tạo, tương như. Thánh hiền tên tuổi bật đi. Chỉ phường thánh rượu tiếng ghi muôn đời. Tiếng vừa dứt, Lục Lâm Thiên liền đưa mắt nhìn mọi người, nói. Nếu các vị không uống thì tiểu tử đành không khách khí, ta uống một mình vậy. Nói xong, Lục Lâm Thiên đứng dậy, trực tiếp ôm lấy bầu rượu trên bàn, đổ ừng ực vào trong bụng. Nhìn bộ dạng này của Lục Lâm Thiên, mọi người cũng không lộ ra vẻ khinh thường nữa, sắc mặt của cả đám đều xám ngoét. Ha ha, hay cho một câu nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt, cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh. Hôm nay thụ giáo, ta uống cùng ngươi. Cơ Vô Thường lúc này cũng đứng dậy, ôm lấy bầu rượu trước mặt rồi dốc cổ tu ừng ực vào bụng. Nhìn bộ dạng của hai người, tất cả những người còn lại không ai nói tiếng nào, miễn cho lỡ lời lại càng thêm xấu hổ. Lúc này Hồ Hưng Hải của Thiên Tinh Tông đã cúi gằm mặt không dám nhìn vào Lục Lâm Thiên nữa, vốn muốn đả kích tên tiểu tử này một phen, nào ngờ lại khiến bản thân mình trở nên thô tục. Trên ghế đầu, Lữ Tiểu Linh lúc này cũng mở to mắt kinh ngạc. Lữ Chính Cường lúc này cũng mỉm cười, Lư Khâu Mỹ Vi hơi nheo mắt mỉm cười, trong mắt cũng mang theo một tia hiếu kỳ cùng kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên một phen tự luận này dường như đã làm cho nàng cũng cảm thấy rất đỗi kinh ngạc. Uống cạn một bình đào hoa tửu, Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác được năng lượng đang lao nhanh trong cơ thể của mình, một bình đào hoa tửu này, sợ là phải chừng 3-40 chén, lại thêm một mớ mà hắn đã uống ban nãy, cũng phải gần 50 viên đan dược ngũ phẩm cao giai. Cỗ năng lượng bàng bạc lao nhanh này khiến cho Lục Lâm Thiên phải thầm vận chuyển âm dương linh vũ quyết để luyện hóa ngay lập tức, mà liệt tính của rượu lúc này cũng đang thiêu đốt trong dạ dày của hắn. Dư quang khóe mắt của Lục Lâm Thiên quét qua mọi người, nhìn thấy bộ dạng của họ thế này thì biết ngay là cả đám đã hoàn toàn bị mình lừa rồi, bớt nói giỡn đi, bản thân mình chả biết gì về rượu, nhưng biết được chút ít như vậy để lươn lẹo cũng là hay rồi, cũng may cả đám cường giả này đều thuộc hạng người bình thường tu luyện khắc khổ. Có thể hiểu rượu đến mức nào cơ chứ? Ha ha, thống khoái, thống khoái. Cơ Vô Thường uống cạn một bình đào hoa tửu xong lập tức lớn tiếng nói. Thật đúng là tử cuồng. Lục Lâm Thiên lại ngồi xuống lần nữa, không ngờ tên Cơ Vô Thường này lại bị lừa thật. Không ngờ Lâm Thiên lại có lĩnh ngộ với rượu như vậy, người đâu, mang thêm rượu lên. Không thấy ai nói chuyện nên Lữ Chính Cường mỉm cười, nói với mọi người. Sau đó lại có thêm đệ tử của Lục Lâm Thiên mang thêm một bình đào hoa tửu lên. Chỉ tiếc là Lục Lâm Thiên cũng không dám uống thêm nữa, rượu này tuy không thể khiến mình say được nhưng nó lại cực mạnh, lúc này đốt dạ dày thôi cũng cảm thấy vô cùng khó chịu rồi. Vậy đào hoa yến mỗi năm, dựa theo quy củ, sơn môn mới tới đều sẽ phái ra đệ tử để luận bàn một phen với đệ tử của Linh Thiên Môn,
cũng tiện cho mọi người mở mang tầm mắt, năm nay Phi Linh Môn là sơn môn mới tới, Lữ trưởng môn cũng nên an bài để cho chúng ta mở mang tầm mắt đi. Đúng vào lúc này, một thanh âm trầm thấp truyền tới, người nói chuyện chính là Tùng Thanh Sơn của Thiên Quỷ Tông. Không sai, đây chính là quy củ của Đào Hoa Yến, cũng tiện để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Hồ Hưng Hải của Thiên Tinh Tông lúc này lại phụ họa, lần này tất cả mọi người đều mang theo vẻ hứng thú nhìn về phía Lục Lâm Thiên và Lữ Chính Cường. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên âm thầm đảo qua, trong lòng hơi trầm xuống, xem ra đám sơn môn này cũng muốn thử xem thực lực của Phi Linh Môn, đồng thời cũng muốn xem Phi Linh Môn bị mất mặt đây mà. Lâm Thiên, Đào Hoa Yến mỗi năm, sơn môn mới tới năm rồi cũng đã luận bàn với đệ tử Linh Thiên Môn ta, cũng làm cho chư vị trưởng môn đây mở mang tầm mắt, đây cũng là quy củ bất thành văn của Đào Hoa Yến, ngươi cảm thấy thế nào? Lữ Chính Cường nhìn Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Tất nhiên là tuân theo quy củ rồi, tiểu tử đương nhiên không có ý kiến, cứ dựa theo ý của Lữ trưởng môn mà làm. Lục Lâm Thiên đáp lời. Lữ Chính Cường nhìn qua Lục Lâm Thiên, có vẻ như đang do dự cái gì đó, sau đó lại quay đầu ra sau nói với một trong số bốn đệ tử của mình. Hồng Điện, hôm nay người hãy luận bàn cùng đệ tử của Phi Linh Môn một chút đi. Vâng, sư phụ. Sau lưng của Lữ Chính Cường, một trong bốn linh thiên tứ xuất, có vẻ như cũng là đệ tử nhỏ tuổi nhất bước ra, sau đó đi đến quảng trường rộng chỗ thác nước trước Lương Đình. Linh xuất nhất trọng. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, linh thiên tứ xuất của Linh Thiên Môn đều là đệ tử đắc ý của Lữ Chính Cường, theo thứ tự là Hồng Phong, Hồng Vũ, Hồng Lôi và Hồng Điện, bốn người này cũng có chút tiếng tăm trong cổ vực, tuổi không lớn lắm nhưng đều đã đến tu vi linh xuất, lão đại Hồng Phong thì đã đến linh xuất nhị trọng. Bốn vị linh thiên tứ xuất này Lục Lâm Thiên đã sớm dò xét qua, Hồng Điện này tuổi chừng 23-24, tu vi nhất trọng linh xuất, quả thật là không tệ, loại thiên phú cỡ này tuyệt đối thuộc hàng đỉnh cấp. Lục trưởng môn, không biết Phi Linh Môn của ngươi muốn phái vị đệ tử nào ra đây, không phải là Lục trưởng môn muốn đích thân ra trận đấy chứ? Tùng Thanh Sơn của Thiên Quỷ Tông cười nói, ánh mắt của tên Tùng Bách Đào ngồi kế bên lão vẫn một mực đặt trên người Lục Lâm Thiên. Tùng Thanh Sơn vừa nói, ánh mắt của mọi người cũng mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía Phi Linh Môn, lần này Phi Linh Môn chỉ có bốn người tới, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh thì mọi người đều biết cả rồi, một vị cường giả có tiếng trong cổ vực, phỏng chừng Phi Linh Môn cũng sẽ không nể mặt mà phái nàng ta đi lên, còn có một tiểu cô nương, sợ là cũng sẽ không lên được, chỉ còn lại mỗi mình vị bạch y nữ tử xinh đẹp kia mà thôi, ngoài ra còn có bản thân Lục Lâm Thiên nữa. Lâm Thiên, Phi Linh Môn của ngươi muốn phái vị đệ tử nào lên đánh đây? Ánh mắt của Lữ Chính Cường lúc này cũng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lữ trưởng môn, tiểu tử tới quá vội vàng, không có mang theo đệ tử trong môn tới, vậy thì để cho xá muội luận bàn một phen với lệnh cao đồ đi vậy. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên mang theo vẻ hờ hững, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, sau đó lập tức xoay người lại nói với Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng, muội đi lên luận bàn với cao đồ của Linh Thiên Môn một chút. Nhớ kỹ, không được tổn thương người ta. Lục Lâm Thiên vừa dứt lời thì lập tức khiến cho cả đám người trợn mắt lên nhìn, bảo một tiểu cô nương ra tay, còn bảo nàng ta đừng có đả thương người khác, tên Lục Lâm Thiên này rốt cuộc là sai quá hay là điên quá đây? Muội biết rồi ca ca. Lục Tâm Đồng chớp mắt to, trong miệng còn đang nhai cái gì đó, lúc này mới vỗ vỗ bàn tay nhỏ nhắn sau đó lướt nhẹ về phía quảng trường kia như một chú bướm nhỏ. Phi Thiên Ngô Công lúc nào cũng quấn trên vai nàng lúc này cũng đã rơi xuống trên ghế. Ánh mắt của Hồng Điện lóe lên, tinh quang bắn ra, kỳ thật trong lòng hắn cũng đã sớm dò xét qua đám người Phi Linh Môn, trong lòng vốn cũng đang cho rằng Phi Linh Môn cuối cùng không thể không cử Lục Lâm Thiên đứng ra, tới lúc đó mình cũng có thể đánh giá tên Lục Lâm Thiên đang gây xôn xao khắp nơi này một phen, nào ngờ lại chạy tới một tiểu cô nương, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống, đây đúng thật là vũ nhục đối với hắn. Mình đường đường là một linh xuất, Phi Linh Môn này không ngờ lại phái một tiểu cô nương ra đây luận bàn với mình. Lục Lâm Thiên, Phi Linh Môn của ngươi đúng thật là không xem Linh Thiên Môn ra gì, để cho một con nha đầu đi lên, đây rõ ràng là không xem các sơn môn trong cổ vực ra gì mà. Ánh mắt trầm xuống, tên Hồ Hưng Hải này lại tìm được thêm một cơ hội nữa để đả kích Phi Linh Môn. Để một tiểu cô nương đi lên, vạn nhất bị thương thì không hay lắm đâu, Lục trưởng môn. Ngươi thế này là không được đâu, nếu như Phi Linh Môn thật sự không có người thì cùng lắm cứ nhận thua là được, hay là Lục trưởng môn ngươi tự mình đi lên cũng được mà. Người lên tiếng lần này là lão phụ tuổi chừng ngũ tuần kia. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn qua,
đúng là Khấu Phi Yến của Bách Linh Tông, mắt nhìn cả đám người, Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười, nói. Nếu đã là thi thố thì nếu có thêm chút tiền đặt cược, nhất định sẽ càng thêm náo nhiệt nhỉ, như vậy đi, cược nhỏ một trận, ta liền cược xá muội sẽ thắng, tiền đặt cược là một bộ vũ khí huyền cấp trung giai, không biết cá vị đang ngồi đây có ai dám đánh cược một trận với ta hay không, ha ha ha. Ha ha, cược nhỏ cho vui, thật đúng là không ngờ, ta cũng cược một bộ vũ khí huyền cấp trung giai, bất quá ta đương nhiên cược đệ tử của ta thắng. Ánh mắt của Lữ Chính Cường mang theo nghi hoặc nhìn qua Lục Lâm Thiên, thần sắc nội liếm, lập tức mỉm cười nói với Lục Lâm Thiên. Lữ trưởng môn cũng có nhã hứng này, vũ khí huyền cấp trung giai, cược chút cho vui đi, ta cũng sẽ tham gia cho vui. Gia Cát Tây Phong của Lan Lăng Sơn Trang phẩy phẩy cây quạt rồi nói. Gia Cát Trang chủ cũng đã chịu chơi thì ta cũng xin tham gia cho vui vậy, mới năm rồi còn chẳng có gì, năm nay đúng là náo nhiệt thật đấy. Ánh mắt đồng quy tinh của Hắc Sát giáo lóe lên rồi cất giọng. Ha ha, như vậy thì càng náo nhiệt, ta cũng muốn tham gia. Công Tôn Hóa Nhai của Hóa Vũ Tông quét mắt nhìn qua hai người Hồng Điện và Lục Tâm Đồng đang đứng trên quảng trường, lập tức mỉm cười nói khẽ. Lục trưởng môn, đừng trách ta không coi trọng phi linh môn của ngươi, ta cũng đến tham gia náo nhiệt đây, bất quá ta cược linh thiên môn thắng. Cơ Vô Thường của Thiên Âm môn cũng cảm thấy hứng thú. Tính thêm ta một phần. Nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang đều đã đặt tiền cược cả rồi, đám sơn môn khác không khỏi lên tiếng phụ họa, đương nhiên, tất cả sơn môn đều chọn linh thiên môn. Thế này nếu như không đánh cuộc thì còn cho là sơn môn không thể nào thua được, huống hồ gì lại là linh thiên môn, quả thực là chẳng khác gì chờ thắng, một bộ vũ khí huyền cấp trung giai chính là có giá trị rất xa xỉ. Nếu như có thể thắng được một bộ huyền cấp trung giai về thì đối với mấy đại sơn môn như nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang có lẽ chỉ là chuyện vặt chẳng đáng gì, nhưng đối với những sơn môn khác thì đây tuyệt đối không tầm thường chút nào. Hôm nay đúng là náo nhiệt thật, chỉ sợ đến lúc đó có người không đưa ra nổi vũ khí huyền cấp trung giai đâu. Hồ Hưng Hải của Thiên Tinh Tông hờ hững nói, 11 sơn môn này đều cược linh thiên môn thắng, nếu như phi linh môn thua thì phải đưa ra 11 bộ vũ khí huyền cấp trung giai. Giá trị của một bộ thôi đã có giá liên thành rồi, 11 bộ, đó không phải con số mà một thế lực bình thường có thể lấy ra được. Lời nói của Hồ Hưng Hải lúc này cũng dẫn tới khiến không ít kẻ lo sợ, ngoại trừ người của tứ đại thế lực nhất tông, nhất môn, nhất giáo, nhất trang ra thì phỏng chừng những sơn môn khác có muốn xuất ra 11 bộ vũ khí huyền cấp trung giai cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hồ Hưng Hải, bằng không ta và Thiên Tinh Tông của ngươi cược 5 bộ có được không, nhiều hơn nữa ta sợ trên người ngươi không có đủ. Không dám thì thôi vậy. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, dù sao cũng chẳng cần phải khách khí với cái tên Hồ Hưng Hải này làm gì. Ngươi! Hồ Hưng Hải nhìn Lục Lâm Thiên, lúc này tất cả ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn vào hắn, cố nén cơn giận, bị một tên tiểu bối chọc giận thì đúng là mất phong độ quá, ánh mắt lập tức trầm xuống, nói. Tiểu tử, ngươi đừng có hối hận, bản vương hôm nay cược 5 bộ vũ khí huyền cấp trung giai với ngươi. Bản công tử chấp nhận. Lục Lâm Thiên nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười tà. Ca ca, muội nên dùng một chiêu để đánh bại hắn hay là cho hắn đỡ thêm mấy chiêu đây? Trên quảng trường, lúc này Lục Tâm Đồng đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt giảo hoạt hỏi Lục Lâm Thiên. Lúc này, lời nói của Lục Tâm Đồng càng khiến cho cả đám người trợn mắt há mồm, ngay cả Lữ Chính Cường, Lư Khâu Mỹ Vi, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, Gia Cát Tây Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu cô nương này không biết là có đủ niềm tin hay là đơn thuần quá mức nữa. Khiến cho cả đám cường giả cũng phải cẩn thận thăm dò Lục Tâm Đồng, tựa hồ cảm giác được trên người Lục Tâm Đồng có chỗ không bình thường, khiến cho cả đám không cách nào nhìn ra thực lực của Lục Tâm Đồng. Lục Lâm Thiên nở nụ cười khổ, không nói gì hơn, thầm nghĩ tiểu cô nương này đúng là ngày càng khoa trương rồi, cảm giác được có không ít người đang thăm dò khí tức của Tâm Đồng, Lục Lâm Thiên cũng cười thầm. Nếu như là trước kia thì có lẽ đám cường giả này có thể nhìn ra được khí tức trên người của Lục Tâm Đồng, nhưng lúc này trên người của Lục Tâm Đồng có thú hồn của Xích Kim Độc Chu Bát Giai, sợ là người có trình độ vũ vương cũng không thể nhìn ra được thư xê lực trình độ của Lục Tâm Đồng, cho dù là chính mình. Hiện tại cũng không cách nào nhìn ra được. Sau lưng Lục Tâm Đồng, Bạch Linh và Bạch Oánh cũng mỉm cười, thực lực của Lục Tâm Đồng, các nàng đương nhiên biết rõ. Trong Thương Sơn Môn, ánh mắt của Lăng Thanh thi thoảng lại đảo qua Lục Lâm Thiên, lúc này cũng hoàn toàn đặt hết sự chú ý lên người Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng, đương nhiên là một chiêu đánh bại tiểu tử kia rồi,
đừng có để lão đại mất mặt. Tiểu Long phun ra nuốt vào cái lưỡi nhỏ, lớn tiếng nói với Lục Tâm Đồng. Ta biết rồi, bánh hoa đào kia ngươi để dành cho ta với, ta còn muốn ăn nữa. Lục Tâm Đồng lập tức nói với Tiểu Long, ánh mắt lại nhìn về phía Hồng Điện ở phía trước, nói. Mau động thủ đi, ta còn muốn ăn nữa, đồ ăn của Linh Thiên Môn các ngươi ngon thật đấy. Hồng Điện nhìn Lục Tâm Đồng, nhíu mày lại, nói. Tiểu cô nương, hay là thôi đi vậy, ngươi cứ nhận thua đi, ta không muốn động thủ với ngươi. Hừ, ngươi xem thường ta sao, yên tâm đi, ta nhất định sẽ hạ thủ lưu tình. Đôi mắt to của Lục Tâm Đồng lập tức đầy vẻ tức giận mà quát lên. Hồng Điện, ngươi cứ xuất thủ đi, không cần lo lắng. Bên trong lương đình, ánh mắt của Lữ Chính Cường thầm lóe lên, sau đó nói với Hồng Điện. Nghe thấy sư phụ nói vậy, vẻ mặt của Hồng Điện cũng cứng lại, ánh mắt cẩn thận lướt qua người Lục Tâm Đồng, lấy thực lực của hắn, thì sao có thể nhìn ra thực lực của Lục Tâm Đồng được. Trong mắt hắn, chỉ có thể cảm giác được có một cỗ khí tức đang lan tràn quanh người của Lục Lâm Thiên, nhưng cũng không quá mạnh, tiểu cô nương này non bộ dạng quá mức yếu đuối nhỏ nhắn, quả thực là có vẻ như sẽ không chịu nổi một đòn vậy. Mình thật sự không tiện ra tay, cho dù có thắng đi nữa thì cũng không vẻ vang gì. Sư phụ ngươi cũng bảo ngươi động thủ đi kìa, ngươi nhanh lên có được không? Lục Tâm Đồng liếc mắt nhìn Hồng Điện đứng đối diện, hai tay vung vẩy, có vẻ như không chờ nổi nữa rồi. Nghe thấy Lục Tâm Đồng nói vậy, làm cho ánh mắt của mọi người dại ra, Lục Lâm Thiên khẽ thở dài, tiểu cô nương này còn thấy chưa đủ oanh động hay sao? Tiểu cô nương, vậy ta đây không khách khí. Mặc dù đối phương chỉ là một tiểu cô nương, chính là trước mặt của đám cường giả trong cổ vực này, Hồng Điện bị Lục Tâm Đồng ba lần bốn lượt xúc phạm, hắn dẫu gì cũng là đệ tử nổi bật nhất trong đám đệ tử thân truyền của Linh Thiên Môn, lúc này sắc mặt không khỏi trầm xuống, linh lực quanh thân bắt đầu đầu động. Lục Tâm Đồng lúc này cũng thu hồi thiếu ý, trong lòng nàng tự nhiên hiểu rõ thực lực của đối phương, mình cũng không thể để cho ca ca mất mặt được, linh lực cũng bắt đầu âm thầm vận chuyển. Trên quảng trường, nhất thời không khí gươm tuốt vỏ nỏ dương dây lan tràn, trong không khí căng thẳng, quanh thân Hồng Điện lan tràn linh lực, ánh mắt vừa chuyển, chân khí đã khác hẳn, thủ ấn kết xuất, linh khí dao động mang theo không gian ba văn khuếch tán, không gian chung quanh biến thành vặn vẹo. Hồng Điện nhìn Lục Tâm Đồng, thủ ấn kết xuất, cánh tay đột nhiên run lên, trước người trống rỗng xuất hiện một đạo thủ ấn lướt qua không gian mang theo tốc độ cực nhanh bắn ra, ngay tiếp theo trực tiếp chấn khai ba văn. Một vầng năng lượng ba văn thật nhỏ nhanh chóng khuếch tán. Một đạo thủ ấn mang theo kình phong mãnh liệt trực tiếp xé rách không gian, thanh âm xé gió bén nhọn làm màng tai người đau đớn. Mọi người nhất thời nhìn chằm chằm về hướng Lục Tâm Đồng, ai cũng nhìn ra được Hồng Điện còn chưa dùng toàn lực, nhưng một kích của linh xuất cho dù chỉ là tùy tay nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Đôi mắt đẹp của Lục Tâm Đồng híp lại, thân ảnh nho nhỏ bắn vọt ra như mũi tên. Bởi vì tốc độ cực nhanh khiến không ít người tu vi đơn giản chỉ nhìn thấy một đạo ảnh tử mơ hồ chợt lóe ra ngoài. Phanh! Trong tích tắc, thủ ấn đã rơi lên tảng đá cao trăm trượng sau lưng Lục Tâm Đồng, tiếng nổ nặng nề vang lên, tảng đá nứt vỡ, đá vụn lả tả rơi xuống. Suy! Thân ảnh Lục Tâm Đồng xuất hiện bên cạnh Hồng Điện, từng ảnh tử lả tả rơi xuống, chân khí hoàn toàn phóng thích, khi bàn chân hạ xuống linh lực chớp động, tiếng nổ mạnh vang lên. Một khe nứt rộng chừng nửa thước cấp tốc kéo dài, trong khoảnh khắc một đạo kình khí vô hình bạo phát, khí tức cực kỳ khủng bố, đồng thời làm người vô cùng kiêng kỵ. Lúc này thân thể Lục Tâm Đồng hoàn toàn ẩn núp bên trong hắc vụ như ẩn như hiện, không gian trực tiếp vặn vẹo, độc khí gai mũi khó ngửi bốc lên cao. Linh xuất nhất trọng, không ngờ tiểu cô nương này là linh xuất nhất trọng. Giờ phút này sắc mặt toàn bộ cường giả đại biến, chân khí của tiểu cô nương kia đã tới trình tự linh xuất nhất trọng. Khí tức này chỉ sợ đã là nhất trọng đỉnh. Tuổi nhỏ như vậy đã đạt tới tu vi kia, quả thật làm không ít người không dám tin vào hai mắt của mình. Linh xuất nhất trọng, còn tu luyện độc công. Sắc mặt Lữ Chính Cường cũng thay đổi, có thể thấy được trong lòng thật khiếp sợ. Nhưng ngay lúc này sắc mặt Hồng Điện chợt biến đổi, không kịp nghĩ nhiều, nhất thời một cỗ linh lực hùng hồn từ trong cơ thể chợt bạo phát. Cùng một thời gian Lục Tâm Đồng đã xuất thủ. Quanh thân bao phủ một cỗ khí tức cực kỳ quỷ dị, khí tức làm lòng người sợ hãi. Ngay tiếp theo Lục Tâm Đồng nhảy lên, từ trong mi tâm bắn ra một đạo xích kim hào quang. Chi chi, một thanh âm tiếng rít làm màng tai đau đớn, khiến linh hồn như phát run nháy mắt truyền tới, xích kim quang mang nháy mắt hóa thành một đầu xích kim chi chu hư huyễn, móng vuốt không ngừng huy động dữ tợn,
thân thể toát ra khí độc nhẹ nhẹ, chân khí rét lạnh nháy mắt khuếch tán. Giờ khắc này bên trong Lương Đình, Lữ Chính Cường, Lư Khâu Mỹ Vi, Gia Cát Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh nhìn thấy Lục Tâm Đồng thúc dục xích kim ảo ảnh, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, còn kinh ngạc hơn khi nhìn thấy tu vi của nàng. Tiểu A đầu này, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, không nghĩ tới A đầu này vừa ra tay lại thúc dục lá bài tẩy của mình, chỉ sợ lần này sẽ triệt để oanh động, sau này không biết phúc hay họa. Trong khoảnh khắc, xích kim độc chu đột nhiên bắn ra một cỗ xích hồng sắc yên vụ, xương khói đủ xuyên thấu không gian ba văn, thân thể cao lớn dữ tợn di chuyển, nhất thời dệt ra một tấm cự võng xích hồng sắc, trên cự võng thú hồn lực bạo tuôn, làm linh hồn người ta cảm thấy đau đớn. Suy! Trong ánh mắt kinh ngạc của Hồng Điện, cự võng mang theo lực lượng thú hồn bàng bạc nhất thời gào thét bay xuống, tiếp theo sau trực tiếp trùm quanh thân Hồng Điện, cự võng đã hoàn toàn bao phủ. Hồng Điện muốn bỏ chạy, nhưng bị một cỗ linh hồn lực lượng vô hình áp chế, căn bản không thể di động nửa phần, không gian chung quanh hoàn toàn vặn vẹo. Mà linh hồn lực lượng áp đặt lên đại não Hồng Điện, linh hồn hoàn toàn bị áp chế, loại áp chế này làm Hồng Điện nhất thời ngây dại. Ngươi thua. Vào thời khắc này một thanh âm yêu kiều truyền tới, thân ảnh Lục Tâm Đồng nhảy tới bên cạnh Hồng Điện, thân hình xuyên thấu qua cự võng vô hình, cánh tay run lên, một đạo trưởng ấn trực tiếp vỗ lên LNG ngực của hắn. Hồng Điện đã hoàn toàn mất đi lực đối kháng, một trưởng của Lục Tâm Đồng mang theo kình khí hung hãn, không chút lưu tình đặt lên người hắn. Phanh! Thanh âm nổ vang, thân hình Hồng Điện bị Lục Tâm Đồng đánh bay ra mấy chục thước, hung hăng đập xuống đất. Suy! Thú hồn của xích kim độc chu hóa thành xích kim quang mang nháy mắt quay về ấn đường Lục Tâm Đồng, sắc mặt nàng thoáng chút tái nhợt. Hết thảy cảnh tượng diễn ra chỉ trong tích tắc, lúc này mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Nhóm người Lữ Chính Cường đều ngây dại nhìn giữa sân, một lát sau không ít người chợt nuốt nước bọt, đây chính là một chiêu chiến thắng. Thú hồn xích kim độc chu bát giai, trời ạ! Ở nơi này đều là cường giả, kiến thức bất phàm, đều nhìn ra độc vật của Lục Tâm Đồng sử dụng, thú hồn bát giai, nếu thúc dục tới uy lực mạnh nhất, chỉ sợ không ai là đối thủ, tiểu cô nương kia chỉ 14-15 tuổi, nhưng đã là linh xuất. Đồng thời trên người còn có thú hồn bát giai, tất cả chuyện này đủ làm bất kỳ người nào có mặt đều trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù Bạch Oánh đã biết Lục Tâm Đồng có được thú hồn xích kim độc chu bát giai, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy nàng thi triển, lúc này cũng kinh hãi vô cùng, nếu đợi thêm một thời gian còn có ai dám trêu chọc tiểu A đầu này, hơn nữa có thêm thiên phú cùng độc công, nàng sẽ trở thành chuẩn cường giả tuyệt đối. Khụ. Ngoài mấy chục thước, lúc này Hồng Điện mới đứng lên. Ho khan một tiếng, thương thế không nặng nhưng sắc mặt trắng bệch, linh hồn bị áp chế tuyệt đối cũng không phải nhất thời có thể khôi phục. Lúc này Hồng Điện thật sự uể oải, hắn không ngờ mình là người nổi bật trong hàng đệ tử của Linh Thiên Môn nhưng lại bị một chiêu đánh bại. Ngươi không sao chứ, ta không có tổn thương ngươi. Lục Tâm Đồng nhìn Hồng Điện, lập tức quay đầu nhìn Lữ Chính Cường nói. Cha của tiểu Linh Tỷ, có phải ta thắng rồi hay không? Khuôn mặt Lữ Chính Cường run rẩy. Thu hồi vẻ kinh ngạc lẫn khiếp sợ, lập tức cười khan vài tiếng, mang theo vẻ cười khổ bất đắc dĩ, nói. Tiểu cô nương, đương nhiên là ngươi thắng. Vậy ta đi xuống, thật làm ảnh hưởng ta ăn cơm, lúc ta về Linh Thiên Môn các ngươi phải gói đồ ăn cho ta, ta phải mang về cho sư phụ ăn. Lục Tâm Đồng chu miệng, linh lực chợt lóe, thân hình nhỏ xinh nháy mắt nhảy lên nhẹ nhàng rơi xuống sau lưng Lục Lâm Thiên, thanh âm truyền tới. Tiểu Long. Sao ngươi lại ăn hết, không chịu lưu cho ta chút nào? Mọi người nhìn theo Lục Tâm Đồng, thật lâu vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, trong lòng không khỏi cảm thán. Đúng là tiểu yêu nghiệt. Lữ Chính Cường liếc nhìn Lục Lâm Thiên, vẻ mặt xen lẫn biến hóa. Tâm Đồng, ngươi nói cho A-di nghe, sư phụ của cháu là ai vậy, tới lúc đó A-di chuẩn bị nhiều thức ăn ngon cho cháu mang về ăn. Lư Khâu Mỹ Vi chợt hỏi. A-di nói rồi nha. Lục Tâm Đồng nháy mắt, mang theo tia giảo hoạt. Sư phụ ta tên Đông Vô Mệnh, hình như còn có một ngoại hiệu là Thôi Hồn Độc Xuất, nhưng sư phụ đã đột phá Linh Vương, hiện tại phải gọi là Thôi Hồn Độc Vương. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, là đệ tử của Lão Độc Vật. Không ít người đưa mắt nhìn nhau, giờ khắc này Thiên Tinh Tông Hồ Hưng Hải bọn họ càng tăng thêm tia phức tạp. Sư phụ, đệ tử vô dụng. Hồng Điện thối lui tới bên cạnh Lữ Chính Cường, vẻ mặt trắng bệch. Uể oải nói. Ngươi đã tận lực, là thực lực của tiểu nha đầu kia quá mạnh mẽ, đừng nói là ngươi,
trong hàng trẻ tuổi có thể thắng được nàng chỉ sợ không vài người. Lữ Chính Cường quay đầu nói, sau đó ánh mắt híp lại, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, chúc mừng Phi Linh Môn lại có thêm một Linh Vương cường giả. Ha ha, thực lực của Phi Linh Môn chúng ta vẫn kém hơn chư vị đang ngồi ở đây thôi. Lục Lâm Thiên cười nói. Chư vị trưởng môn, nguyện đổ chịu thua, một bộ vũ khí huyền cấp trung giai, ngượng ngùng. Nghe được lời nói của Lục Lâm Thiên, nhất thời toàn bộ trưởng môn đưa mắt nhìn nhau, lúc này mới ý thức được mình đã thua một bộ vũ khí huyền cấp trung giai. Ha ha, nguyện đổ chịu thua, Lâm Thiên, đây là vũ khí huyền cấp trung giai. Lữ Chính Cường cười khổ, trong tay hiện lên một ngọc giản tràn ngập năng lượng thổ hệ, đưa tới trước người Lục Lâm Thiên. Đa tạ Lữ trưởng môn. Lục Lâm Thiên cũng không khách khí, liền thu vào chữ vật giới chỉ. Ha ha, nguyện đổ chịu thua, hôm nay nhìn nhầm, nên thua thôi. Gia Cát Tây Phong phe phẩy chiết phiến, mỉm cười, trong tay hiện ra khối ngọc giản ném cho Lục Lâm Thiên. Ngay lập tức Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai cũng không dây dưa, đều lấy ra một bộ vũ khí huyền cấp trung giai ném qua cho Lục Lâm Thiên. Chư vị trưởng môn, còn các người đâu? Thu hồi vũ khí. Trong lòng Lục Lâm Thiên mừng thầm, đây không phải số lượng nhỏ a. Nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang cũng không do dự, những sơn môn khác làm sao dám nuốt lời, mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn phải lấy ra vũ khí đưa cho Lục Lâm Thiên. Đối với bốn đại sơn môn mà nói, vũ khí huyền cấp trung giai cũng không phải đại sự, nhưng đối với những sơn môn khác mà nói, việc này khác hẳn. Biểu tình đau lòng của họ nhất thời biểu hiện trên mặt, không ít người thầm mắng mình, vì sao phải đổ Linh Thiên môn thắng lợi. Thật sự là miệng tiện, sớm biết vậy nên đặt cược trái ngược cho Phi Linh Môn. Hừ, Thiên Quỷ Tông Tùng Thanh Sơn hừ nhẹ một tiếng, ném một khối ngọc giản cho Lục Lâm Thiên, trong mắt không có chút thiện ý. Lục Lâm Thiên cũng không thèm để ý, lập tức thu vào trong chữ vật giới chỉ, ánh mắt đảo qua trên người lăng thanh của Thương Sơn Môn, ngay lập tức rơi lên người Hồ Hưng Hải, nói. Hồ Hưng Hải, lấy ra 5 bộ vũ khí huyền cấp trung giai đi, nguyện đổ chịu thua. Nếu trên người ngươi không có, trước tiên có thể dùng đệ tử môn hạ của ngươi để cầm, hôm nào đi Phi Linh Môn chuộc người. Lúc này trưởng môn Thương Sơn Môn, Song Đao Môn, Ma Tâm Cốc vừa đau lòng vũ khí của mình đồng thời nhìn thấy Thiên Tinh Tông thua bại 5 bộ vũ khí huyền cấp trung giai, nhất thời trong lòng cân bằng không ít, mỗi người đều hứng thú nhìn Thiên Tinh Tông xấu mặt. Hồ Hưng Hải tức giận đến nghiến răng, trong lòng càng thêm khó chịu, 5 bộ vũ khí huyền cấp trung giai. Điều này đối với Thiên Tinh Tông mà nói chính là đại sự, huống chi là 5 bộ. Nhưng lúc này toàn trường đều là thế lực của cổ vực, đặc biệt còn có 4 đại sơn môn, căn bản không thể quyệt nợ. Hừ, 5 bộ vũ khí huyền cấp trung giai, Thiên Tinh Tông còn lấy ra được. Hồ Hưng Hải hừ lạnh một tiếng, 5 ngọc giản hung hăng vỗ lên bàn đá. Ngay lúc hắn vừa lấy ra, vẻ mặt nhóm trưởng lão Thiên Tinh Tông đều run rẩy, cảm giác như đang cắt thịt của mình. Lục Lâm Thiên thản nhiên thu hồi, nói. Đa tạ, lần sau nếu muốn đánh cuộc gì, bổn công tử sẽ tìm ngươi. Ngươi! Hồ Hưng Hải tức giận kêu lên, cũng không thể phát tác. Ánh mắt Bạch Oánh lóe lên, lộ ra nụ cười, trong lòng thầm nhủ ra vẻ tiểu tử này đi đâu cũng không chịu thiệt thòi. Lần này thắng 15 bộ vũ khí huyền cấp trung giai, đây không phải số lượng nhỏ, giá trị phỏng chừng tương đương 200 bộ huyền cấp sơ giai. Huống chi sẽ không ai ngu ngốc đem trung giai đổi sơ giai. Lục Tâm Đồng nháy mắt, cùng Tiểu Long thì thầm cười khẽ. Lúc này toàn trường nhìn Lục Lâm Thiên, vừa tức giận lại hâm mộ, chỉ chớp mắt đã thu được 15 bộ vũ khí huyền cấp trung giai, thật sự quá thoải mái. Tốt lắm chư vị, cảm tạ chư vị trưởng môn tới tham gia đào hoa yến, hiện tại xin mời chư vị nhận lấy chú nhan đan đi. Lư Khâu Mỹ Vi nhìn mọi người nói. Vừa dứt lời liền có mười mấy đệ tử Linh Thiên Môn nối đuôi nhau đi tới, ngay lập tức buông xuống từng hộp ngọc tinh mỹ trước người các trưởng môn. Hàng năm đều có chú nhan đan, đa tạ phu nhân. Gia Cát Tây Phong không hề khách khí, ống tay áo đảo qua, hộp ngọc đã được thu vào trong tay áo. Đa tạ phu nhân. Trưởng môn các phái đều lên tiếng, Lục Lâm Thiên cũng không nhìn kỹ đã thu hộp ngọc vào trong chữ vật giới chỉ. Chư vị. Đào hoa yến năm nay phỏng chừng mọi người đều nghe nói, tiểu nữ năm nay đã 22, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, cho nên ta muốn ở trong bữa tiệc chọn lựa ra một thanh niên tài tuấn trong cổ vực làm lương xứng cho tiểu nữ, chỉ cần tuổi tác tương đương, hơn nữa có thể qua được cửa ải của tiểu phụ nhân thì có thể trở thành phu quân của tiểu nữ.
Đôi mắt đẹp của Lư Khâu Mỹ Vi đảo qua toàn trường nói. Lời của Lư Khâu Mỹ Vi vừa vang lên, nhất thời ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm về hướng Lữ Tiểu Linh, trong ánh mắt đều nóng bỏng, người nào cũng biết đây là tiết mục chủ yếu của Đào Hoa Yến lần này, đệ tử thanh niên các môn các phái đều vì mục đích này mà tới. Bị không ít ánh mắt nóng cháy nhìn chăm chú, khuôn mặt Lữ Tiểu Linh chợt đỏ lên, đôi mắt âm thầm nhìn trộm Lục Lâm Thiên. Phu nhân muốn lựa chọn lương xứng cho Thiên Kim, ta cũng tận mắt nhìn thấy Linh Nhi trưởng thành. Năm nay tiểu nhi của ta đã 25, luôn vô cùng ngưỡng mộ Linh Nhi, Lan Lăng Sơn Trang tự nhiên là người thứ nhất ủng hộ. Gia Cát Tây Phong nói, ha ha, phu nhân chọn rể, Hóa Vũ Tông tuyệt đối ủng hộ, cũng không thể để cho Lan Lăng Sơn Trang chiếm tiện nghi. Công Tôn Hóa Nhai mỉm cười nói, ngay lập tức mọi người tranh nhau tỏ vẻ ủng hộ, các đệ tử trẻ tuổi không khỏi xoa tay, vị đại tiểu thư Linh Thiên Môn chính là đại mỹ nữ. Hơn nữa có được Linh Thiên Môn làm hậu trường, ai cũng muốn trở thành người may mắn. Đa tạ chư vị ủng hộ, không cần nói nhiều nữa, ánh mắt tiểu nữ luôn không thấp, muốn vào mắt tiểu nữ chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng, cho nên hôm nay ta an bài 4 cửa ải, có thể xông qua thì có thể trở thành vị hôn phu của tiểu nữ. Lư Khâu Mỹ Vi nói, gặp qua phu nhân, mời phu nhân tuyên bố là 4 cửa ải thế nào đi, tiểu chất luôn ái mộ tiểu linh tiểu thư. Hôm nay vì nàng dù vượt qua rừng gươm biển lửa, tiểu chất cũng phải xông vào một lần. Gia Cát Tử Vân đứng dậy hành lễ nói, nhưng ánh mắt lại liếc qua Bạch Linh đứng sau lưng Lục Lâm Thiên. Đệ tử cũng ngưỡng mộ tiểu linh tiểu thư, 4 cửa ải của phu nhân dù là đầm rồng hang hổ đệ tử nhất định phải xông vào. Trong Hóa Vũ Tông, một đệ tử đứng dậy nói, tựa hồ không muốn bị Gia Cát Tử Vân đoạt nổi bật, phải lưu ấn tượng tốt trước mặt nhạc mẫu tương lai. Ngay lập tức đệ tử các môn phái đều đứng dậy bày tỏ thái độ. Ánh mắt Lư Khâu Mỹ Vi đảo qua mọi người, lập tức nói. 4 cửa ải này cũng rất đơn giản, cửa thứ nhất, đó là kỳ đạo, cửa thứ hai là thư đạo, thứ ba là cầm đạo, thứ tư do ta tự mình trưởng quan, ai có thể vượt qua lưu vân phi tụ của ta, xem như vượt qua 4 quan. Thật sự muốn dùng phương thức này chọn rể, ta kháo, nếu luận võ cũng tốt, nhưng phương thức này đều thật khó khăn. Thật sự gây khó cho bổn công tử. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, cũng như dữ liệu của Bạch Oánh, Lư Khâu Mỹ Vi lựa chọn phương pháp này, nhất thời làm Lục Lâm Thiên có chút khó xử, đối với phương pháp như thế hắn thật sự không nắm chắc bao nhiêu. Nhớ tới 3 ngày trước một màn trong khuê phòng của Lữ Tiểu Linh, trong lòng Lục Lâm Thiên nhất thời nóng lên, hôm nay bất kể như thế nào hắn cũng phải cướp nữ nhân của mình trở về. Tốt lắm, thanh niên tài tuấn cần sấm quan, hiện tại lên đài đi thôi. Cửa thứ nhất kỳ đạo đã được dọn xong tàn cuộc, không quá khó khăn, 10 người đầu tiên giải khai sẽ tiến vào cửa thứ hai. Lời của Lư Khâu Mỹ Vi vừa thốt ra, đã có đệ tử Linh Thiên Môn mang lên bàn cờ, mỗi bàn cờ cách xa nhau vài thước, bên trên đã sắp xếp xong tàn cuộc. Ngay lập tức có không ít thanh niên đệ tử đi lên đài, một đám xoa tay nóng lòng muốn thử. Gì, chẳng lẽ là... Lục Lâm Thiên nhất thời sửng sốt. Chỉ thấy Lăng Thanh của Thương Sơn Môn đang đi lên quảng trường. Người khác không biết nhưng Lục Lâm Thiên biết nàng là nữ nhân, chẳng lẽ Lăng Thanh cũng có ý tứ với Lữ Tiểu Linh sao? Mỗi lần nhìn thấy nàng đều là nữ giả nam trang, lúc này Lục Lâm Thiên thầm nghĩ chẳng lẽ nàng là nữ đồng tính. Ánh mắt đảo qua, Lục Lâm Thiên nhìn thấy đệ tử các phái đều tham gia, thậm chí một Sơn Môn còn có vài đệ tử tham dự. Thần sắc trầm xuống, Lục Lâm Thiên lập tức đứng dậy đi tới quảng trường. Nữ nhân của hắn, hắn phải cướp về mới được. Lục trưởng môn, người cũng muốn sấm quan. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên lên đài, Thiên Âm Môn Cơ Vô Thường nghi hoặc hỏi. Năm nay bổn công tử mới 20, chưa hôn phối, không có sở thích bất lương, gia thế trong sạch, chơi chút cờ bạc nhưng không phiêu nữ nhân, chẳng lẽ không thể sấm quan sao? Lục Lâm Thiên vung tay áo, chậm rãi đi lên quảng trường. Mọi người nghe được lời nói của Lục Lâm Thiên. Không khỏi sửng sốt, Bạch Oánh cùng Bạch Linh đều lộ ra ý cười, Lữ Tiểu Linh cũng đỏ mặt. Oánh tỷ, ca ca có thể qua được sao? Lục Tâm Đồng đã ăn no, lập tức hỏi. Việc này ta cũng không biết. Bạch Oánh đáp, nàng tự nhiên biết trình độ của Lục Lâm Thiên, nhưng trong kỳ đạo thì nàng không biết. Yên tâm đi, lão đại nhất định không thành vấn đề. Tiểu Long ngẩng đầu kiên nghị nói. Lục Lâm Thiên đi lên quảng trường, tùy tiện tìm một bàn cờ đi tới. Nhìn bàn cờ hắn cũng cảm thấy nhức đầu, loại cờ dị giới này hắn cũng hiểu biết qua, không khác gì cờ vây của kiếp trước, nhưng càng thêm phức tạp,
mặc dù gần đây hắn có bù đắp tri thức, nhưng hiện tại hắn cũng không nắm chắc. Nhìn thấy những người khác đều chăm chú vào bàn cờ, nhân số lại không ít, Lục Lâm Thiên tính nhẩm một chút cũng thấy có 23 người, mà trong 23 người này tu vi thực lực đều là vũ xuất cùng linh xuất, còn lại là vũ tướng bát trọng cửu trọng, đều là người nổi bật trong hàng ngũ đệ tử các môn phái. Nhưng trong những người này, thực lực người của Hắc Sát giáo, Lan Lăng Sơn Trang cùng Hóa Vũ Tông là cao nhất, mà trong Linh Thiên môn lại không có đệ tử tham gia. Đột nhiên Lục Lâm Thiên cảm nhận được ba cỗ lãnh ý, liền đưa mắt nhìn qua, đều là ba người đứng cách hắn không xa, người thứ nhất chính là Gia Cát Tử Vân, thứ hai là Quỷ Tông Tùng Bách Đào, thứ ba chính là Lăng Thanh. Lục Lâm Thiên cười khổ, đi tới nơi nào cũng có cửu gia, dù sao hắn đã sớm thói quen, mà lúc này trong lòng hắn đang nghĩ Lăng Thanh ở trong Thương Sơn Môn, ra vẻ Thương Sơn Môn chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất là người linh vũ giới, thứ hai chỉ sợ Thương Sơn Môn đã gia nhập linh vũ giới. Ở điểm này ngày sau hắn phải đề phòng nhiều hơn mới được. Suy suy. Giờ khắc này lại có hai mươi mấy nữ tử đi lên quảng trường, thân hình là lướt nảy nở, bước chân nhẹ nhàng, ngay lập tức đứng thẳng trước mặt mọi người. Các ngươi có thể bắt đầu rồi, cờ trắng đi trước, các ngươi có thể tùy tiện tuyển trắng hoặc đen, nhưng dù là chọn lựa thế nào, các ngươi phải hạ ba bước, trong vòng ba bước các ngươi không chịu nổi thì bại. Thanh âm Lư Khâu Mỹ Vi vang lên. Lục trưởng môn. Xin mời. Nữ tử đứng trước mặt Lục Lâm Thiên mỉm cười, khoanh chân ngồi cạnh bàn cờ. Lục Lâm Thiên đảo mắt nhìn qua, có chút kỳ quái nữ tử này nhận thức mình, hắn nghi hoặc khoanh chân ngồi xuống, lúc này mọi người đã bắt đầu giải khai ván cờ. Cờ trắng đi trước, không biết lục trưởng môn tuyển cờ trắng hay đen. Nữ tử cười hỏi, đôi mắt sáng luôn lướt trên người Lục Lâm Thiên, khiến cho hắn càng thêm nghi hoặc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua bàn cờ. Mặc dù hắn không tinh thông, nhưng cũng chưa tới nỗi hoàn toàn không hiểu, sau thoáng cân nhắc cũng không lập tức quyết định, ngược lại cẩn thận nghiên cứu. Lục trưởng môn, nếu ngươi không nhanh lên một chút, sẽ không kịp rồi. Nữ tử nhìn thấy Lục Lâm Thiên trầm tư, liền nhắc nhở. Lục Lâm Thiên cũng không nói chuyện, tàn cuộc hơn phân nửa đều là thế hòa, huống chi nếu đối phương tinh thông tàn cuộc, nếu hạ xuống muốn phân thắng bại rất khó. Vị cô nương này, nữ sĩ ưu tiên. Người tuyển đi. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu mỉm cười nói. Vậy được rồi, người khách ta chủ, ta tuyển cờ đen là được. Nữ tử đáp. Vậy ta không khách khí. Lục Lâm Thiên mỉm cười, lập tức dùng hai ngón tay kẹp một cờ trắng đặt lên bàn cờ. Nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, trong mắt nữ tử hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức mỉm cười cầm cờ đen đặt xuống, nói. Lục trưởng môn, tiếp tục đi. Mời. Không có chút do dự, Lục Lâm Thiên lập tức đặt xuống quân cờ thứ hai. Nữ tử lại nhìn hắn, có chút ngoài ý muốn, nói. Quân cờ thứ ba, lục trưởng môn có muốn nghĩ kỹ một chút hay không? Không cần, ba bước là tốt rồi, ta nghĩ ta thắng rồi đi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, đặt xuống quân cờ thứ ba, cả tàn cuộc nhất thời sống lại. Chúc mừng lục trưởng môn là người thứ nhất vượt qua kiểm tra. Nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên. Nữ tử có vẻ kinh ngạc, lập tức nói. Người mà tiểu linh sư muội vừa ý đích xác bất phàm, còn chưa có ai có thể nhanh chóng cởi cục như vậy đâu. Đa tạ. Lục Lâm Thiên nói, thầm nghĩ trong lòng, khó trách nữ tử này luôn quan sát hắn, nguyên lai đã biết chuyện giữa hắn cùng Lữ Tiểu Linh. Không nghĩ tới tiểu tử này cũng có nghiên cứu sâu như vậy với kỳ đạo. Giờ phút này nhìn thấy Lục Lâm Thiên là người đầu tiên qua cửa, Bạch Oánh cũng cực kỳ kinh ngạc. Thương Sơn Môn Lăng Tuyền đã vượt qua. Nghe thanh âm truyền tới, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn qua, người thứ hai qua ải chính là Lăng Thanh. Lăng Tuyền. Lục Lâm Thiên nhìn Lăng Thanh, lúc này Lăng Thanh đúng lúc nhìn hắn, ánh mắt hai người giao nhau, sau đó Lăng Thanh nhìn sang nơi khác. Lục Lâm Thiên mỉm cười, lần này không nghĩ tới Lăng Thanh lại dùng tên Lăng Tuyền đi vào Linh Thiên Môn. Lan Lăng Sơn Trang Gia Cát Tử Vân đã vượt qua. Người thứ ba là Gia Cát Tử Vân, người này vừa qua ải, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên cùng Lăng Thanh. Ngay sau đó lại có vài người qua cửa, Lục Lâm Thiên đảo mắt nhìn qua, người thứ tư là Thiên Âm Môn, sau đó là Hóa Vũ Tông cùng Hắc Sát Giáo, kế tiếp là Quỷ Tông Tùng Bách Đào. Còn có Thiên Tinh Tông, Ma Tâm Cốc cùng một đệ tử khác của Thiên Âm Môn. 10 người qua cửa, trong đó có 2 người là đệ tử Thiên Âm Môn, điều này làm vẻ mặt Cơ Vô Thường hài lòng. Mà song Đao Môn cùng Bách Linh Tông không qua được,
sắc mặt Na An Cát Tú Na cùng Khấu Phi Yến trở nên có chút âm trầm. Trên quảng trường, người thất bại chỉ đành bất đắc dĩ lui xuống, lại có đệ tử Linh Thiên Môn đi lên thu thập bàn cờ. Chúc mừng 10 vị tiến vào cửa thứ hai. Lư Khâu Mỹ Vi chậm rãi đi lên đài, bước chân cực nhanh, vừa dứt lời đã tới trước mặt 10 người, ánh mắt hữu ý vô ý rơi lên người Lục Lâm Thiên. Cửa thứ hai là thi đạo, hôm nay là đào hoa yến, 10 người các ngươi sáng tác một bài thơ có quan hệ tới hoa đào đi lên vách đá trước mắt đi, 6 người hoàn thành đầu tiên có thể tiến vào cửa tiếp theo. Đương nhiên, cửa thứ hai không chỉ xem tài hoa làm thơ của các ngươi, nếu chữ viết khó xem, đều bị loại bỏ. Lư Khâu Mỹ Vi nhìn 10 người nói. Kháo, ngươi tìm con rể hay tìm Văn Tráng Nguyên a? Lục Lâm Thiên thầm mắng một tiếng, mặc dù hắn cảm giác được có ánh mắt nhìn chăm chú lên người mình, đó chính là nhạc mẫu tương lai Lư Khâu Mỹ Vi. Tốt lắm, các ngươi có thể bắt đầu rồi. Ánh mắt Lư Khâu Mỹ Vi rơi lên người Lục Lâm Thiên, lập tức nói. Nhất thời 10 người chợt nhắm mắt trầm tư, đương nhiên chỉ có Lục Lâm Thiên ngoại lệ, ánh mắt trầm xuống nhìn chằm chằm vách đá trước mặt. Sau đó hắn chợt nhắm mắt, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì, hoặc là đang xúc tích lực lượng. Hưu. Vào thời khắc này, thân ảnh Gia Cát Tử Vân chợt lóe, linh lực run lên, thân hình nhảy lên cao, trong tay hiện ra một thanh trường kiếm, một cỗ chân khí cường hãn khuếch tán, nhất thời làm mọi người đều nhìn chăm chú. Trường kiếm lóe sáng lưu quang, một cỗ chân khí cường hãn chấn động lòng người tản ra, làm linh hồn mọi người vô hình bị áp chế, vài người sấm quan chung quanh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Hiu hiu. Gia Cát Tử Vân kết xuất thủ ấn, linh lực bạo tuôn, hồn khí lập tức bắn ra, vẽ ra từng đạo kiếm quang trên vách đá trăm trượng phía trước, vô số đá vụn nhất thời rơi xuống. Thực lực Gia Cát Hiền chất thật tốt ha, thực lực như vậy trong hàng ngũ trẻ tuổi tại cổ vực chỉ sợ không người địch lại. Ánh mắt Công Tôn Hóa Nhai híp lại, mặc dù hai phái âm thầm phân cao thấp, nhưng đối với thực lực của Gia Cát Tử Vân cũng không nghi ngờ, thực lực như thế thật sự nổi bật trong hàng ngũ thanh niên tài tuấn. Không ít sơn môn đều phụ họa lời hắn, quan trọng nhất hiện tại Gia Cát Tử Vân mới 25 đã tới linh suất ngũ trọng, thiên phú như vậy muốn đột phá linh vương cũng không dùng bao lâu. Công Tôn tông chủ quá khen. Gia Cát Tây Phong mỉm cười, trong lòng cực kỳ hưởng thụ, con của mình là đệ nhất nhân trong giới tuổi trẻ cổ vực, có thiên phú hơn người, lại được Lan Đồi Sơn Trang bồi dưỡng, còn có ai có thể sánh bằng. Hưu. Lại một thân ảnh nhảy lên, chân khí quanh thân run rẩy. Trong tay hiện lên thanh trường kiếm, mặc dù phẩm chất bất phàm nhưng vẫn chưa phải võ linh khí. Vũ xuất nhị trọng. Thân ảnh kia vừa nhảy lên liền hấp dẫn không ít ánh mắt, cảm giác được chân khí vũ xuất nhị trọng của hắn. Mọi người đều nhìn qua trưởng môn Thương Sơn Môn Lâm Trung Kiến, đệ tử kia chính là người của Thương Sơn Môn, thực lực vũ xuất nhị trọng, đây tuyệt đối không kém. Trong Thương Sơn Môn có đệ tử như vậy, thật làm mọi người bất ngờ. Lúc này Lăng Thanh đang ở giữa không trung. Tựa hồ cũng không bị Gia Cát Tử Vân ảnh hưởng, chân khí run lên, trường kiếm bắn ra kiếm quang rơi lên vách đá, đá vụn nhất thời bị tước văng tung tóe. Hưu, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo đều nhảy tới, một người đánh ra thủ ấn, một người quét ra trường côn, không gian ba văn chớp lên, đá vụn lại là tả rơi xuống. Tiếp theo sau hai đệ tử Thiên Âm Môn đều bay lên, một người thi triển binh khí giống như ống sáo, một người thi triển binh khí như tiêu. Đều tạo ra từng vết lưu quang trên vách đá. Khi mọi người đã bắt đầu động tác, Lục Lâm Thiên vẫn không nhúc nhích, lập tức làm Lữ Tiểu Linh sốt ruột, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm vào hắn. Ngoại trừ Lữ Tiểu Linh còn có không ít người xem chừng Lục Lâm Thiên, dù sao ai cũng đã động, nhưng hắn lại chưa có vẻ gì chuẩn bị. Tiểu tử này lại muốn làm gì? Ánh mắt bạch oánh lóe lưu quang, nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên. Ngao! Trong nháy mắt, theo một tiếng long ngâm, thân hình Lục Lâm Thiên chợt động, trong tay trào ra huyết quang, khí lưu chợt lóe, thân thể bay lên, đồng thời một cỗ sát khí bao phủ không gian, huyết quang thu liếm, một thanh huyết đao hiện ra trong tay Lục Lâm Thiên. Huyết đao vừa xuất hiện, một cỗ uy áp vô hình mang theo sát khí bao phủ hư không, làm không ít người toàn thân run lên, thân đao đỏ như máu, chớp động ra huyết quang quỷ quái tràn đầy sát khí. Trong nháy mắt toàn trường đều nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Ánh mắt kinh ngạc nhìn lên thanh đao trong tay hắn. Võ linh khí huyền cấp. Không ít người nhìn chăm chú vào thanh huyết đao, chợt sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt đại biến, đó chính là chân khí của võ linh khí huyền cấp, so sánh với hồn khí huyền cấp của Gia Cát Tử Vân không kém bao nhiêu,
nhưng uy thế lại mạnh hơn mấy lần, cỗ sát khí kia càng cường hãn tới cực điểm. Có thể nói thế này, huyết đao xuất hiện đã hoàn toàn trấn áp uy thế của hồn khí trong tay Gia Cát Tử Vân. Giờ phút này Lữ Chính Cường, Công Tôn Hóa Nhai bọn họ cũng bị chân khí của huyết đao hấp dẫn, nhất thời trên mặt hiện vẻ khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào thân đao, nhìn thấy năng lượng tràn ngập còn hơn cả võ linh khí huyền cấp bình thường. Võ linh khí bổn mạng. Ánh mắt Lữ Chính Cường híp lại, cực kỳ kinh ngạc. Hưu. Vào lúc này huyết sắc đao mang nhất thời bắn ra. Ngao. Đao mang bổ ra, mang theo tiếng long ngâm vang vọng không gian ba văn bị chém thành hai nửa, thẳng tắp lan tràn làm người rét lạnh. Hảo đao a. Ánh mắt các cường giả đều kinh ngạc, huyết đao kia chính là vật phi phàm. Giữa không trung, Lục Lâm Thiên liên tục chém ra, đao mang rơi lên vách đá cũng không thấy đá vụn rơi xuống, chỉ nghe được một tiếng hát lớn. Nhất hồ mỹ tử, quân lai đối nguyệt, trích phi giai nhân cốc trung. Đào hoa yêu yêu, lưu thủy điều điều, vấn xuân hà khổ thông thông. Kim qua thiết mã, khí thôn vạn lý như hổ, kiền khôn mạc chắc. Phiêu phiêu hà sở tự, thiên địa xa âu, hoành đao lập mã. Trục quần hùng, dụng xá do thì, hành tàng tại ngã, đao tại thủ trung ác đối tử đương ca, nhân sinh kỷ hà, ngã bản tự nhất cuồng nhân. Loạn thạch xuyên không, kinh đào phách ngạn, quyển khởi thiên đôi bạch tuyết. Hướng thiên tiếu, kim lân trì trung, ngộ phong hóa long. Nhưng vào lúc này, giữa không trung, Lục Thiếu bơi huyết đao chém ra, từng đạo đao mang đã rơi vào nham bích thượng, cũng không có gì đá vụn rơi xuống, cũng chỉ nghe được Lục Thiếu bơi một đạo cao ca dựng lên, một hũ rượu ngon, quân đến đối nguyệt, chỉ vì giai nhân trong cốc. Hoa đào yêu yêu, nước chảy xa xôi, hỏi xuân tội gì vội vàng. Tư thế hào hùng, khí nuốt vạn lý như hổ, càn khôn khó lường. Phiêu phiêu chỗ nào giống như, thiên địa cát âu, hoành đao bật người. Trục quần hùng, dùng bỏ do lúc, hành tàng ở ta, đao ở trong tay nắm đối rượu khi ca, nhân sinh bao nhiêu, ta vốn là nhất người điên. Loạn thạch mặc không, kinh đào vỗ bờ, cuồn cuộn nổi lên ngàn đôi tuyết trắng. Hướng thiên cười, kim lân trong ao, ngộ phong hóa rồng. Ngao. Thanh âm cuối cùng vừa rơi xuống, nhất thời lại một tiếng long ngâm truyền ra, huyết quang thu liếm, huyết đao biến mất, thân ảnh Lục Lâm Thiên rơi xuống khoanh tay đứng thẳng, thanh y phất phới, cỗ sát khí quanh thân thu liếm, lúc này mới làm không gian khôi phục lại bình tĩnh. Mọi người nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, ánh mắt cực kỳ phức tạp, mà đôi mắt Lư Khâu Mỹ Vi chợt lóe, luôn nhìn chằm chằm vào hắn, giờ phút này ánh mắt của Lư Khâu Mỹ Vi mang theo vẻ kinh ngạc, ngay sau đó liền thu liếm trở lại. Thu. Vào thời khắc này Gia Cát Tử Vân cũng thu lại linh lực, thân ảnh thối lui, mà Lăng Thanh cũng đã rơi xuống quảng trường, sau đó tới lượt đệ tử Hóa Vũ Tông thu hồi thủ ấn, chân khí thu liễm. Người kế tiếp là đệ tử Thiên Âm Môn, thu hồi ống sáo trong tay, thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống. Tùng Bách Đào của Thiên Quỷ Tông vừa hạ xuống, thu lại trường kiếm, khí thế kém hơn Gia Cát Tử Vân không ít. Tốt, cửa thứ hai chấm dứt. Sáu người vừa lui ra. Lư Khâu Mỹ Vi lên tiếng, mọi người lập tức nhìn lên vách đá cao trăm trượng, mà lúc này vẫn còn bốn người chưa hoàn thành, đành phẫn nộ rời đi, vẻ mặt vô cùng thất vọng. Mọi người nhìn lên vách đá đã khắc lên thi từ, mà bốn bài thơ khác vẫn chưa hoàn thành. Bài thứ nhất hơi có vẻ viết ngoáy, nhưng chữ viết khá mạnh mẽ, Gia Cát Tây Phong khẽ cười, bởi vì bài thơ này do Gia Cát Tử Vân sáng tác. Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tấn, linh thiên đào hoa thủy thịnh khai. Trường hận xuân quy vô mịch sử, bất chi chuyển nhập thử cốc lai. Nhân gian tháng tư mùi thơm hết, linh thiên hoa đào thủy nở rộ. Trường hận xuân về không chỗ tìm, không biết đi vào cốc này. Chữ viết của Tử Vân hiền chất mạnh mẽ, thi từ bất phàm, qua được. Lư Khâu Mỹ Vi nhìn bài thơ đầu tiên, mỉm cười nói. Mọi người lại nhìn qua bài thơ thứ hai, chữ viết có chút thanh tú, nhưng tinh tế sạch sẽ, hoàn toàn khắc vào trong vách đá. Ước chừng sâu vài phân, lực đạo khống chế càng thêm tinh thuần vô cùng. Lãnh hồng phiêu khởi đào hoa phiến, thanh xuân ý tự lan san. Họa lâu liêm mạc quyển khinh hàn. Tử dư nhân tán hậu, độc tự bằng lan kiền. Tịch dương thiên lý liên phương thảo, thê thê sầu sát phương tôn. Bồi hồi phi tẫn bích thiên vân. Phượng xanh hà sử, minh nguyệt chiếu hoàng hôn. Lãnh hồng phiêu khởi hoa đào chữ phiến, thanh xuân ý tự hết thời. Bức tranh lâu màn che cuốn khinh hàn. Rượu dư người tán sau, một mình bằng chẳng chịt.
trời chiều ngàn dặm liên cỏ thơm, tùm sầu sát phương tôn. Bồi hồi phi tấn bích thiên vân. Phượng xanh nơi nào, trăng sáng chiếu hoàng hôn. Thơ hay, thương sơn môn lăng tuyền, qua được. Ánh mắt Lư Khâu Mỹ Vi kinh ngạc nhìn qua Lăng Thanh, lập tức đảo qua bài thơ thứ ba. Liễu sắc phi sam kim lũ phượng, tiêm thủ khinh niệp hồng đậu lộng. Thúy Nga song liễm chính hàm tình, đào hoa cốc, giao thai mộng, nhất phiến xuân sầu thủy giữ cộng. Liễu sắc phi sam kim sợi phượng, bàn tay mềm vuốt đậu đỏ làm. Thúy Nga song liễm đang ẩn tình, hoa đào cốc, giao thai mộng, một mảnh xuân sầu ai cùng. Hóa vũ tông đỗ vũ qua được. Hồng tô thủ, hoàng đăng tử, mãn thành xuân sắc cung tường liễu. Đông phong ác, hoan tình bạc, nhất hoài sầu tự, kỷ niên ly tác. Thác, thác, thác. Xuân như cựu, nhân không xấu, lệ ngân hồng ấp giao tiêu thấu. Đào hoa lạc, nhàn chỉ các. Sơn minh tùy tại, cẩm thư nan thác. Mạc, mạc, mạc. Hồng tô thủ, hoàng đăng rượu, cả thành xuân sắc thành cung liễu. Gió xuân ác, hoan chuyện mỏng, nhất nghi ngờ vẻ u sầu, vài năm chia lìa. Sai, sai, sai. Xuân như trước, người không gầy, nước mắt hồng ấp giao tiêu thấu. Hoa đào rơi, rỗi rãnh chỉ các. Sơn minh mặc dù ở, cẩm thư khó khăn nhờ. Đừng, đừng, đừng. Thiên âm môn âm vô khuyết qua cửa. Thảo sắc thanh thanh liễu sắc hoàng, đào hoa lịch loạn lý hoa hương. Đông phong bất phi suy sầu khứ. Xuân nhật thiên năng nhã hận trường. Thiên quỷ tông tùng bách đào qua cửa. Lư Khâu Mỹ Vi xem xong bài thơ, liền nói. Mà giờ khắc này ánh mắt Lư Khâu Mỹ Vi dừng ở bài thơ của Lục Lâm Thiên, ánh mắt chợt lóe, hỏi. Lục trưởng môn, dựa theo quy củ đây không chỉ cần thi từ, còn xem chữ viết, người không viết chữ, dựa theo quy định là không đúng quy cách. Phu nhân, tiếp tục nhìn kỹ xem, vì sao lại không có chữ đâu. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Đánh ra một đạo trưởng ấn, ngay lập tức vỗ lên vách đá. Phanh! Trưởng ấn đánh vào vách đá, vang lên thanh âm trầm thấp, đồng thời cả vách đá chợt trao đảo. Ca ca! Vách đá nứt ra vô số khe hở, rậm rạp tương liên, lần lượt xuyên qua từ nam tới bắc, tựa như một mạng nhện lớn. Cả vách đá ầm ầm rung lên, như sắp sụp đổ, từng phiến đá vụn ầm ầm nện xuống, truyền ra tiếng vang trầm đục ồn ào. Oanh long long! Vách đá ầm ầm sụp đổ, ký một mảnh sóng nước ngập trời, thanh âm quanh quẩn trong sơn cốc, động tĩnh thật lớn làm cả mặt đất run rẩy lên như đang động đất. Khi toàn bộ đá vụn rơi xuống, hình ảnh xuất hiện làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy trên vách đá cao hơn trăm trượng, rõ ràng hiển lộ ra một loại chữ viết, mà chữ viết không phải khắc trong vách đá, mà là lộ ra trên vách đá, giống như phá thạch mà ra, đá vụn chung quanh hoàn toàn bị tước rơi, còn lại một mặt vách đá bóng loáng. Ngoại trừ chữ viết toàn bộ thi từ của 9 người khác đã hóa thành đá vụn sụp đổ. Mà trung ương vách đá hiện lên bài thơ mà Lục Lâm Thiên mới ngâm sướng vừa rồi. Chữ viết hùng hồn mà ngưng trọng, nét vẽ hơi có chút hình vuông, phong cách tao nhã hoa lệ tuấn kỳ, tài viết cứng rắn nhưng lại phiêu giật, tung hoành phiêu lãng. Trên chữ viết lộ ra một cỗ ngông cuồng, lộ vẻ tráng sĩ vung đao, mà thi từ hoàn toàn đem bài thơ của 9 người còn lại tiêu hủy, điều này vốn đã tràn ngập vẻ cuồng ngạo. Tốt, lúc này Bạch Oánh cũng không nhìn được kêu lên, ai cũng nhìn ra được chẳng những là chữ viết hay thi từ Lục Lâm Thiên chính là người mạnh nhất. Năm người còn lại biểu hiện rõ ý tứ yêu đương, mà Lục Lâm Thiên vừa mang theo ái tình lẫn khí thế rộng rãi, tràn ngập khí phách. Ánh mắt Lữ Chính Cường híp lại, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt không ngừng nhìn Lục Lâm Thiên. Mà lúc này Lữ Tiểu Linh nhoẻn miệng cười, vô cùng xinh đẹp. Phi Linh môn lục trưởng môn qua ải. Lư Khâu Mỹ Vi nói, ánh mắt dừng lại trên người Lục Lâm Thiên. Đám người đứng bên ngoài xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, ai cũng kinh nghi, không ít nữ đệ tử Linh Thiên Môn đều nhìn hắn với ánh mắt nóng cháy. Hừ, mà lúc này hành động của Lục Lâm Thiên cũng làm năm người khác trầm xuống, hắn đem thi từ của mọi người hủy bỏ, đây rõ ràng không đem bọn họ xem vào trong mắt, nhất thời vài ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên. Khó chịu nhất chính là Gia Cát Tử Vân cùng Tùng Bách Đào. Ánh mắt Lăng Thanh cũng trầm xuống, trong mắt mang theo lãnh ý lẫn kinh ngạc ngoài ý muốn. Ca ca thật là lợi hại, lại vượt qua kiểm tra rồi. Lục Tâm Đồng vỗ tay, có vẻ cực kỳ cao hứng. Đó là lão đại của ta, tự nhiên là lợi hại. Tiểu Long lộ ý cười nói. Hiện tại bắt đầu cửa thứ ba cầm đạo.
Lư Khâu Mỹ Vi nhìn mọi người, lập tức nói. Cửa ải này thật đơn giản, 6 người phân biệt đứng ở 6 góc sơn cốc đánh đàn, thời cổ có tiếng đàn có thể làm bách điểu xoay quanh, trong 6 người các ngươi nếu có ai hấp dẫn được loài chim nhiều nhất thì xem như xông tới cửa thứ tư. Lư Khâu Mỹ Vi nói. Các ngươi hiểu được. Hiểu được. 6 người cùng đáp. Oánh tỷ, cửa ải này ca ca có nắm chắc hay không? Lục Tâm Đồng có chút bận tâm hỏi, bởi vì nàng biết Bạch Oánh có cầm nghệ bất phàm. Những thứ khác ta không dám nói, nhưng ở cầm đạo nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn không có vấn đề. Bạch Oánh mỉm cười nói. Các ngươi bắt đầu đi. Lư Khâu Mỹ Vi nhìn 6 người nói. Siêu siêu. 5 thân ảnh nhảy lên, cơ hồ cùng một thời gian hóa thành 5 đạo lưu quang, trong đó có 2 linh xuất, 2 vũ xuất, còn có một vũ tướng cửu trọng phong hệ của Thiên Âm Môn. Cả đào hoa cốc rộng lớn như vậy, diện tích ước chừng hơn vạn thước. Lúc này 5 người đều nhảy lên tảng đá lớn khoanh chân mà ngồi, chung quanh chính là rừng hoa đào mênh mông. 5 người đều lấy ra đàn cổ, tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong, mà lúc này Lục Lâm Thiên vẫn còn đứng giữa sân. Lục trưởng môn, nếu không mang theo đàn trong Linh Thiên môn cũng có. Lư Khâu Mỹ Vi nói. Đa tạ phu nhân, chỉ là tiểu tử dùng không quen đàn lạ thôi. Lục Lâm Thiên nói, quay đầu nhìn Bạch Oánh hỏi. Oánh tỷ. Cho ta mượn đàn của ngươi dùng một chút. Cầm đi, đã sớm chuẩn bị xong cho ngươi. Bạch Oánh mỉm cười, cầm một cây đàn bao trùm lưu quang ném cho Lục Lâm Thiên. Đó là một cây đàn cổ, độ cung tuyệt đẹp thiên thành, lưu quang quanh quẩn tràn ngập cỗ tĩnh mật, kỳ lạ chính là loại đàn thất huyền, mà không phải ngũ huyền thường nhìn thấy. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lư Khâu Mỹ Vi, thân ảnh Lục Lâm Thiên nhanh như chớp rơi lên một thác nước bàng bạc bên trong sơn cốc. Trên thác nước có một khối đá lớn lồi ra ngoài, vị trí đối ứng cùng 5 người khác, mà những người khác sở dĩ không lựa chọn nơi này là vì thanh âm thác nước quá lớn, sẽ gây ảnh hưởng tới tiếng đàn. Lúc này nhìn thấy Lục Lâm Thiên đặt chân ở đó, sắc mặt Bạch Oánh trở nên ngưng trọng, bởi vì làm vậy sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới việc chơi đàn. Lục Lâm Thiên nhìn xung quanh, thanh âm thác nước nện xuống đinh tai nhức óc, tựa như vạn mã chạy trồm, hắn mỉm cười lập tức khoanh chân ngồi xuống, đặt cây đàn trên chân. Giờ phút này, nhóm người Tùng Bách Đào xa xa nhìn về hướng Lục Lâm Thiên, trong mắt mang theo tia cười lạnh, vị trí kia vô cùng bất lợi, Lục Lâm Thiên nhất định phải thua. Tốt lắm, các ngươi có thể bắt đầu rồi. Thanh âm Lư Khâu Mỹ Vi truyền tới, xuyên qua không gian rõ ràng rơi vào trong tai mọi người. Đông! Trong nháy mắt 3 tiếng đàn cất lên, chính là đệ tử Hóa Vũ Tông, còn có Gia Cát Tử Vân, Tùng Bách Đào, tiếng đàn quanh quẩn trong sơn cốc, thanh âm du dương. Nhưng giờ phút này Lục Lâm Thiên, Lăng Thanh cùng đệ tử Thiên Âm Môn đều nhắm mắt dưỡng thần, không vội vã đánh đàn. Lư Khâu Mỹ Vi nhìn 3 người, khẽ gật đầu. Oánh tỷ, sao ca ca còn chưa đánh đàn? Lục Tâm Đồng sốt ruột hỏi. Đây là đánh đàn, không thể gấp, đánh trước không nhất định chiếm ưu thế. Bạch Oánh mỉm cười nói. Ánh mắt mọi người nhìn vào sơn cốc, đệ tử cùng trưởng môn các môn phái đều có chút lo lắng, nhưng chỉ giấu dưới đáy lòng mà thôi. Đông. Đệ tử Thiên Âm Môn cùng Lăng Thanh cơ hồ cùng khẩy đàn một lúc, tiếng đàn dễ nghe du dương truyền ra, chậm rãi quanh quẩn trong sơn cốc. Tiếng đàn của 5 người lần lượt thay đổi, âm tiết vận luật xoay quanh, như nói nhỏ bên tai, làm người ta bất chi bất giác liền say mê bên trong. Người biết chơi đàn đều nghe ra được tiếng đàn của Lăng Thanh thanh thúy bằng phẳng, như đang kể ra tâm sự thiếu nữ, mềm nhẹ dịu dàng, triền miên bồi hồi. Mà đệ tử Thiên Âm Môn lại kiều diễm si tình. Ý tứ sâu sắc, làm người rơi vào. So sánh với họ, tiếng đàn của Gia Cát Tử Vân, Tùng Bách Đào cùng đệ tử Hóa Vũ Tông yếu hơn. Đông. Cũng vào thời khắc này, Lục Lâm Thiên chợt mở mắt, ngón tay vừa động, một thanh âm tiếng đàn du dương uyển chuyển truyền ra, nhưng lại bị thanh âm tiếng thác nước đổ xuống che giấu. Giờ phút này trên quảng trường, ánh mắt Lư Khâu Mỹ Vi híp lại, nhìn về hướng Lục Lâm Thiên với ánh mắt kinh nghi, với trình độ cầm đạo của mình. Lư Khâu Mỹ Vi làm sao không biết lực lĩnh ngộ cầm đạo của Lục Lâm Thiên là mạnh nhất trong 6 người. Nhưng Lư Khâu Mỹ Vi thật không ngờ người này bề ngoài có vẻ đầy sát khí, nhưng lại lĩnh ngộ cầm đạo sâu như thế, điều này làm bà ngoài ý muốn nhất. Trong bất chi bất giác Lư Khâu Mỹ Vi không nhịn được nhắm mắt lại thưởng thức tiếng đàn kia, thanh âm chẳng khác gì âm thanh của tự nhiên. Vẻ mặt Bạch Oánh kinh ngạc, lập tức nhắm mắt đắm chìm vào trong tiếng đàn của Lục Lâm Thiên.
Lục Lâm Thiên khải đàn chính là khúc chi âm chi kỷ của kiếp trước, ở trong sơn cốc nước từ trên núi chảy xuống như thế, khúc chi âm chi kỷ giống như hoàn toàn dung hợp vào trong thiên nhiên. Mau nhìn kìa! Mọi người kinh ngạc, giờ phút này trong sơn cốc, không ít loài chim bay tới, sôi nổi tụ tập trên bầu trời, xoay quanh trên thác nước, quay chung quanh đỉnh đầu Lục Lâm Thiên. Hừ! Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhướng lên, mặc dù hắn đang đắm chìm trong cảnh giới dung hợp cùng thiên nhiên, nhưng bị mấy tiếng đàn đột nhiên công kích về phía mình lập tức cảm giác được, ánh mắt trầm xuống, đột nhiên hoàn luật tiếng đàn không ngừng toát ra cùng biến hóa, đồng thời một mảnh âm ba như thực chất lập tức giống như sóng gợn lan tràn khuếch tán. Thanh âm tiếng đàn vẫn như trên đỉnh núi cao, mây mù lượn lờ, mơ hồ vô định. Hiu hiu! Giữa không trung sơn cốc, tiếng đàn vô hình va chạm lẫn nhau, tựa như hàng ngàn sóng nước hải vực va chạm, nhất thời kích thành sóng lớn, bốn tiếng đàn công kích Lục Lâm Thiên lập tức bị chấn khai, căn bản không cách nào tiếp cận được hắn. Ánh mắt bốn người Gia Cát Tử Vân nhất thời trầm xuống, ngay lập tức run lên dây đàn, tiếng đàn phát ra hóa thành sóng gợn từ bốn góc độ công kích thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Lần này lực đạo bốn người ra tay mạnh hơn không ít, cả sơn cốc tràn ngập không gian ba văn cuộn lên kịch liệt. Ánh mắt mọi người xung quanh đều biến hóa, ai cũng biết chuyện gì xảy ra trên không trung, bốn người vây công một mình Lục Lâm Thiên, không ít người đang xem náo nhiệt, mà sắc mặt Bạch Oánh, Bạch Linh, Lục Tâm Đồng cùng Tiểu Long đều biến đổi. Thật quá mức, lấy nhiều khi ít. Tuy Lục Tâm Đồng không hiểu âm luật, nhưng lúc này có thể nghe ra được vấn đề huống chi nàng còn là linh xuất, vì vậy tức giận kêu lên. Tâm Đồng yên tâm đi, chơi cầm, bọn hắn cũng không là đối thủ, không cần lo lắng. Bạch Linh nói. Giữa không trung, tiếng đàn vây công tràn tới, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, mười ngón tay khảy lên cầm huyền, liên miên không dứt, lưu loát sinh động như mây bay nước chảy. Hiu hiu. Tiếng đàn va chạm lẫn nhau, tựa như hai cỗ hồng thủy trút xuống, cuộn lên sóng nước khơi dậy mấy chục thước, cả không gian nhất thời run lên, chân khí cường hãn lan tràn, đệ tử có thực lực hơi thấp giờ phút này đều che lỗ tai, thanh âm tiếng đàn va chạm chẳng khác gì hãn lôi nổ vang. Oanh long long. Tiếng đàn nổ tung, giờ phút này Lục Lâm Thiên từng bước bị áp chế, đang chậm rãi thối lui. Nhìn thấy một màn này, bốn người Gia Cát Tử Vân lập tức lộ ra ý cười. Bọn họ đều xem Lục Lâm Thiên là kình địch lớn nhất, tự nhiên phải liên thủ đối phó. Tiếng đàn tắc nghẽn, từng bước bước lui, chỉ thấy sắc mặt Lữ Chính Cường biến hóa, mà Lữ Tiểu Linh khẩn trương tới run lên, luôn nhìn chăm chú vào thanh y nam tử trên thác nước. Nguyên bản Lư Khâu Mỹ Vi đang đắm chìm trong tiếng đàn, giờ phút này cũng đã mở mắt, sát khí trong tiếng đàn đương nhiên không tránh thoát thính giác của bà, ánh mắt bà chợt lóe, thật hứng thú nhìn chăm chú lên thác nước. Lúc này chỉ có một mình Lăng Thanh nhắm nghiền hai mắt, mười ngón tay liên tục khải đàn, tiếng đàn truyền ra lại bị tiếng đàn giao phong che kín, nhưng nếu cẩn thận lắng nghe sẽ không khó phát hiện mặc dù tiếng đàn của Lăng Thanh bị che giấu, nhưng vẫn không hề ngừng lại, ngược lại còn truyền ra xa xa. Lục Lâm Thiên cũng không hề lộ vẻ khẩn trương, đột nhiên mười ngón tay biến hóa thật nhanh, một đạo hoàn luật phập phồng truyền ra, tiếp theo là trượt âm thật lớn, lại mãnh liệt biến đổi, tiếng đàn hóa thành tiếng nước chảy. Tốc độ xảo diệu kết hợp, nhất thời nổi LNG bồng minh mông, tựa như dao long gầm lên giận dữ. Đông đông, tiếng đàn vừa bị bức lui lúc này đột nhiên va chạm tiến lên, nhất thời hung hăng va chạm tiếng đàn của bốn người Gia Cát Tử Vân. Phanh, giữa không trung chỉ thấy thác nước chạy trồm, sóng nước nổ tung, ngước mắt nhìn xa ca sóng trào mãnh liệt, khuếch tán khắp trong sơn cốc. Trong nháy mắt đàn chim xoay quanh trên không trung đã hoảng sợ bay mất. Hừ. Bốn người bị Lục Lâm Thiên bức lui, sắc mặt trầm xuống, giờ phút này đệ tử Thiên Âm môn thực lực thấp nhất sắc mặt trắng bệch, mà Tùng Bách Đào cũng tái nhợt, chỉ có Gia Cát Tử Vân vẫn không xảy ra chuyện gì. Gia Cát Tử Vân nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt lạnh lùng tới cực hạn. Đông! Vào thời khắc này Lăng Thanh chợt mở mắt, tiếng đàn biến đổi, tràn ngập lãnh ý, bỗng nhiên hóa thành một đạo quang nhận phá vỡ không gian ba văn, công kích thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Một đạo công kích này mơ hồ còn mạnh hơn cả bốn người Gia Cát Tử Vân liên thủ. Gia Cát Tử Vân thấy thế, ánh mắt đảo qua Lăng Thanh, ngay lập tức ngón tay biến hóa, nhân cơ hội phát ra tiếng đàn công kích về hướng Lục Lâm Thiên. Ba người còn lại cắn chặt răng, mười ngón khẩy mạnh, từng tiếng đàn mang theo sát khí lập tức vây công về hướng Lục Lâm Thiên. Giờ này khắc này, hoàn toàn chính là một mình Lục Lâm Thiên bị năm người liên thủ vây công. Mặc dù tiếng đàn công kích nhưng mức độ nguy hiểm không kém hơn đao kiếm,
thế công liên thủ của 5 người mạnh hơn 4 người không biết bao nhiêu. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhướng lên, chỉ tích tắc một cỗ sát khí bắt đầu lan tràn, sau đó ánh mắt nhắm lại, từng đạo thủ ấn quỷ dị kết xuất, rơi lên trên dây đàn. Đông! Một tiếng đàn khác thường vang lên giữa không trung, tiếng đàn uyển chuyển lại cương nghị, mang theo cỗ ý nhị, hoàn toàn khác hẳn tiếng đàn ban đầu của Lục Lâm Thiên. Đông đông! Tiếng đàn bay vòng uyển chuyển, chợt cao chợt thấp, nhẹ nhàng vang xa, tựa như âm thanh thiên nhiên, giờ này khắc này năm đạo tiếng đàn công kích cũng vừa va chạm tới. Tiếng đàn giao phong cũng không gây ra khuấy động thật lớn, không gian vẫn yên tĩnh, nhưng năm đạo tiếng đàn giống như va chạm vào trên bong, một trận cự lực đập vào sau đó biến mất không còn nhìn thấy. Ánh mắt Lăng Thanh nhìn qua, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lục Lâm Thiên biến hóa thủ ấn, tiếng đàn uyển chuyển hàm xúc, từng âm tiết có thể nghe được rõ ràng. Làm tâm thần người thoáng đãng, mỗi âm phù đều có ma lực vuốt ve lòng người. Tiếng đàn vô hình quanh quẩn trong đầu óc mọi người, làm người mê muội. Lĩnh ngộ thật nhanh. Bạch Oánh mỉm cười, tán thưởng nhìn Lục Lâm Thiên. Đông đông. Ấn phù quanh quẩn, làm linh hồn mọi người trở nên bình tĩnh, nhưng đúng lúc này sắc mặt các cường giả đại biến, bên trong tiếng đàn giấu giếm sát khí dần dần lan tràn. Tất cả mọi người cẩn thận. Trưởng môn các sơn môn lập tức truyền âm cho đệ tử, không ít người phục hồi lại tinh thần, phát giác mình vừa thất thần, không nhịn được dùng mình. Mà lúc này Lăng Thanh, Gia Cát Tử Vân cùng ba người Tùng Bách Đao sắc mặt vô cùng khó xem, hoàn toàn thay đổi. Vào thời khắc này, đôi mắt Lục Lâm Thiên chợt mở ra, nháy mắt hiện lên sát khí, 10 ngón tay biến hóa, tiếng đàn vừa chuyển, âm ba như gió nhẹ lướt qua mặt hồ, nổi lên ba văn ôn nhu, nhất thời biến thành sóng thần cuồn cuộn. Dựng đứng bốc cao hung hăng va chạm tới trước. Đông đông. Chỉ chốc lát tiếng đàn nhanh chóng xoay chuyển, vang vọng như tiếng sấm, thanh thế cuồn cuộn mênh mông như thiên quân vạn mã, nháy mắt chấn nhiếp cả thiên địa. Phốc. Đệ tử Thiên Âm môn phun ra ngụm máu tươi, đàn cổ trước mặt bị cắt thành hai đoạn, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Phốc. Ngay tiếp theo đệ tử Hóa Vũ Tông cũng phun máu, đàn cổ vỡ tan, sắc mặt vô cùng khó xem. Đông đông. Lúc này tiếng đàn hướng thẳng Lăng Thanh, Tùng Bách Đào cùng Gia Cát Tử Vân đánh tới. Tiếng đàn của Lục Lâm Thiên cắt vỡ không gian ba văn, như từng đạo quang nhận hung hăng đánh về hướng Lăng Thanh, Gia Cát Tử Vân cùng Tùng Bách Đào. Sắc mặt ba người không khỏi đại biến, 10 ngón lay động thật nhanh, linh lực tràn ra hình thành một vầng quang quyển trước mặt. Phanh! Dưới sự phản công hung mãnh của Lục Lâm Thiên, Tùng Bách Đào không thể kiên trì, quang quyển quanh thân trực tiếp phá nát, cổ cầm gãy vỡ. Phốc, một đạo quang nhận hung hăng đánh lên người hắn, nhất thời liền phun ngụm máu tươi. Chỉ còn lại Lăng Thanh cùng Gia Cát Tử Vân chống đỡ, quang quyển trước mặt hai người như là một mặt tường ba văn, mặc dù gặp phải công kích mãnh liệt cũng có thể đối kháng, Lăng Thanh mặc dù có chút cố hết sức, nhưng so sánh với Gia Cát Tử Vân vẫn thoải mái hơn không ít. Không ngờ là vũ khí âm ba. Lư Khâu Mỹ Vi nhìn Lục Lâm Thiên, thần sắc cực kỳ phức tạp. Lúc này tiếng đàn lại biến hóa. Sau một lát sắc mặt Lục Lâm Thiên thoáng tái nhợt, cường độ âm thanh giảm sút, chậm rãi biến mất trên sơn cốc. Đông đông. Tiếng đàn biến mất, tiếng đàn của Lăng Thanh cùng Gia Cát Tử Vân cũng không còn, hai người đã không có lực phản công. Khi trên sơn cốc khôi phục lại yên lặng, sắc mặt mọi người biến hóa không chừng, thực lực thấp còn trợn mắt há hốc mồm. Lục Lâm Thiên thi triển vũ khí âm ba công kích đối thủ, hẳn phải hủy bỏ tư cách. Sắc mặt Tùng Thanh Sơn thật khó xem. Nhất thời nói. Buồn cười, ai ra tay công kích trước? 5 người vây công một người, thua còn không phục, thực lực không đủ cũng đừng đi lên mất mặt. Bạch Oánh hừ lạnh một tiếng. Bạch Oánh, người nói vậy là ý gì? Khuôn mặt Tùng Thanh Sơn run rẩy, lạnh lùng nhìn qua Bạch Oánh. Tùng Thanh Sơn, ý của ta ngươi hiểu được, đừng thua không nổi, làm cho cả cổ vực chế giễu. Bạch Oánh nhìn hắn chằm chằm. Luận thực lực nàng tự biết không bằng Tùng Thanh Sơn, nhưng thực lực hiện tại của Phi Linh Môn hoàn toàn có thể đối kháng cùng Thiên Quỷ Tông. Cho dù Tùng Thanh Sơn ra tay, có Bạch Linh tại đây muốn đánh chết Tùng Thanh Sơn vẫn đủ sức. Tốt lắm chư vị, cho Linh Thiên Môn mặt mũi, nghe phu nhân nói chuyện trước đi. Trong Linh Thiên Môn, một Bạch Phát lão giả trầm mặt nói. Nghe lời của hắn, Tùng Thanh Sơn vốn đang định nói chuyện, sắc mặt lại biến thành ý cười. Ánh mắt mọi người đều nhìn về hướng Lư Khâu Mỹ Vi. Ánh mắt Lư Khâu Mỹ Vi dừng lại trên người Lục Lâm Thiên, Lăng Thanh cùng Gia Cát Tử Vân, khẽ cau mày nói.
Cửa ải này vốn không có ai qua được, nhưng tài đánh đàn của ba người còn lại đều bất phàm, sáu vị sấm quan đã có ba vị bị thương, dù so sánh lần nữa cũng là như thế. Cho nên, Lục trưởng môn, Gia Cát Tử Vân, Lăng Tuyền miễn cưỡng qua ải, ba người hiện tại chuẩn bị cửa thứ tư đi. Lời của Lư Khâu Mỹ Vi vừa dứt, sắc mặt mọi người đều biến hóa, không ai dám nói thêm lời gì, mọi người đều hiểu được ba người cuối cùng đều có thực lực cao nhất, tuy rằng chỉ là tỷ thí cầm, kỳ, thi, nhưng trên thực lực mỗi cửa đều quan hệ tới thực lực. Gia Cát Tây Phong cười thầm, cửa thứ tư chính là Lưu Vân Phi Tụ của Lư Khâu Mỹ Vi, đây chính là khảo nghiệm thực lực tuyệt đối, hiện tại trong ba người Gia Cát Tử Vân thực lực cực mạnh, là người có cơ hội nhiều nhất. Sắc mặt Lục Lâm Thiên không chút thay đổi, âm thầm vận chuyển Âm Dương Linh Vũ Quyết khôi phục, vừa rồi hắn thi triển chính là Thiên Âm Trấn Hồn Khúc của Bạch Oánh, vì ứng phó cầm đạo, dọc đường đi hắn đã đặc biệt học tập qua, đã sớm biết sẽ có thử nghiệm này, cũng biết thử nghiệm sẽ không thuận buồm xuôi gió. Trong chuyện này Lục Lâm Thiên thầm đoán Lăng Thanh ẩn tàng thực lực, luôn để Gia Cát Tử Vân xung phong, dựa theo hiểu biết của Lục Lâm Thiên, lúc trước trong đại hội Tam Tông Tứ Môn Lăng Thanh đã tới vũ xuất nhất trọng, lúc này Lục Lâm Thiên cũng là vũ xuất nhất trọng. Dựa theo thiên phú cùng tốc độ tu luyện võ giả ngũ hệ của Lăng Thanh, thực lực tuyệt đối không kém hơn Gia Cát Tử Vân. Mà đệ tử của Thiên Âm Môn, Lục Lâm Thiên vẫn nhận ra được trình độ âm luật của hắn không thấp, cũng dùng vũ khí âm ba, nhưng chỉ tới trình tự hoàng cấp, lại thêm thực lực vũ tướng cửu trọng nên khi so sánh với vài người còn lại vẫn thấp hơn một chút, cho nên là người đầu tiên bị trọng thương. Linh Nhi, con tới đây. Lư Khâu Mỹ Vi gọi Lữ Tiểu Linh. Nương. Lữ Tiểu Linh mang theo vẻ thẹn thùng chậm rãi đi lên quảng trường, lúc này ở trước mặt các cường giả cổ vực, nàng thu liễm toàn bộ dáng vẻ điêu ngoa, khí chất cao quý hiển lộ, hơn nữa dung nhan tuyệt mỹ làm không ít đệ tử trẻ tuổi đều nhìn nàng với ánh mắt nóng cháy. Linh Nhi, con đứng sau lưng mẹ là được. Lư Khâu Mỹ Vi nói, dứt lời tiến lên, nhìn ba người Lục Lâm Thiên, nói. Nếu ai vượt qua được Lưu Vân Phi Tụ của ta trước tiên xông tới bên cạnh Linh Nhi. Xem như qua được cửa thứ tư, ba người các ngươi cùng bắt đầu đi, đương nhiên, ta chỉ dùng hai thành lực, bên trái các ngươi có đồng hồ cát, chờ khi nào đồng hồ đều chảy xuống, các ngươi vẫn chưa thể vượt qua, lần này các ngươi xem như hoàn toàn thất bại. Ánh mắt ba người nhìn qua bên trái, chỉ thấy đã có đệ tử Linh Thiên Môn đặt một đồng hồ cát cao cỡ nửa người, Lục Lâm Thiên nhướng mày, nhìn bộ dáng này nhiều lắm chỉ có 5 phút thời gian, trong 5 phút vẫn không qua được xem như thất bại. Các ngươi có thể bắt đầu rồi. Lư Khâu Mỹ Vi nói. Ba người đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn Lư Khâu Mỹ Vi, cũng không vội vã xông tới mà Lục Lâm Thiên nhìn Lữ Tiểu Linh, trong lòng cười khổ, ra vẻ đây chính là cửa ải khó khăn nhất. Chúc mừng Gia Cát Trang Chủ, với thực lực của Gia Cát Thiếu Gia, là người có hy vọng vượt qua cửa thứ tư nhất. Trong lương đình, ánh mắt Thiên Tinh Tông Hồ Hưng Hải khẽ run, lập tức nhìn Gia Cát Tây Phong nói. Hồ Tông Chủ nói đùa. Hai thành lực của phu nhân, sợ là tiểu nhi cũng khó mà vượt qua. Giờ phút này Gia Cát Tây Phong mặc dù lộ vẻ lo lắng, nhưng trong lòng thật đắc ý, nếu Gia Cát Tử Vân còn chưa thể xông qua, thật sự không ai có thể vượt qua. Tiểu chất làm càn. Thấy không ai ra tay, ánh mắt Gia Cát Tử Vân lạnh lùng lướt qua Lục Lâm Thiên cùng Lăng Thanh, lập tức linh lực bạo tuôn, thân hình như lưu quang cấp tốc lao thẳng về hướng Lữ Tiểu Linh. Tốc độ của hắn cực nhanh. Dù người này vẫn luôn hung hăng càn quấy nhưng đích xác có được bản lĩnh, thân là linh giả, nhưng tốc độ nhanh tới cực hạn, chỉ sợ vũ xuất ngũ trọng bình thường cũng khó thể theo kịp. Lư Khâu Mỹ Vi mỉm cười, bạch mang lóe lên, thân hình không hề có chút di động. Hiu hiu, chỉ nháy mắt trong tay Lư Khâu Mỹ Vi hiện lên bạch quang như giải lụa phá không bay ra, giải lụa bám theo tiếng xé gió chói tai, hình thành một độ cong kỳ dị duỗi qua hư không, không gian ba văn vặn vẹo. Ngay lập tức ngăn cản trước người Gia Cát Tử Vân. Suy, đồng tử Gia Cát Tử Vân co rụt lại, sắc mặt biến hóa, hào quang bạo phát, một đạo tàn ảnh lướt qua, thân hình giống như thuấn di xuất hiện ngoài mấy chục thước, sau đó tiếp tục bắn về phía trước. Khi thân hình hắn vừa tới gần, trước mặt tràn tới kình phong, chỉ thấy giữa không trung giải lụa cuồn cuộn như sóng gió trên mặt hồ, nháy mắt ngăn cản trước người hắn, thân hình hắn nhất thời không thể đi tới nửa phần. Đây là Lưu Vân Phi Tụ sao? Lục Lâm Thiên kinh nghi nhìn không trung, tay áo của Lư Khâu Mỹ Vi bao phủ cả không gian ba văn vặn vẹo, nếu muốn đột phá ra ngoài thật sự là chuyện không đơn giản. Lăng Thanh nhìn lên không trung, ánh mắt đảo qua đồng hồ cát, thân hình lập tức nhảy lên,
chân khí tràn ra bám theo kình phong đem không gian chấn động lung lay. Siêu! Tốc độ của Lăng Thanh giờ phút này hoàn toàn không kém hơn Gia Cát Tử Vân, thân hình uyển như quỷ mị, nhất thời xuất hiện ngoài vài trăm thước. Hưu! Cùng một thời gian, một cỗ kình khí cuốn tới, Lư Khâu Mỹ Vi mỉm cười, một dải lụa lại bắn ra, đột nhiên ngăn cản trước người Lăng Thanh, cả phiến không gian đều vặn vẹo, thân ảnh Lăng Thanh căn bản không thể tiến thêm chút nào. Lục Lâm Thiên nhìn thấy đồng hồ cát đã rơi xuống một phần năm, sắc mặt trầm xuống, bước lên một bước, chân khí hùng hồn như nước thủy triều tràn tới, ngay lập tức một đạo khí xoay chợt lóe, chân khí truyền vào, quanh thân Lục Lâm Thiên đều bao phủ trong một mảnh gió xoáy, lại mang theo cuồng phong gào thét đem cho bụi trên quảng trường đều chấn bay. Siêu! Lục Lâm Thiên động, thân thể giống như không nhúc nhích nhưng khí xoáy lại uyển như cuồng phong thổi quét, thanh y phần phật, đôi mắt chợt lóe tinh quang. Hắn đã thúc giục phù quang lược ảnh tới cực hạn, tốc độ không kém hơn Gia Cát Tử Vân cùng Lăng Thanh, tựa hồ còn mạnh hơn một chút. Phù quang lược ảnh của Vân Dương Tông. Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, Gia Cát Tây Phong vẻ mặt biến hóa, nhưng ba người cũng không thấy kinh ngạc, họ đều biết quan hệ giữa Lục Lâm Thiên cùng Vân Dương Tông, vừa rồi thấy kinh ngạc chỉ vì khẳng định một sự tình mà thôi. Suy! Thân ảnh Lục Lâm Thiên cấp tốc lướt nhanh về phía trước, đột nhiên không gian ba văn chợt vặn vẹo. Một cỗ cự lực kiềm chế làm thân hình hắn không cách nào di động thêm nửa bước. Ngay trong nháy mắt này, từng dải lụa màu trắng cuồn cuộn quấn tới, trực tiếp đem đường đi phong tỏa, đừng nói phải đột phá đi qua, dù di động thân hình cũng rất khó. Thật mạnh! Trong lòng Lục Lâm Thiên thất kinh, Lưu Vân phi tụ của Lư Khâu Mỹ Vi phảng phất như đưa hắn vào trong lốc xoáy, cự lực hấp chặt quanh thân, căn bản không thể thoát thân. Phá! Gió xoáy ngưng tụ trên đùi Lục Lâm Thiên. Hắn quát khẽ một tiếng, ngay lập tức giẫm mạnh xuống đất. Hưu! Cuồng phong chợt khởi, thân hình hắn nháy mắt thoát khỏi cự lực kiềm chế. Gì? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên thoát khỏi phong tỏa, ánh mắt Lư Khâu Mỹ Vi chợt lóe, lộ vẻ kinh nghi. Trong mắt Lục Lâm Thiên toát ra tinh quang, thân hình lướt ngang sang phải, lại như tàn ảnh lao thẳng về hướng Lữ Tiểu Linh. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên lao tới, ánh mắt Lữ Tiểu Linh cực kỳ khẩn trương, trái tim dâng lên cổ họng. Lo lắng nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên. Lư Khâu Mỹ Vi khẽ cười, thủ ấn biến hóa, giải lụa trắng phóng lên cao, như phúc phũ phiên vân, lướt qua một độ cong huyền ảo, nháy mắt lại ngăn cản trước người Lục Lâm Thiên. Trong lòng Lục Lâm Thiên cả kinh, không nghĩ tới tốc độ Lư Khâu Mỹ Vi nhanh như vậy, khả năng nắm giữ không gian lực đã thật sự triệt để, mình bị bao vây bên trong, nếu muốn thoát thân căn bản khó càng thêm khó. Siêu! Giờ khắc này thân hình Gia Cát Tử Vân đột nhiên bạo lướt tới, thừa dịp Lư Khâu Mỹ Vi còn đang ngăn cản Lục Lâm Thiên, thân thể hắn như lưu quang cấp tốc lướt qua không gian. Nhưng hắn cũng thật không ngờ thân hình vừa động, giải lụa lại xoay tròn tràn tới nháy mắt bao phủ lấy hắn. Ngay tiếp theo sau thân hình Lăng Thanh chợt lóe, thân thể như ngọn gió lao tới, một thanh âm nổ bạo vang lên dưới chân, cự lực đánh lên khiến nàng xẹt qua không gian, tốc độ nháy mắt còn mạnh hơn Lục Lâm Thiên cùng Gia Cát Tử Vân không ít. Tốc độ của Lăng Thanh làm không ít người kinh ngạc, trong đó có cả Lư Khâu Mỹ Vi, nhưng mặc dù như thế Lăng Thanh cũng không thoát khỏi bao vây, thân hình vừa định phá vây lập tức đón nhận một đạo kình khí bén nhọn xông tới, một dải lụa trắng phá không ngăn cản. Lăng Thanh biến sắc, nhất thời chân phải giẫm mạnh trong hư không, chân khí trào ra đầu ngón chân, thân hình cấp tốc lách nghiêng sang bên, thật nguy hiểm né tránh dải lụa đánh trúng, nhưng thân hình phải lui về phía sau. Giữa không trung sơn cốc. Quả thật đã bị Lư Khâu Mỹ Vi nắm trong tay, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay sẽ bị phát hiện, tuy Lục Lâm Thiên có thể dùng phù quang lược ảnh che giấu thân hình, mà tốc độ của Gia Cát Tử Vân cùng Lăng Thanh cũng cực nhanh, nhưng không có chút hiệu quả gì với Lư Khâu Mỹ Vi, từng cử động của ba người hoàn toàn bị bà nắm trong tay, dưới tình huống như thế, ba người muốn thoát thân thật khó khăn, huống hồ thực lực của cả ba không phải đối thủ của Lư Khâu Mỹ Vi, tuy bà chỉ dùng hai thành lực lượng nhưng ba người vẫn chưa thể đối kháng. Ba người đồng thời lui ra phía sau, nhìn qua bên trái, đồng hồ cát đã qua 2/3, sắc mặt ba người càng thêm ngưng trọng, nhưng sắc mặt Lăng Thanh cũng không lộ vẻ gì. Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, thực lực Lư Khâu Mỹ Vi quá mạnh mẽ, hắn thi triển phù quang lược ảnh phối hợp phong hệ, nếu chỉ luận tốc độ dù gặp vũ xuất bát trọng vẫn có khả năng vượt qua, nhưng đối diện với Lư Khâu Mỹ Vi, thậm chí bà chỉ dùng hai thành lực lượng mà vẫn không thể đột phá. Trong lòng thầm cân nhắc. Nếu hắn thi triển huyễn ảnh thanh vũ dực, muốn đột phá Lư Khâu Mỹ Vi sẽ không quá khó khăn,
nhưng nếu chưa tới thời điểm cuối cùng thì không nên sử dụng, bây giờ đang ở trước mặt toàn bộ cường giả cổ vực, nếu lộ ra bài tẩy của mình sẽ khiến người rình rập ngấp nghé, đối với hắn mà nói không phải là chuyện tốt. Chỉ có thể làm như vậy. Theo tình thế trước mắt xem ra, hắn chỉ còn lại một biện pháp. Suy. Gia Cát Tử Vân chờ động, linh lực tràn ra, linh lực vô hình gào thét xoay tròn ngoài thân thể, không gian chung quanh đều lay động. Cùng lúc chân khí quanh thân hắn tăng vọt lên, nhìn tu vi nháy mắt từ linh xuất ngũ trọng lên tới thất trọng. Bí pháp. Không ít người đang quan sát lẫn Lục Lâm Thiên sắc mặt đại biến, có thể trực tiếp đem tu vi nâng lên tới linh xuất thất trọng, chỉ sợ đây chính là một loại bí pháp của Lan Lăng Sơn Trang. Sắc mặt Lục Lâm Thiên thoáng run rẩy, trong các đại phái sơn môn thật sự luôn có chỗ dựa, Gia Cát Tử Vân thi triển bí pháp tuyệt đối không phải vật phàm, có thể đem tu vi trực tiếp tăng lên 2 tầng. Xem như tuyệt đối khủng bố. Nhưng Lục Lâm Thiên cũng không quá mức kinh ngạc, lúc còn ở Lục gia, hắn đã nhìn thấy Lục Vũ thi triển một loại bí pháp tăng lên thực lực, cuối cùng vì vậy mà chết, bí pháp kia tựa hồ còn có thể đẩy mạnh thực lực cao hơn nữa, nhưng có một ít tác dụng phụ không nhỏ, mà Lục Vũ cũng không hoàn toàn truyền cho mình. Lục Lâm Thiên suy đoán ra Cát Tử Vân dùng bí pháp gia tăng thực lực, nhất định phải có tác dụng phụ, bằng không bí pháp như vậy thật sự quá biến thái. Sắc mặt không ít cường giả trong Lương Đình đều thay đổi, họ cũng biết về bí pháp gia tăng thực lực của Lan Lăng Sơn Trang. Siêu một tiếng, Gia Cát Tử Vân hóa thành đạo lưu quang lần thứ 2 lao thẳng về phía trước. Hiu hiu. Lúc này Gia Cát Tử Vân trực tiếp lướt qua 2 đạo giải lụa trắng, nhìn thấy thân hình hắn sắp thoát khỏi vòng vây, nhưng ngay tiếp theo lại bị Lư Khâu Mỹ Vi ngăn cản, một giải lụa không biết từ đâu xuất hiện bắn thẳng tới trước người hắn, kình phong gào thét làm hắn phải vội vàng thối lui. Hiu. Lần này Lăng Thanh còn chưa có động tác, ngược lại Lục Lâm Thiên nhướng mày, khí xoáy dưới chân xoay tròn, thân ảnh nhanh như chớp lướt qua hư không, lao về hướng Lữ Tiểu Linh. Ngươi cũng lưu lại đi. Thanh âm Lư Khâu Mỹ Vi truyền tới, cổ tay run lên, giải lụa sống động ầm ầm đánh về phía Lục Lâm Thiên, không gian đều vặn vẹo, thân hình Lục Lâm Thiên lại bị phong tỏa lần nữa, một cỗ áp lực vô hình vượt qua khả năng đối kháng của hắn. Nhìn thấy giải lụa trắng tràn tới, sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, thân hình lập tức di chuyển, nháy mắt lướt qua không gian, thân ảnh vừa đi qua giải lụa trắng đã hiện tới, nháy mắt lướt qua 2 má Lục Lâm Thiên, bám theo kình khí bén nhọn làm khuôn mặt hắn đau đớn. Mà giờ khắc này hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát thân, giải lụa thật sinh động quay đầu, hóa thành vô số hư ảnh bao phủ chung quanh Lục Lâm Thiên, không gian 3 văn khuếch tán, đem toàn bộ đường đi của hắn đều phong kín, làm cho hắn không còn cách nào tiếp tục né tránh. Giải lụa như tràn tới khắp 4 phương 8 hướng, nhất thời bộc phát ra tiếng rít gió, một cỗ lực kéo điên cuồng xoay tròn khiến cho hắn nhất thời cảm giác được quanh thân như có cự lực ngàn cân, thân hình lại bị kéo chặt chẽ trở lại. Thân hình Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng run lên, tinh mang chợt lóe, một cỗ lực lượng quỷ dị lan tràn, trong không gian nổi lên 3 động vô hình kỳ dị. Trong tích tắc Lục Lâm Thiên kết xuất thủ ấn, bám theo một đạo tàn ảnh, mà theo thủ ấn biến hóa. Trong không gian đột nhiên có một cỗ năng lượng thổ hệ ngưng tụ nhanh như chớp, chỉ nháy mắt cả không gian tràn đầy một cỗ lực lượng thổ hệ bao phủ. Hô! Cả không gian lập tức ngừng lại. Đây không phải ảo giác, mà là không gian thật sự ngừng lại, giải lụa đầy trời đột nhiên yên lặng. Ngay trong tích tắc không gian ngừng lại, một đạo thanh mang quỷ dị bắn ra, lập tức hóa thành nhân ảnh lấy xu thế nhanh như tia chớp thoát ra vòng vây, tiếp theo sau xuất hiện trước người Lữ Tiểu Linh. Bởi vì không gian ngừng lại thời gian quá ngắn, thậm chí là không đáng kể, nhưng vẫn làm không ít cường giả vẻ mặt kinh hãi, thậm chí cả Bạch Linh, Bạch Oánh cùng Lư Khâu Mỹ Vi cũng không ngoại lệ. Lư Khâu Mỹ Vi có thể ngăn cản Lục Lâm Thiên, nhưng bởi vì từng hứa hẹn chỉ dùng 2 thành lực lượng vì vậy bị động tác của Lục Lâm Thiên làm kinh hãi, vì thế mới để Lục Lâm Thiên có cơ hội đột phá đi tới bên người Lữ Tiểu Linh. Suy, ngay lúc thân hình Lục Lâm Thiên dừng lại bên cạnh Lữ Tiểu Linh, đồng hồ cát vừa hoàn toàn kết thúc. Đáng chết. Giữa không trung, ánh mắt Gia Cát Tử Vân trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, nhìn thấy Lục Lâm Thiên qua ải, chỉ có thể tức giận thầm mắng. Tiểu tử này lại có thể nắm giữ năng lượng thổ hệ, mới là vũ xuất nhị trọng a. Ánh mắt Bạch Oánh cũng kinh hãi nhìn Lục Lâm Thiên, tựa hồ đã quên hắn vừa xông qua cửa ải cuối cùng. Thiên phú nghịch thiên. Ánh mắt Lữ Chính Cường nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, trong mắt lộ vẻ phức tạp. Không ít cường giả đều ngẩn người chốc lát, cảnh tượng vừa rồi thật sự làm họ rung động,
đây rõ ràng là hoàn toàn trưởng khống thuộc tính, đó chính là dấu hiệu của Vũ Vương, dù muốn nhập môn cũng phải lên tới trình tự Vũ Vương mới được, mà còn ở Vũ Xuất đã nắm giữ được, thật sự làm người kinh hãi. Giữa không trung, Lăng Thanh nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, vẻ kinh ngạc chợt lóe, lập tức quay trở lại sau lưng Thương Sơn Môn Lâm Trung Kiến. Tên lừa gạt, người giỏi lắm. Lúc này Lữ Tiểu Linh thật hưng phấn, cũng không băn khoăn mẫu thân đang đứng bên cạnh, nhất thời ôm lấy cánh tay Lục Lâm Thiên hô lên, lộ nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Lục Lâm Thiên cũng mỉm cười, trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng xem như đoạt được lão bà trở về. Mà lúc này trong lòng hắn cũng nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi, ba ngày đêm mới thành công trưởng khống thuộc tính trong tay, rốt cục đã làm ra tác dụng, đợi thêm một thời gian hắn nhất định có thể đem uy lực thuộc tính phát huy tới mức lớn nhất. Phu nhân, xem như ta vượt qua kiểm tra rồi chứ. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn Lư Khâu Mỹ Vi hỏi. Lục trưởng môn đã vượt qua toàn bộ kiểm tra rồi. Lư Khâu Mỹ Vi nói. Ca ca thắng. Lục Tâm Đồng kêu lên, lộ nụ cười hài lòng. Lần này lão đại phiền toái. Mặc dù Tiểu Long cao hứng, nhưng trong mắt vẫn lộ vẻ lo lắng. Tiểu Long, ca ca sao lại phiền toái? Lục Tâm Đồng nghi hoặc hỏi. Ngươi không biết thôi, Vô Song tỷ còn được, Cảnh Văn tỷ hẳn cũng dễ nói chuyện, nhưng Hồng Lăng tỷ, vậy thì nguy, nếu biết lão đại hái hoa ngắt cỏ, hắn nhất định phải chết. Tiểu Long nói. Lư Khâu Mỹ Vi vừa dứt lời, Bạch Oánh chậm rãi đứng lên, mỉm cười nói. Mỹ Vi muội muội, nếu trưởng môn chúng ta đã vượt qua bốn cửa ải, vậy có nên dựa theo hứa hẹn, trưởng môn Phi Linh môn Lục Lâm Thiên sau này sẽ là vị hôn phu của Tiểu Linh tiểu thư phải không? Việc này, Lư Khâu Mỹ Vi ngẩn ra, lập tức mỉm cười nói. Oánh tỷ tỷ, mặc dù Lục trưởng môn đã qua bốn ải, ta cũng từng nói dù là thế cũng chỉ là tìm lương xứng cho tiểu nữ mà thôi, cũng không nhất định trở thành hôn phu của tiểu nữ, cho nên chuyện này còn cần thương nghị tốt hơn. Nương! Nghe được lời của bà, Lữ Tiểu Linh biến đổi, ánh mắt ủy khuất nhìn mẫu thân. Lão yêu nữ này, còn muốn chơi trò gì nữa chứ? Trong lòng Lục Lâm Thiên mắng thầm, Lư Khâu Mỹ Vi thật không giữ chữ tín. Mỹ Vi muội muội, trưởng môn Phi Linh môn chúng ta cũng gọi ta một tiếng tỷ, hôm nay ta cậy già lên mặt một lần, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được Tiểu Linh cùng Lâm Thiên đã sớm có tình cảm trước đây, lần này Lâm Thiên đã trải qua bốn khảo nghiệm. Sao không thành toàn cho người tuổi trẻ đâu? Bạch Oánh khẽ cười nói. Quỷ tiên tử nói có lý. Lữ Chính Cường đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, hỏi. Lục Lâm Thiên, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng đính hôn với tiểu nữ Linh Nhi hay không? Tiểu tử nguyện ý. Lục Lâm Thiên không chút do dự, lớn tiếng nói. Lữ Chính Cường mỉm cười, lập tức nói. Hôm nay có mặt các vị trưởng môn đứng đầu cổ vực. Ta tuyên bố, tiểu nữ Linh Nhi định ra hôn ước cùng Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn. Nghe lời của hắn, Lư Khâu Mỹ Vi trừng mắt liếc hắn, nhưng cũng không nói thêm lời nào. Chúc mừng Lữ trưởng môn được cao tế. Trong lương đình mọi người đều chúc mừng, chỉ có sắc mặt Thiên Âm Môn Cơ Vô Thường không có bao nhiêu biến hóa, những người khác sắc mặt phức tạp, đặc biệt Thiên Tinh Tông Hồ Hưng Hải, còn có Thiên Quỷ Tông Tùng Thanh Sơn, sắc mặt hai người vô cùng khó xem. Nhưng ai cũng thu liễm thần sắc. Lộ ra ý cười lên tiếng chúc mừng. Đối với những phản ứng này, ánh mắt Lữ Chính Cường hữu ý vô ý lướt qua bọn họ, tựa hồ đều nhìn thấy rõ, nhưng không tỏ vẻ gì, vì tất cả chuyện này đều nằm trong dự liệu. Hừ, ánh mắt Gia Cát Tử Vân âm lệ nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, cũng thấy bất đắc dĩ. Ngoài ra còn có Tùng Bách Đào, nhìn thấy Lục Lâm Thiên đã trở thành con rể Linh Thiên Môn, trong lòng cực kỳ khó chịu, đây chính là mong muốn bao lâu nay của hắn. Đa tạ Lữ trưởng môn thành toàn. Lục Lâm Thiên mỉm cười chắp tay nói. Lâm Thiên, người đã trở thành con rể của Lữ trưởng môn, nên sửa lại xưng hô. Bạch Oánh cười nói. Lục Lâm Thiên thoáng ngẩn ra, lập tức hiểu ý cười nói. Đa tạ nhạc phụ thành toàn. Ha ha, miễn lễ. Lữ Chính Cường cười ha ha, nhưng những người khác đều có chút không quá tự nhiên. Lữ Tiểu Linh đỏ mặt, rốt cục nàng được như nguyện. Ngượng ngùng ẩn sau lưng Lục Lâm Thiên. Lúc này không có ai chú ý tới, ánh mắt Lăng Thanh nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, trong mắt phức tạp, sau đó chuyển qua trên người Lữ Tiểu Linh. Trạng vạng, mặt trời ngã về tây, cả Linh Thiên Môn đều bao phủ trong một mảnh dáng hồng kỳ ảo. Cả đào hoa cốc náo nhiệt lại trở về yên lặng, mọi người được an bài về chỗ ở,
có người đã sốt ruột rời khỏi Linh Thiên Môn, cũng có người dự tính sáng hôm sau rời đi. Bên trong một đình viện của Linh Thiên Môn, Lư Khâu Mỹ Vi cùng Lữ Chính Cường ngồi trên ghế, mà Lục Lâm Thiên cùng Lữ Tiểu Linh đứng phía dưới. Gặp qua nhạc phụ, phu nhân. Trong phòng nhỏ, Lục Lâm Thiên hành lễ, trong lòng có chút không yên. Lục Lâm Thiên, ngay cả nữ nhi ta cũng đã cho ngươi, ngươi còn gọi ta là phu nhân, chẳng lẽ còn muốn ta đổi ý sao? Lư Khâu Mỹ Vi nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên sửng sốt, có chút không kịp phản ứng, lão yêu nữ này luôn không thích mình, vì sao đột nhiên lại đổi tính? Nương, mẹ không phản đối nữa sao? Lữ Tiểu Linh híp mắt, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức kéo nhẹ cánh tay Lục Lâm Thiên, nói. Tiểu lừa gạt, huynh còn không nhanh chóng bái kiến đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Gặp qua nhạc mẫu. Lục Lâm Thiên lập tức hành lễ nói. Được rồi, đều ngồi đi, không cần đa lễ. Lư Khâu Mỹ Vi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Lục Lâm Thiên, luôn lộ ra ý cười. Lục Lâm Thiên ngồi xuống, trong lòng có chút không yên, vị nhạc mẫu này thay đổi thật sự quá nhanh, nữ nhân ở bất kỳ độ tuổi nào thật sự đều giống nhau, đều trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Lục Lâm Thiên, có phải ngươi luôn không thích vị nhạc mẫu như ta, bởi vì ta một mực ngăn cản ngươi cùng Linh Nhi? Chờ Lục Lâm Thiên ngồi xuống, Lư Khâu Mỹ Vi cười hỏi. Nương, Lâm Thiên hắn không dám, cũng không nghĩ vậy. Lữ Tiểu Linh trả lời thay Lục Lâm Thiên. Tiểu tế không dám. Lục Lâm Thiên vội vàng hành lễ nói. Ngươi không dám sao, trong lòng chỉ sợ đã mắng ta không ít lần chứ. Lư Khâu Mỹ Vi mỉm cười, lập tức nói. Lâm Thiên, nhạc phụ ngươi đã công khai tuyên bố hôn ước giữa ngươi cùng Linh Nhi, vậy nhanh chóng làm xong hôn sự đi. Người thấy thế nào? Kháo, lại bức hôn. Trong lòng Lục Lâm Thiên sửng sốt, sắc mặt không hề thay đổi, nói. Hồi nhạc mẫu, cha mẹ tiểu tế hiện tại không ở cổ vực, việc lập gia đình là đại sự nhân sinh, không dám không thông chi cha mẹ, tới lúc đó chờ cha mẹ tiểu tế tới đây, sẽ thương nghị tốt hơn. Người thật sự muốn báo cho cha mẹ, hay là sợ Vân Dương Tông Vân Tiếu Thiên cùng Vân Hồng Lăng tới làm phiền đâu? Nhìn Lục Lâm Thiên. Lư Khâu Mỹ Vi nói, việc này, Lục Lâm Thiên sửng sốt, nhạc mẫu này chẳng khác gì con giun đũa trong bụng của hắn, chuyện hắn suy nghĩ bà ấy tựa hồ đều biết. Việc lập gia đình chính là đại sự, thông chi cha mẹ là đương nhiên, trễ một chút hãy thương nghị đi. Lữ Chính Cường nói, Chính Cường, đừng tưởng rằng những chuyện ông làm tôi không biết, hiện tại chỉ vì tốt cho Linh Nhi, chẳng lẽ ông không biết sao? Nghe được Lữ Chính Cường giải vây cho Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lư Khâu Mỹ Vi chợt lóe, nói. Tôi làm gì, tôi có làm chuyện gì đâu. Ánh mắt Lữ Chính Cường xoay chuyển, lập tức lén nhìn Lục Lâm Thiên nói. Cửa thứ nhất kỳ đạo là do tôi tự mình bố trí, mà Lục Lâm Thiên tuyển chọn trùng hợp là ván cờ khó khăn nhất, nếu không phải ông truyền âm cho hắn, tôi xem hắn cũng không giải khai nhanh như vậy đi. Lư Khâu Mỹ Vi trừng mắt nói. Việc này, Lữ Chính Cường nhất thời ấp úng. Ánh mắt bất đắc dĩ liếc nhìn Lục Lâm Thiên, rất có ý tứ, bổn nhạc phụ cũng đã bị ngươi dụ dỗ. Lục Lâm Thiên cúi đầu không dám nói lời nào, trong lòng thất kinh, nhạc mẫu không phải người bình thường thôi, cửa thứ nhất kỳ đạo đúng là do Lữ Chính Cường truyền âm cho hắn, nhờ vậy hắn mới thoải mái giải khai, không nghĩ tới lại bị Lư Khâu Mỹ Vi nhìn thấy. Tốt lắm, chuyện giữa cha vợ con rể các ngươi, còn có chuyện lập gia đình, ta sẽ không nói gì, Lục Lâm Thiên, hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết. Ngươi đã có hai vị hôn thê, vốn ta hoàn toàn không đồng ý hôn sự giữa ngươi cùng Linh Nhi, mặc dù nói nam nhân ba vợ bốn nàng hầu cũng bình thường, nhưng nhạc phụ của ngươi cho tới bây giờ chưa từng có người thứ hai, ngươi hiểu ý tứ của ta đi. Nói tới đây bà lại nhìn Lữ Chính Cường, chỉ thấy hắn đã cúi đầu xuống. Khụ. Lữ Chính Cường ho khan một tiếng, che giấu vẻ xấu hổ trên mặt. Trong lòng Lục Lâm Thiên buồn cười, ra vẻ vị nhạc phụ này là nhân vật quan trọng trong cổ vực. Nhưng ở trong nhà lại là người bị thê quản nghiêm. Tiểu tế hiểu được ý của nhạc mẫu đại nhân. Trong lòng đồng tình nhạc phụ, sắc mặt Lục Lâm Thiên vẫn không lộ ra, nói. Lư Khâu Mỹ Vi lập tức nói. Nếu Linh Nhi đã lựa chọn ngươi, ta cũng không muốn nói thêm lời gì, ngươi đã vượt qua bốn ải, tuy rằng cửa thứ nhất làm càn, nhưng đã chứng minh ngươi là người nổi bật trong đồng lứa, hôn ước giữa ngươi cùng Linh Nhi ta sẽ không ý kiến, nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Sau này nếu dám khi dễ Linh Nhi, để Linh Nhi chịu nửa điểm ủy khuất,
ta quyết không tha cho ngươi. Tiểu tế nhất định toàn lực che chở Linh Nhi, sẽ không để cho nàng thừa nhận nửa điểm ủy khuất. Lục Lâm Thiên trầm trọng gật đầu. Như thế rất tốt. Lư Khâu Mỹ Vi lộ ý cười, lập tức đánh giá Lục Lâm Thiên, ánh mắt càng ngày càng thích, nói. Ngươi gọi ta một tiếng nhạc mẫu, ta cũng không có gì tốt đưa cho ngươi, vật này cho ngươi làm quà gặp mặt đi. Dứt lời, trong tay Lư Khâu Mỹ Vi hiện ra một bình ngọc cao chừng bàn tay màu xanh biếc, lập tức đưa cho Lục Lâm Thiên. Quà gặp mặt. Trong lòng Lục Lâm Thiên vui vẻ, nhạc mẫu cho quà đương nhiên là không kém, liền đứng dậy nhận lấy, nói. Tiểu tế đa tạ nhạc mẫu. Đây là một bình địa linh dịch, hơn 20 năm trước ta cùng nhạc phủ ngươi đoạt được trong đại điện vụ tinh, tổng cộng có tứ phẩm, phải là người có tu vi ngoài trình tự linh suất cùng vũ suất mới có thể dùng, mà ta cùng nhạc phủ ngươi đều tự dùng một bình, thực lực tăng cường không ít, đặc biệt có chỗ rất tốt đối với linh hồn lực, mà linh giả dùng hiệu quả còn mạnh hơn võ giả không ít. Ngươi là võ giả, nói thật dùng linh dịch này có chút lãng phí, nhưng cũng có không ít ưu đãi đối với linh hồn lực. Linh Nhi sắp đột phá linh suất, tới lúc đó dùng bình cuối cùng. Thậm chí cả bốn đệ tử của nhạc phủ ngươi là linh thiên tứ soái cũng không có cơ duyên như thế, hiện tại tiện nghi cho ngươi. Lư Khâu Mỹ Vi nói. Địa linh dịch. Lục Lâm Thiên không nhớ được lai lịch về địa linh dịch này, nhưng có thể tăng cường thực lực cùng linh hồn lực, còn là bảo vật lấy được trong vụ tinh đại điện, đây tuyệt đối không phải vật bình thường. Lâm Thiên, ngươi không nên dùng hết một lần. Với thực lực của ngươi nhất định phải chia thành hai lần, tuy rằng ngươi không phải linh giả, nhưng dùng một nửa đủ tăng lên vũ suất tam trọng đỉnh, quan trọng nhất là đối với lực lượng linh hồn có ưu đãi thật lớn. Nếu ngươi là linh giả, ưu đãi càng lớn hơn, khi ta là linh suất tam trọng dùng một nửa, đã có thể trực tiếp đột phá tới tứ trọng, đương nhiên quan trọng nhất là ưu đãi trong linh hồn lực. Địa linh dịch là bảo vật cực kỳ quan trọng của linh thiên môn, nhạc mẫu ngươi cho ngươi, xem như coi trọng ngươi, đừng làm nhạc mẫu ngươi thất vọng. Lữ Chính Cường nói, còn nháy mắt với Lục Lâm Thiên. Tiểu tế tạ ơn nhạc mẫu yêu ái. Lục Lâm Thiên lại hành lễ nói. Tiểu lừa gạt, tiện nghi cho huynh rồi. Lữ Tiểu Linh mỉm cười nói, người khác không biết nhưng nàng biết Lục Lâm Thiên là linh vũ song tu, dùng bảo vật như địa linh dịch lấy được ưu đãi rất lớn. Cha vợ con rể các ngươi cũng không cần kẻ sướng người họa. Lư Khâu Mỹ Vi nói. Linh Nhi, mẹ còn có chuyện muốn nói với con. Con đi theo mẹ. Nương, mẹ muốn nói gì với con? Lữ Tiểu Linh vừa nói vừa cao hứng đi theo Lư Khâu Mỹ Vi rời khỏi đình viện. Nhìn hai người rời đi, sắc mặt Lục Lâm Thiên biến đổi, trong lòng hiểu rõ ràng, đoán chừng Lữ Chính Cường có chuyện cần nói với mình. Lâm Thiên, bình địa linh dịch này mặc dù tốt, có thể tăng cường không ít thực lực, nhưng vẫn không bằng chính năng lực của mình. Có đôi khi nóng vội mặc dù trước mắt nhìn thấy tốt. Nhưng đối với việc tu luyện ngày sau chắc sẽ không có thành tựu quá lớn. Bất kể là nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang hay tam tông tứ môn trên linh vũ đại lục, đệ tử thân truyền thiên phú rất tốt, nương bằng nội tình sơn môn bồi dưỡng họ thành vũ vương, linh vương đều không có vấn đề lớn. Chỉ nói tới Linh Nhi, nếu ta một lòng muốn nàng trở thành cường giả, với tu vi hiện tại của Linh Nhi tuyệt đối không chỉ là linh tướng, người hiểu ý của ta sao? Lục Lâm Thiên còn đang cân nhắc, Lữ Chính Cường đã mở miệng nói. Tiểu tế hiểu được, căn cơ không ổn chỉ có tai hại đối với tu luyện sau này, tu luyện không chỉ vì trước mắt. Lục Lâm Thiên gật đầu đáp. Trẻ nhỏ dễ dạy, như vậy ta cũng yên tâm. Lữ Chính Cường hài lòng mỉm cười, nói tiếp. Lâm Thiên, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi thi triển khống chế năng lượng thuộc tính đã lĩnh ngộ tới tình trạng nào rồi? Không dối gạt nhạc phụ, mới lĩnh ngộ hôm qua. Trong lòng Lục Lâm Thiên có chút do dự, nhưng cũng không giấu giếm. Việc này không cần thiết che giấu. Hôm qua mới lĩnh ngộ đã đạt tới tình trạng này. Lữ Chính Cường có chút kinh ngạc, lập tức nghiêm mặt nói. Lâm Thiên, người vốn là võ giả toàn hệ, hơn nữa có thiên phú trong lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, sau này muốn trở thành cường giả dễ dàng hơn người khác, cũng có trụ cột tuyệt đối, nhưng nhớ kỹ trong lĩnh ngộ nhất định không thể sơ sẩy, đây mới là mấu chốt giúp ngươi có thể trở thành cường giả hay không. Tiểu tế hiểu được. Lục Lâm Thiên gật đầu. Trong điểm này Nam Thúc từng nhắc nhở hắn. Tốt lắm, trong việc tu luyện ngươi có thể đi tới ngày hôm nay, tự nhiên đã có người dạy, ta cũng không muốn nói nhiều. Lữ Chính Cường nhìn hắn, nói. Hiện tại nói việc của Phi Linh Môn đi, ngươi dự định khi nào trở về? Tiểu tế tính toán nhanh chóng trở về, ngày mai đi. Lục Lâm Thiên nói,
Trong lòng thầm nghĩ, Lữ Chính Cường đã hoài nghi sau lưng mình có cường giả, nhưng không biết là ai mà thôi, có lẽ biết sự tồn tại của Nam Thúc, nhưng không biết thực lực chân chính của Nam Thúc, ngay cả chính mình cũng không biết nói chi người ngoài. Ngươi lại gấp gáp rồi, ta nhìn ra được Thiên Tinh Tông cùng Thiên Quỷ Tông tựa hồ nghi kỵ phi linh môn của ngươi, chỉ sợ là vì chuyện của Thôi Hồn Độc xuất Đông Vô Mệnh, nghe nói Đông Vô Mệnh có thù hận với Thiên Tinh Tông không nhỏ, nhưng vì sao Thiên Quỷ Tông lại có khúc mắc với phi linh môn? Lữ Chính Cường hỏi. Thiên Quỷ Tông mà thôi, không đáng để lo, về Thiên Tinh Tông, tiểu tế không gạt nhạc phụ, lần này trở về nhất định sẽ diệt Thiên Tinh Tông. Lục Lâm Thiên nói. Diệt Thiên Tinh Tông. Lữ Chính Cường ngoài ý muốn, lập tức nói. Mấy tháng trước Hồ Hưng Hải của Thiên Tinh Tông đã đột phá thực lực Vũ Vương Tứ Trọng, ngoài ra họ còn có Linh Vương Nhất Trọng, người có tu vi vũ xuất không ít, thực lực không yếu, chẳng lẽ phi linh môn của ngươi đã có thực lực diệt Thiên Tinh Tông hay sao? Vũ Vương Tứ Trọng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe, nói. Nhất định phải diệt Thiên Tinh Tông, hẳn là vấn đề không lớn. Vậy chính ngươi cẩn thận. Ở trong cổ vực chỉ cần không phải người của bốn đại sơn môn, ngoài ra ngươi đều có thể động, có phiền toái thì báo cho ta biết, ta sẽ âm thầm giúp ngươi một tay, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, chỉ sợ ngươi vừa có hành động lớn, Hắc Sát Giáo cùng Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang đều sẽ có động tác, bọn hắn sẽ không dễ dàng để phi linh môn quật khởi, nhưng ngươi không cần quá lo lắng, ta sẽ âm thầm dây dưa bọn hắn, để bọn hắn không được rảnh tay. Lữ Chính Cường nói. Đa tạ nhạc phụ. Lục Lâm Thiên nói, có linh thiên môn dây dưa ba cành càng kia, phi linh môn sẽ giảm không ít phiền phức, nếu ba cành càng không nhúng tay vào, phi linh môn muốn đối phó sơn môn khác thoải mái hơn không ít. Lâm Thiên, ngươi cũng đừng quá thả lỏng, lần này trong các sơn môn tới đây, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra dị thường sao? Thân ảnh Lư Khâu Mỹ Vi lại cùng Lữ Tiểu Linh đi vào đại sảnh. Ý tứ của nhạc mẫu là, Lục Lâm Thiên nhíu mày. Trong Thương Sơn Môn đã xuất hiện biến cố, theo ta được biết, ngươi hẳn không xa lạ gì linh vũ giới, mà lăng tuyền của Thương Sơn Môn thật không đơn giản, nếu không phải ẩn tàng, ta xem ngươi có thể không phải là đối thủ, mà lăng tuyền còn là nữ nhân, chỉ giả nam trang mà thôi, căn cứ theo linh thiên môn lấy được tin tức, trong đại hội tam tông tứ môn, ngươi gặp mặt lăng thanh chính là nàng đi, hiện tại Thương Sơn Môn có khả năng đã rơi vào tay linh vũ giới. Lư Khâu Mỹ Vi nói. Cái gì? Lăng Tuyền kia lại là nữ nhân. Lữ Tiểu Linh hoảng sợ kinh hô. Nhà đầu kia, sau này con cần phải cẩn thận hơn một chút. Lư Khâu Mỹ Vi nói. Nguyên lai nhạc mẫu đã sớm biết. Lục Lâm Thiên kinh hãi, Lư Khâu Mỹ Vi thật sự không đơn giản. Linh vũ giới quật khởi, tuy rằng vẫn luôn âm thầm nhưng thực lực chỉ sợ còn mạnh hơn phi linh môn của ngươi nhiều lắm, thậm chí cả bốn đại tông môn cũng không điều tra được bao nhiêu tin tức. Mặt ngoài cổ vực bây giờ còn sóng êm gió lặng, nhưng âm thầm đã ba đảo mãnh liệt, chỉ sợ qua không được bao lâu sẽ phong vân biến sắc, phi linh môn của ngươi ngàn vạn lần không được khinh thường. Lư Khâu Mỹ Vi nói. Lục Lâm Thiên gật đầu, mình đúng là xem thường linh thiên môn, những tin tức này họ đều biết thật rõ ràng, phỏng trừng Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo cùng Lan Lăng Sơn Trang đều như thế, nhưng như vậy cũng tốt, phi linh môn có thể đục nước béo cò, mấy cành càng này có điều cố kỵ. Đây chính là cơ hội tốt cho phi linh môn. Khi Lục Lâm Thiên rời khỏi đình viện, sắc trời vào đêm, trăng sáng chiếu trên đường đá, hai thân ảnh kéo ra thật dài. Tiểu Lừa Gạt, huynh đang suy nghĩ gì? Dưới bóng đêm, Lữ Tiểu Linh lôi kéo tay Lục Lâm Thiên, nháy mắt, khuôn mặt mang theo ý cười hạnh phúc. Không có gì. Lục Lâm Thiên đang suy nghĩ chuyện của phi linh môn, nghe vậy phục hồi lại tinh thần, nhìn thiếu nữ trước mắt lộ ý cười đáp. Huynh đừng trách mẹ của muội Nga, mẹ không phải không thích huynh, mà là lo lắng muội, bằng không mẹ sẽ không đưa linh dịch cho huynh, đây chính là bảo vật của linh thiên môn, thậm chí cả bốn sư huynh cũng không có được, tiện nghi huynh thôi. Lữ Tiểu Linh nói, ta hiểu được, cũng hiểu rõ. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, trong lòng cũng không hề có chút bất mãn với nhạc mẫu, làm cha mẹ, đương nhiên phải lo lắng cho con mình, đây là chuyện thật bình thường. Ân, huynh hiểu được thì tốt rồi. Mẹ vừa nói với muội, dặn muội phải xem chừng huynh, không cho huynh tiếp tục tìm thêm nữ nhân khác. Lữ Tiểu Linh chu miệng nói. Hắc hắc. Lục Lâm Thiên cười hăng hắc, nghĩ tới bộ dáng xấu hổ của Lữ Chính Cường vừa rồi, cũng biết hắn là thê quản nghiêm, vạn nhất Lữ Tiểu Linh cũng giống như nhạc mẫu, hơn nữa còn có Vân Hồng Lăng, ngày tháng sau này của mình chỉ sợ là không được dễ chịu. Sao vậy,
chẳng lẽ huynh còn muốn tìm nữ nhân khác nữa hay sao? Lữ Tiểu Linh chu miệng, hờn dỗi trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Không có, huynh cũng không dám. Lục Lâm Thiên tà khí cười, dưới bóng đêm ngắm nhìn nữ tử tuyệt mỹ, đột nhiên kéo nàng vào lòng. Huynh muốn làm gì, chung quanh còn có người đâu? Lữ Tiểu Linh thẹn thùng nói, nhưng không dãy dụa mà thuận thế dựa vào ngực Lục Lâm Thiên. Nửa canh giờ sau, trong khuê phòng của Lữ Tiểu Linh, hai thân ảnh ôm nhau, môi dây dưa gắt gao, Lục Lâm Thiên ôm chặt thiếu nữ trong lòng, tay phải vuốt xuống bờ mông rắn chắc, lập tức luồn vào bên trong mông của nàng. Lữ Tiểu Linh chưa hiểu việc đời, làm sao chịu được upsilon này, nhất thời thân hình run lên, hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa quỵ xuống dưới. Đừng mà Lâm Thiên! Lữ Tiểu Linh đột nhiên thanh tỉnh, giãy giụa thoát khỏi tay Lục Lâm Thiên, đôi mắt nóng cháy lại mê ly. Lục Lâm Thiên cũng không buông nàng ra, một tay đặt lên mông nàng, tay kia dán lên ngực nàng, hai người lập tức như bị điện giật dùng mình run rẩy. Chúng ta đã có hôn ước, có một số việc đã có thể làm. Lục Lâm Thiên dì tai Lữ Tiểu Linh, cắn vài vành tai nàng, ngón tay vuốt nhẹ khe mông, thân hình Lữ Tiểu Linh nhất thời nhũn ra. Tiểu lừa gạt, mẹ muội nói không thể cho huynh chiếm tiện nghi sớm như vậy. Lữ Tiểu Linh hoàn toàn mềm nhũn, vô lực giãy giụa, nói chuyện đã thở dốc. Đừng nghe lời lão yêu, đừng nghe lời nhạc mẫu. Lục Lâm Thiên thì thầm, không có ý tứ buông nàng ra, trong lòng đã dâng lên lửa nóng, vật bên dưới trở nên cứng rắn. Tìm được vị trí chính xác ngược lại rất nhanh đã đội lên chỗ cấm địa của Lữ Tiểu Linh. Ân, tiểu lừa gạt, huynh nhẹ một chút, bị huynh làm đau. Lữ Tiểu Linh nhẹ giọng mắng một tiếng, tựa hồ ngầm đồng ý điều gì. Lục Lâm Thiên đã không còn nhẫn nại, rời khỏi Lục Vô Song cùng Vân Hồng Lăng đã hơn một năm, trong lòng sớm đè nén, nghe được lời của Lữ Tiểu Linh, nhất thời trong lòng không còn băn khoăn, dùng sức vuốt mạnh lên mông nàng, cảm giác thỏa mãn vô cùng. Tiểu lừa gạt, huynh nhẹ một chút. Lữ Tiểu Linh mê ly nhìn nam tử ở trên người mình, bị hắn đè ép làm cho nàng sắp hết hơi, nhưng tận sâu trong đáy lòng ngược lại còn hy vọng được siết chặt thêm một ít. Giờ khắc này chân khí của Lữ Tiểu Linh cũng thay đổi, bắt đầu thở gấp, thân hình mềm nhũn nằm trên giường, đôi tay ôm chặt thắt lưng Lục Lâm Thiên, cuốn lấy hắn chặt chẽ. Cảm nhận được phản ứng của nàng, Lục Lâm Thiên vô cùng cuồng nhiệt, muốn một lần phóng thích ra áp lực hơn một năm nay. Đôi môi dán chặt lên môi của nàng. Huynh là bại hoại, nhẹ một chút đi. Lữ Tiểu Linh thì thầm bên tai Lục Lâm Thiên, thanh âm biến thành dồn dập. Lữ Tiểu Linh bất an dãy giụa, khẽ run rẩy, nhắm nghiền mắt ôm chặt Lục Lâm Thiên, hơi thở như lan. Lâm Thiên, anh phải nhẹ một chút nga, muội nghe người ta nói, lần đầu tiên sẽ rất đau. Huynh sẽ. Lục Lâm Thiên khẽ đáp, lại hôn nàng, bàn tay không ngừng vuốt ve. Hơi thở của Lữ Tiểu Linh lại trở nên dồn dập, hoàn toàn mềm yếu trên giường, trong lòng chờ đợi mưa rền gió dữ sắp tới. Giờ này khắc này Lục Lâm Thiên đã không khả năng nhẫn nhịn, lập tức ôm lấy thân thể động lòng người, nhắm ngay ngọc môn dụng lực đẩy vào. Suy! Giờ khắc này long đầu phá cửa mà vào, trực đảo Hoàng Long. A! À, Lữ Tiểu Linh rên lên một tiếng, thân hình buộc chặt, thở gấp. Lâm Thiên, đau quá, đừng động. Một chút sẽ hết. Lục Lâm Thiên đau lòng bế thiếu nữ lên, Lữ Tiểu Linh thẹn thùng nhắm nghiền mắt, trong lòng như nai con đập loạn, thở gấp không ngừng, không dám nhìn vào nam tử trước mắt. Động tác của Lục Lâm Thiên thật nhẹ nhàng, bắt đầu chậm rãi ra vào, chỉ sợ làm đau thiếu nữ trong lòng mình. Hai người dây dưa lẫn nhau, nhưng trong đình viện lại không người nào phát hiện. Một thân ảnh xinh đẹp đứng bên ngoài đình viện, khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ cười, lẩm bẩm. Người trẻ tuổi A, vẫn nhìn không được. Người này không phải ai khác, chính là nhạc mẫu Lư Khâu Mỹ Vi. Tiểu tử kia cũng gấp như cha Linh Nhi năm xưa thôi. Dứt lời, bà lặng yên không tiếng động rời đi. Dưới trời cao, ánh trăng bao phủ mặt đất, đôi nam nữ dây dưa không rời, bên trong phòng tràn đầy xuân sắc. Cuộc chiến không biết kéo dài bao lâu mới hành quân lặng lẽ. Một đêm chậm rãi trôi qua, trăng sáng biến mất. Trong linh thiên môn gió sớm thổi vào, mang theo hương hoa đào thơm ngát. Trong khuê phòng của Lữ Tiểu Linh, Lục Lâm Thiên tỉnh lại, trong lòng hắn ôm chặt một thân thể mềm mại mê người, nở rộ một mảnh đỏ nhạt yêu kiều. Nghĩ tới cảnh tượng đêm qua, nhìn thiếu nữ còn đang ngủ say trong lòng, ma trưởng bắt đầu du động, không ngừng vuốt ve thân thể mềm mại, vật dưới bụng lại cứng rắn, lập tức áp thân mà lên. Tiểu lừa gạt,
huynh đã tỉnh rồi sao? Thiếu nữ mở mắt, nhìn Lục Lâm Thiên hỏi, bị hắn sờ loạn một trận nên cũng sớm tỉnh giấc, chỉ là thẹn thùng không dám mở mắt. Chúng ta làm tiếp một lần. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, lòng đầu lại động thân mà vào. Đừng, huynh không mệt nhưng người ta còn đau. Lữ Tiểu Linh còn chưa nói xong, không kịp ngăn trở đã thốt ra. A! À, ngay lập tức trong phòng lại tràn đầy xuân sắc. Một canh giờ sau, trong phòng mới hành quân lặng lẽ. Huynh là bại hoại, lần sau không cho huynh vào phòng muội. Sau một phen mây mưa, Lữ Tiểu Linh thẹn thùng đấm vào trên người Lục Lâm Thiên. Vậy vừa rồi là ai muốn huynh nhanh một chút? Lục Lâm Thiên mỉm cười hỏi. Huynh còn nói, không thèm để ý huynh. Lữ Tiểu Linh trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức chữ vật giới chỉ chợt lóe, lấy ra hai hộp ngọc nói. Đây là hai viên chú nhan đan, huynh đưa cho Vô Song tỷ cùng Hồng Lăng tỷ đi, xem như là lễ vật muội tặng các nàng. Chú nhan đan. Lục Lâm Thiên thu lại, mỉm cười nói. Linh Nhi, còn chú nhan đan nữa hay không? Chú nhan đan chính là bảo vật, là do Linh Thiên môn luyện chế, tuy rằng bên ngoài đồn đãi mỗi năm chỉ luyện được 15 viên, nhưng Lục Lâm Thiên không tin, nếu hắn có thể chuẩn bị nhiều một chút dùng tặng người rất tốt. Huynh cần chú nhan đan làm gì, có phải huynh lại có nữ nhân khác hay không? Lữ Tiểu Linh trừng mắt hỏi. Không có, thật quá oan uổng. Lục Lâm Thiên ủy khuất nói. Muội cũng biết Phi Linh môn có không ít nữ đệ tử, huynh nghĩ đưa cho Toa Toa, Nhan Kỳ, còn có Tân Kỳ các nàng, tặng chú nhan đan là tốt nhất. Ánh mắt Lữ Tiểu Linh chợt lóe, nói. Được rồi, muội tin huynh, cho huynh. Dứt lời nàng lấy ra 7-8 hộp ngọc, nói. Trong người muội chỉ có bao nhiêu, đây là do muội trộm từ chỗ của mẹ đó. Đủ rồi, đủ rồi. Lục Lâm Thiên hài lòng cười, không khách khí thu vào trong chữ vật giới chỉ của mình. Lần này huynh trở về phải cẩn thận một chút, cha muốn muội bế quan đột phá linh xuất, chờ muội đột phá xong có thể dùng địa linh dịch rồi sẽ đi tìm huynh. Lữ Tiểu Linh nói. Huynh sẽ chú ý. Lục Lâm Thiên trầm xuống, lập tức nói. Linh Nhi, chuyện huynh là linh vũ song tu, tạm thời đừng nói với ai, được không? Muội biết, cần nói thì muội đã sớm nói từ lâu, hừ. Lữ Tiểu Linh hừ một tiếng, trong lòng có chút tức giận Lục Lâm Thiên không tín nhiệm mình. Lục Lâm Thiên biết nàng tức giận, nói. Linh Nhi, không phải huynh không tín nhiệm muội, chỉ là việc này quan hệ trọng đại, không nên cho bất luận kẻ nào biết. Xem huynh khẩn trương kìa. Lữ Tiểu Linh mỉm cười, lập tức nghiêm mặt nói. Muội đùa với huynh đâu, muội biết chuyện này quan hệ trọng đại, muội không phải người không biết nặng nhẹ, nếu chuyện huynh là linh vũ song tu bại lộ ra ngoài, nhất định sẽ phiền toái không ít, huynh lại không muốn ở lại Linh Thiên môn, cho nên muội sẽ không nói ra. A đầu này, ngay cả huynh cũng dám đùa, xem huynh làm sao thu thập muội. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc, lập tức nhào tới. Tiểu lừa gạt, đừng, huynh sẽ mệt. Huynh không mệt, bằng không muội trên huynh dưới tốt lắm, như vậy huynh sẽ không mệt. Huynh nghĩ hay quá đi. Trong phòng lại một mảnh xuân sắc khôn cùng. Giữa trưa, dưới chân núi Linh Thiên Môn, vài thân ảnh hàn huyên một lúc, ngay lập tức Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay lên, đoàn người Lục Lâm Thiên rời khỏi Linh Thiên Môn. Ca ca, bây giờ chúng ta phải về sao? Lục Tâm Đồng hỏi. Phải, chúng ta về trước. Lục Lâm Thiên nói, Tâm Đồng, sau này đừng mới ra tay liền thi triển xích kim độc chu, vạn nhất gặp phải cường giả sẽ cực kỳ bất lợi cho muội. Ca ca, muội biết, ngày hôm qua là muội cố ý, ai bảo bọn hắn khinh thường Phi Linh môn chúng ta, muội còn khinh thường bọn hắn đâu. Lục Tâm Đồng chu miệng nói, nha đầu này, Lục Lâm Thiên cười khổ, a đầu này ngày càng hung hăng càn quấy, nhưng đích thật là có bổn sự. Lâm Thiên. Nói chuyện với Linh Thiên Môn thế nào? Bạch Oánh hỏi. Linh Thiên Môn có thể trợ giúp chúng ta chế trụ ba đại sơn môn, chỉ cần chúng ta không gặp họ, hẳn sẽ không có vấn đề lớn. Lục Lâm Thiên nói. Nhưng Linh Vũ Giới thật sự là phiền phức. Gần đây ám đường đang điều tra tin tức Linh Vũ Giới, nhưng thật ít ỏi, Linh Vũ Giới che giấu quá sâu. Bạch Oánh nói. Tới lúc đó trở về tiếp tục thương nghị đi, hiện tại Đông Lão cũng đã đột phá. Sau khi trở về chúng ta chuẩn bị đi Thiên Tinh Tông. Lục Lâm Thiên nói. Thiên Tinh Tông cũng khó đối phó, người có nắm chắc không? Bạch Oánh hỏi. Yên tâm đi Oánh tỷ, chỉ cần có Bạch Linh hỗ trợ là tốt rồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói,
nhìn qua Bạch Linh. Ngươi có chuyện thì nhớ tới ta, tối hôm qua lại đi tới chỗ vị hôn thê, cũng không nói tiếng nào, làm cho ta cùng Tiểu Long đều lo lắng. Bạch Linh trừng mắt nhìn hắn nói. Việc này, Lục Lâm Thiên ngượng ngùng cười. Đường về Phi Linh Môn xa xôi, sau một lát Bạch Linh, Bạch Oánh đều bắt đầu tu luyện, mà Lục Lâm Thiên tiếp tục lĩnh ngộ năng lượng thổ hệ. Nhất định có thể làm được. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm, lập tức tiến vào trạng thái huyền ảo, quanh thân bao phủ một mảnh hoàng mang nồng đậm, cảm thụ mặt đất dày nặng cùng rộng lớn. Bên trong một dãy núi mở mang, mười mấy thân ảnh xuất hiện trong sơn cốc, chính là người của Thương Sơn Môn, có thân ảnh của Lăng Thanh. Siêu! Xa xa một thân ảnh từ chân trời bay nhanh tới, chỉ vài lần lắc mình đã xuất hiện trước mặt nhóm người. Người kia mặc quần áo màu đen, ánh mắt âm lệ, chân khí quanh thân đã tới mức độ dị thường cường hãn, trực tiếp làm không gian ba văn chấn động, khi rơi xuống đất không gian giống như vặn vẹo, không hề có chút dấu vết gì. Bái kiến hộ pháp đại nhân. Người của Thương Sơn Môn hành lễ, thậm chí trưởng môn Thương Sơn Môn cũng không ngoại lệ, cung kính vô cùng. Bái kiến thiếu chủ. Người kia đi tới trước mặt Lăng Thanh cung kính hành lễ, cũng không phải ai khác mà chính là Hắc Quỷ Thiên Vương. Nơi này là con đường nhất định phải đi qua khi về Phi Linh Môn, đám người Lục Lâm Thiên phỏng chừng sắp tới, chúng ta ở đây là được rồi, lần này không được để Lục Lâm Thiên tiếp tục chạy thoát. Thiếu chủ, hiện tại Lục Lâm Thiên đã là con rể của Linh Thiên Môn Lữ Chính Cường, chúng ta động hắn, có phải có chút không ổn hay không? Lâm Trung Kiến nhướng mày hỏi. Nhất định phải bắt Lục Lâm Thiên, lời của ta ngươi nhớ kỹ là tốt rồi, về những chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Ánh mắt Lăng Thanh trầm xuống, mang theo lãnh ý nhìn Lâm Trung Kiến. Thiếu chủ tha tội. Lâm Trung Kiến kích động quỳ xuống, tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ Lăng Thanh. Bỏ đi, đứng lên đi. Lăng Thanh nói. Thiếu chủ, bên cạnh Lục Lâm Thiên còn có bao nhiêu lực lượng, có lão giả thần bí mà giới chủ đã thông báo hay không? Hắc Quỷ Thiên Vương hỏi. Lão giả kia không thấy, chỉ có Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh cùng một bạch y nữ tử, chỉ sợ nàng có chút bất phàm, ngay cả ta cũng không thấy rõ thực lực, tới lúc đó phải chú ý một phen, lần này nhất định phải bắt Lục Lâm Thiên. Lăng Thanh nói, yên tâm đi thiếu chủ, lần này Lục Lâm Thiên có chạy đằng trời. Hắc Quỷ Thiên Vương nói, giữa không trung, cuối chân trời mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh, ngay sau đó một đạo bạch mang bắn tới. Một đầu phi hành yêu thú khổng lồ lướt qua dẫn theo một trận gió lớn. Lâm Thiên, phía trước có cường giả. Vào thời khắc này, trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư, Bạch Linh dừng việc tu luyện, ánh mắt trầm xuống đột nhiên có cảm ứng, ngay sau đó Thiên Sí Tuyết Sư cũng dừng lại, xoay quanh giữa không trung. Lục Lâm Thiên lập tức dừng lĩnh ngộ, ánh mắt nhìn ra xa xa. Phía trước có không ít người. Bạch Oánh đã dừng việc tu luyện từ lâu. Ánh mắt có vẻ ngưng trọng nhìn chăm chú về phía trước. Suy, thân hình Tiểu Long ngẩng lên, lưỡi phun ra nuốt vào, ánh mắt cảnh giác nhìn phía trước. Siêu siêu, nhưng vào lúc này giữa không trung xa xa vang lên tiếng xé gió, ngay lập tức mười mấy thân ảnh nháy mắt lao tới, ba thân ảnh đi trước tốc độ khủng bố nhất, vừa chợt lóe đã dừng lại ngoài vài trăm thước, chỉ vài lần thả người đã đi tới giữa không trung, một ánh mắt âm lệ nhất thời đảo qua người trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư. Hắc Quỷ Thiên Vương, Lăng Thanh, Lâm Trung Kiến. Lục Lâm Thiên trầm xuống, ra vẻ chuyện hôm nay thật sự phiền phức. Lần này nhìn thấy ba người Hắc Quỷ Thiên Vương, sắc mặt Bạch Oánh trở nên ngưng trọng, huống chi còn có không ít cường giả Thương Sơn Môn. Siêu siêu, thân hình ba người Hắc Quỷ Thiên Vương xoay quanh giữa không trung, hơn 10 cao thủ Thương Sơn Môn lao tới, ngoài ra còn một đầu yêu thú phi hành đang chở vài đệ tử tu vi vũ tướng, bốn người còn lại đều là tu vi vũ xuất. Người của Thương Sơn Môn vây quanh, trong mơ hồ còn tràn ngập cỗ chân khí mạnh mẽ nhất thời bao phủ cả hư không. Lục Lâm Thiên không nói lời nào, chỉ cau mày, hắn biết thực lực của Hắc Quỷ Thiên Vương đã tới Vũ Vương ngũ trọng, chỉ sợ có mỗi Bạch Linh có thể đối kháng, mà Lâm Trung Kiến cũng là Vũ Vương, theo chân khí mà xem thực lực tuyệt đối không kém hơn Thôi Mệnh Phán Quan, hẳn đã tới Vũ Vương nhị trọng, Bạch Oánh lại không thể đối phó. Mặt khác thực lực chân chính của Lăng Thanh chỉ sợ rất cao. Còn có người của Thương Sơn Môn, trong đó có lão gia lưng còng tu vi khí tức chỉ sợ đạt tới vũ xuất cửu trọng. Lục Lâm Thiên biết người bên mình khó thể đối kháng, hiện tại hắn có chút hối hận đã không mang theo Thiên Độc Yêu Long, nếu có Thiên Độc Yêu Long, có thêm lực đối kháng với đối phương. Lục Lâm Thiên, lại gặp mặt. Giữa không trung,
Ánh mắt Lăng Thanh rơi trên người Lục Lâm Thiên, chậm rãi nói. Ta nói rồi, lần sau gặp ngươi, ngươi sẽ thật thảm. Vậy sao, có bản lĩnh chúng ta tái chiến một trận, cho ta xem thực lực của ngươi đã tới tình trạng gì? Lục Lâm Thiên thu liếm tâm thần, nói. Ngươi cho rằng ngươi đột phá tới vũ xuất nhị trọng thì có thể thắng ta sao, ngươi còn chưa đủ. Lăng Thanh nói. Có đủ hay không phải thử qua mới biết được. Lục Lâm Thiên đáp. Ta sẽ thành toàn ngươi, nhưng không phải hiện tại. Lăng Thanh híp mắt, nói. Người này giao cho ta, hai người đối phó Bạch Oánh cùng Bạch Y nữ tử kia. Dạ. Hắc Quỷ Thiên Vương liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức cùng Lâm Trung Kiến lao thẳng về hướng Bạch Oánh cùng Bạch Linh đứng trên Thiên Sĩ Tuyết Sư. Lâm Thiên, các ngươi đi trước, ta ngăn lại bọn hắn. Bạch Linh vừa dứt lời, thân hình xinh đẹp nháy mắt bay lên, yêu nguyên thao thiên đột nhiên thổi quét, nhất thời cả bầu trời đều run rẩy, một cỗ kình phong khuếch tán, tiếng xé gió vang lên chói tai. Yêu thú thất giai trung kỳ. Nhìn thấy Bạch Linh bộc phát ra thanh thế, Hắc Quỷ Thiên Vương cùng Lâm Trung Kiến cực kỳ kinh ngạc, thực lực yêu thú thất giai trung kỳ tuyệt đối không dễ gây vào. Vẻ mặt Lăng Thanh cũng kinh ngạc, nguyên lai nữ tử mà nàng luôn nhìn không thấu này không ngờ là yêu thú thất giai trung kỳ. Thân ảnh Bạch Linh vặn vẹo không gian, tiếp theo lao tới trước, thủ ấn kết xuất, một đạo quang trụ màu trắng bắn ra, nháy mắt va chạm về hướng Hắc Quỷ Thiên Vương cùng Lâm Trung Kiến. Hừ, ánh mắt Hắc Quỷ Thiên Vương trầm xuống, thủ ấn kết xuất, ngay lập tức thủy hệ năng lượng hội tụ tới, trên không trung mây đen bạo tuôn, trường ấn màu lam khổng lồ dài hơn ngàn thước đột nhiên thành hình, mang theo hơi nước nồng đậm oanh thẳng vào quang trụ màu trắng của Bạch Linh. Lâm Thiên, người mau đi trước, ta trợ giúp Bạch Linh một tay. Nhìn thấy Bạch Linh đã động thủ trước, sắc mặt Bạch Oánh trầm xuống, chân khí tràn ra, hóa thành một đoàn gió xoáy màu trắng khổng lồ bay thẳng về hướng Lâm Trung Kiến. Tâm Đồng, Tiểu Long, Tuyết Sư, các ngươi đi nhanh lên. Lục Lâm Thiên nhảy về phía trước, phân phó Tiểu Long bọn họ. Lão đại, ta không đi. Tiểu Long kiên nghị nhìn Lục Lâm Thiên. Ca ca, muội cũng không đi. Lục Tâm Đồng nói. Linh lực tản ra lao thẳng về hướng đệ tử của Thương Sơn Môn. Oanh! Giữa không trung phía trước, quang trụ đã va chạm cùng trường ấn, kình phong khủng bố bao trùm tràn ra, đỉnh núi trong sơn mạch trực tiếp bị san thành bình địa, đá vụn bay tung, không gian ba văn bị dư âm năng lượng sinh sôi chấn khai, nổi lên gợn sóng kịch liệt lan tràn. Hai cỗ lực lượng va chạm, kình phong khủng bố thổi quét, kể cả Lục Lâm Thiên lẫn Thiên Sĩ Tuyết Sư đều bị lan tới, thân hình bật lui ra sau. Tiểu Long, người bảo vệ Tâm Đồng trở về, lão đại tự có biện pháp thoát thân, tin tưởng lão đại. Lục Lâm Thiên dồn dập nói, hắn hiểu rõ thực lực của Lục Tâm Đồng cùng Tiểu Long, mặc dù rất mạnh nhưng giờ phút này có Hắc Quỷ Thiên Vương cùng Lâm Trung Kiến, còn có Lăng Thanh cùng nhóm cường giả Thương Sơn Môn, như vậy rất khó đối kháng, họ lưu lại vừa gặp nguy hiểm vừa làm cho hắn phân tâm. Nhưng bản thân có biện pháp nào thoát thân hay không, chính Lục Lâm Thiên cũng không nắm chắc. Ca ca. Muội có thể giúp đỡ. Lục Tâm Đồng nói. Tâm Đồng nghe lời, Tuyết Sư, còn không đi mau. Lục Lâm Thiên quát, mà bốn vũ xuất Thương Sơn Môn đã lao tới. Tâm Đồng, chúng ta đi trước, lão đại nói có thể thoát thân thì có thể thoát được. Tiểu Long hiểu được lão đại lo lắng, trong mắt hiện sát ý lẫn bất đắc dĩ. Hống. Thiên Sĩ Tuyết Sư trầm thấp rít gào, chủ nhân đã phân phó, nó chỉ có thể nhanh chóng vỗ cánh rời đi. Nháy mắt bay vòng quay ngược về phía sau bỏ chạy. Chạy đi đâu? Bốn vũ xuất Thương Sơn Môn đã vây công tới, chân khí tràn ra mang theo tiếng xé gió. Nhìn thấy bốn vũ xuất lao tới, một tu vi vũ xuất lục trọng, hai thất trọng, một cửu trọng, mục tiêu của ba người bên trong đều là Thiên Sĩ Tuyết Sư, mà thực lực bốn người đều vô cùng cường hãn. Lục Lâm Thiên biết mình không thể đối kháng, thực lực của mình nhiều nhất là đối kháng vũ xuất lục trọng. Nhưng lúc này mình cũng không cần đồng thời chống cự họ, chỉ cần ngăn cản một lúc là được rồi, với tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư, sau khi thoát đi vũ xuất muốn đuổi kịp là cực kỳ khó khăn. Chỉ nháy mắt Lục Lâm Thiên dẫm mạnh hư không, trực tiếp lao thẳng về hướng bốn người, mạnh mẽ đem chân khí thi triển tới cực điểm, đúng lúc này trên mặt Lục Lâm Thiên hiện lên vẻ ngưng trọng lạnh lẽo, thủ ấn quỷ dị ngưng tụ, một cỗ năng lượng phong hệ bao trùm khắp hư không. Trên không trung đột nhiên xuất hiện một tầng mây thật dày. Ngay sau đó một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu khuếch tán, không gian dao động kịch liệt, tầng mây đột nhiên nổi lên gợn sóng kỳ dị.
Tiếp theo sau trong tầng mây dày nháy mắt hiện lên vô số thủ ấn quỷ dị, thủ ấn ngưng tụ, không gian chung quanh nổ tung thành từng mảnh. Tam thiên lưu vân thủ. Lục Lâm Thiên quát lên một tiếng, đánh ra thủ ấn cuối cùng, tụ bào vung lên, chân khí cuồn cuộn tràn tới, vô số thủ ấn từ trong tầng mây bắn ra lấy tốc độ hủy diệt nện xuống dưới. Vô số thủ ấn hội tụ, nháy mắt đã ngăn cản trước người bốn vũ xuất thương sơn môn. Vào lúc này cả bốn người đều bị Lục Lâm Thiên ngăn cản, ánh mắt lạnh lùng, thủ ấn ngưng tụ, lực công kích thật lớn bắn tới. Không gian ba văn gần như phá nát, đủ chứng minh cả bốn người không dễ chọc, đặc biệt trong đó còn có một vũ xuất cửu trọng. Lục Lâm Thiên căn bản không dám đối kháng, nguyên bản hắn chỉ muốn dây dưa bốn người một chút mà thôi, thân hình hắn đã nhanh chóng thối lui. Chỉ nháy mắt công kích của bốn người đã hung hăng va chạm vào vô số thủ ấn, sau đó một cỗ ba động dị thường đáng sợ dựng lên, nhất thời thanh âm tiếng nổ vang vọng bầu trời. Phanh phanh, không gian nổ vang, kình khí cuồng bạo nháy mắt thổi quét, mặc dù Lục Lâm Thiên đã nhanh chóng thối lui nhưng vẫn bị lực lượng lan tới quá nhanh, khiến thân hình hắn bị trực tiếp đánh bay, mà quanh thân hắn nháy mắt hiện lên một mảnh hoàng mang bảo hộ thân thể. Suy. Dư âm lực lượng cuồng bạo làm thân hình Lục Lâm Thiên văng ra ngoài, cự lực va chạm tràn tới, cổ họng hắn muốn phun ra ngụm máu tươi nhưng bị hắn mạnh mẽ nuốt ngược trở vào. Một kích liên thủ của bốn vũ xuất, hơn nữa còn có một cửu trọng, Lục Lâm Thiên không cách nào đối kháng. Phanh phanh, xa giữa không trung, lực lượng nổ vang, kinh khí tàn sát bừa bãi, không gian vặn vẹo, Bạch Oánh cùng Lâm Trung Kiến đã sớm giao thủ, lực công kích va chạm lẫn nhau. Dư âm năng lượng đáng sợ tràn ngập cuối chân trời. Suy. Thân hình Bạch Oánh bị đẩy lui, trong trình tự lực lượng nàng còn chưa thể đối kháng Lâm Trung Kiến. Ngay lúc bốn vũ xuất đẩy lui Lục Lâm Thiên, Lăng Thanh đã như tia chớp xuất hiện cách hắn không xa, cơ hồ không chút do dự trong lòng bàn tay ngưng tụ năng lượng thủy hệ nhanh như chớp. Lục Lâm Thiên, lần này ta xem ngươi chạy đi đâu. Kiều quát một tiếng, một đạo quyền ấn màu lam khổng lồ nổ tung. Quyền ấn vặn vẹo không gian, âm bạo đáng sợ vang vọng, mang theo kình khí bén nhọn làm không gian ba văn chung quanh trực tiếp oanh mở, tựa như vẫn thạch từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy một quyền đánh tới, đôi mắt Lục Lâm Thiên lướt qua hung quang, thủ ấn kết xuất, một cỗ chân khí nóng cháy tràn ra, tay phải nắm chặt hóa thành một đạo quyền ấn biến đổi, nhất thời hiện lên ngọn lửa nóng cháy, vặn vẹo cả phiến không gian. Liệt Viêm Quyền, đi! Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng. Quyền ấn hóa thành quang ảnh đỏ đậm mơ hồ bạo lướt bay ra, hóa thành hơn ngàn thước khổng lồ, ẩn chứa năng lượng đỏ đậm cuồng bạo đáng sợ, cả không gian đều run rẩy lên. Suy, hai đạo quyền ấn ầm ầm va chạm lẫn nhau, nháy mắt cả không trung như bị kiềm hãm, không gian trao đảo, quang mang chói mắt nổ tung chói sáng. Ngay sau đó âm bạo nổ vang, như sấm rền vang vọng cuối chân trời. Phanh, phanh, thân hình Lục Lâm Thiên bị đánh bay ra ngoài. Thanh linh khải giáp tối sầm, bay suốt hơn trăm thước mới dừng lại, miệng phun máu tươi, chân khí sôi trào, ngũ tạng lục phủ bị chấn động, sắc mặt biến thành tái nhợt, cũng kinh ngạc tới cực điểm. Vũ xuất cửu trọng. Lục Lâm Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn Lăng Thanh, một kích vừa rồi hắn mới cảm giác được thực lực của Lăng Thanh đã tới trình tự vũ xuất cửu trọng. Lục Lâm Thiên, hôm nay ngươi còn có thể đào thoát sao? Ánh mắt Lăng Thanh lạnh lùng, lãnh ý nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên. Siêu siêu. Bốn vũ xuất thương sơn môn lập tức hình thành xu thế bao vây Lục Lâm Thiên vào bên trong. Thần sắc Lục Lâm Thiên ngưng trọng, nhìn tình hình Lăng Thanh có chuẩn bị mà tới, thương sơn môn đã rơi vào trong tay linh vũ giới, hiện tại nếu mình muốn chạy thoát bao vây tuyệt đối không dễ dàng. Oanh! Giữa không trung, Bạch Linh vung tay, nháy mắt một đạo cự vĩ khổng lồ dài mấy trăm thước màu trắng phá không bay tới, mang theo lực lượng cường hãn như lôi đỉnh hướng Hắc Quỷ Thiên Vương đánh xuống. Phá! Hắc Quỷ Thiên Vương hét lớn một tiếng, chân khí tràn ra, tay áo vung lên, một cỗ chân khí màu lam bàng bạc hóa thành quang tụ bắn tới trước, ngay lập tức hóa giải cự vĩ của Bạch Linh. Ngao! Một tiếng thú giống truyền tới, Bạch Linh lập tức lộ ra bản thể khổng lồ như ngọn núi lớn, thân hình trắng tinh như tuyết, có bảy cái đuôi thật quỷ dị, xuyên thấu qua không gian dựng thẳng lên cao, bạch quang bao phủ toàn thân, một cỗ uy thế chấn động lòng người lan tràn, khí thế vô cùng khủng bố. Hiu hiu. Không chút chậm trễ, bản thể vừa hiển lộ không gian vặn vẹo chạy trồm, thanh âm nổ bạo liên tục vang lên, bảy cự vĩ bắn thẳng ra ngoài mang theo bạch quang chói mắt, như linh xà xuất động phá không bay đi. Suy suy.
Ngay tiếp theo cự vĩ xuyên thấu không gian ba văn chợt mở ra, bảy cự vĩ mang theo tiếng xé gió đổ chút xuống, nháy mắt bay thẳng về hướng Hắc Quỷ Thiên Vương. Không ngờ là cửu vĩ yêu hồ. Nhìn thấy bản thể của Bạch Linh, Hắc Quỷ Thiên Vương cùng Lâm Trung Kiến kể cả Lăng Thanh cùng người của Thương Sơn Môn đều kinh ngạc. Nhìn thấy Bạch Linh công kích tới, sắc mặt Hắc Quỷ Thiên Vương trầm xuống, thủ ấn biến đổi, cánh tay run lên, thoáng chốc chung quanh thân thể hiện lên năng lượng thủy hệ hình thành bảy đạo thủy tiễn nháy mắt cắt qua phía chân trời. Bảy thủy tiễn trực tiếp chấn khai không gian, thanh âm bén nhọn xé gió, khí thế không kém gì công kích của Bạch Linh. Giờ phút này ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua năm người đang bao vây chung quanh, hiện lên lãnh ý, tiếp theo hắn bước ra một bước, khí xoáy chợt lóe, phối hợp phong hệ thi triển tới cực hạn, trong lúc năm người còn đang kinh ngạc với bản thể của Bạch Linh, bàn chân hắn dẫm vào hư không, thân hình bắn thẳng về hướng một người, chính là Vũ Xuất Lục Trọng. Mau ngăn hắn lại. Lăng Thanh Kiều quát một tiếng, chân khí bạo tuôn, không gian ba văn vặn vẹo, lập tức lao về hướng Lục Lâm Thiên, tốc độ nhanh hơn hắn không ít. Nhưng Lục Lâm Thiên vẫn kịp thời tiếp cận Vũ Xuất Lục Trọng kia. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên lao về phía mình, đem mình cho rằng chỗ đột phá, ánh mắt người kia trầm xuống, thực lực của hắn tuyệt đối không phải kẻ yếu, ánh mắt âm tàn trừng Lục Lâm Thiên, một cỗ chân khí thổ hệ nháy mắt tràn ra, mạnh mẽ oanh ra một quyền, không gian ba văn bị chấn khai, nháy mắt quyền ấn bay thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Suy, quyền ấn bay tới, mang theo lực lượng cường hãn áp xuống, không gian chấn động lắc lư. Kinh khí phong bạo thổi quét trên bầu trời nháy mắt bao phủ tới trước. Trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra tinh quang, một cỗ chân khí sắc bén trực tiếp chấn khai không gian ba văn, một đạo huyết quang xuất hiện sau đó liền thu liếm, lộ ra thanh huyết đao, chính là huyết lục đã tới trình tự huyền cấp. Ngao! Một thanh âm như long ngâm rít gào từ trong huyết đao truyền ra, huyết lục huy động, giữa không trung tràn ngập cỗ chân khí bàng bạc bao phủ cả thiên địa. Khí tức vô cùng hùng hậu làm người ta có cảm giác không thể lay động mảy may, năng lượng thổ hệ nhất thời lan tràn. Giờ phút này đối diện với quyền ấn của Vũ Xuất Lục Trọng, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, thân hình vồ tới, huyết đao thẳng tắp bổ ra, không hề có chút hoa lệ, chỉ đánh thẳng xuống. Một đao như thế lại tiếp cận năng lượng thổ hệ thực chất, năng lượng không ngừng truyền nhập vào trong huyết lục, giờ phút này huyết lục giống như động không đáy, cắn nuốt năng lượng thổ hệ trên không trung. Liệt không cửu kích, Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, đao mang đột nhiên bùng nổ, huyết sắc đao mang mang theo âm bạo chói tai nhanh như tia chớp cắt qua không gian, đao mang vừa ra, cả không gian lập tức run rẩy. Dùng mắt thường có thể thấy được đao mang cùng một thời gian bổ ra chín đao dài hơn ngàn thước nháy mắt phá không mà ra, mang theo xu thế mạnh mẽ nháy mắt hợp lại chung một chỗ, phát ra tiếng rít càng làm tim đập nhanh, những nơi đi qua không gian ba văn trực tiếp nứt vụn. Hiu hiu. Huyết sắc đao mang lấy xu thế như trẻ tre va chạm cùng quyền ấn của Vũ Xuất Lục Trọng, loại va chạm này làm người ta không nhịn được nhảy dựng, ngay lập tức nhìn thấy đao mang bổ thẳng vào trên quyền ấn. Suy, chỉ rằng có nháy mắt thời gian, ngay sau đó quyền ấn bắt đầu xuất hiện khe hở. Thế công của đao mang chưa giảm, lập tức thẳng tắp đánh xuống, như muốn bổ ra không gian, chân khí ngập trời nháy mắt triệt để phóng thích. Hiu, đồng thời quyền ấn trực tiếp nứt vụn. Đao mang lập tức chút xuống, xuyên thấu hư không, trong ánh mắt kinh hãi của Vũ Xuất Lục Trọng, hung hăng bổ lên hộ thân cương quyền của hắn. Ca ca. Một đao đánh xuống, hộ thân cương quyền lập tức nứt vỡ, thân hình hắn bị chia thành hai nửa, chân khí cuồng bạo thổi quét, không gian rung chuyển, lực lượng vô cùng bá đạo. Phanh. Giờ khắc này một đạo trưởng ấn trực tiếp vỡ áp xuống trên lưng Lục Lâm Thiên, một người có tu vi Vũ Xuất thất trọng gần nhất đã hung hăng đập thẳng lên lưng của hắn. Phốc, Lục Lâm Thiên trực tiếp phun ra ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân hình nháy mắt bay về phía trước, thanh linh khải giáp nứt nẻ, lộ ra vết máu loang lổ. Suy, Lục Lâm Thiên không còn đường rút lui, cố nén thương thế dựa theo thế bay cấp tốc bỏ chạy. Lục Lâm Thiên, ngươi trốn không thoát. Một tiếng hô truyền tới, Lăng Thanh như tia chớp xuất hiện sau lưng Lục Lâm Thiên, cơ hồ gần trong gang tấc, một đạo trưởng ấn bay ra, trong phút chốc bao phủ hư không. Lục Lâm Thiên muốn chạy trốn cơ hồ là không thể nào. Huyễn ảnh thanh vũ dực. Giờ khắc này Lục Lâm Thiên phải thi triển ra thủ đoạn chạy trốn của mình, một mảnh lưu quang màu xanh nháy mắt lan tràn sau lưng. Ông! Một tiếng sấm nổ mạnh truyền ra, đột nhiên một đạo thanh sắc lưu quang từ sau lưng Lục Lâm Thiên hiện lên, một cỗ năng lượng ba động dị thường đáng sợ dần dần lan tràn,
Cùng lúc đó một đôi thanh sắc quang rực trống rỗng mở rộng, giống như điện quang lưu chuyển, không gian ba văn vặn vẹo, một cỗ uy áp thật lớn lan tràn khuếch tán, nhất thời làm sắc mặt hai vũ xuất thất trọng cùng một cửu trọng vừa vây tới đều đại biến. Siêu! Hai cánh vừa hiện, lập tức giãn ra, thân ảnh Lục Lâm Thiên trống rỗng xuất hiện ngoài ngàn thước, hiểm hiểm tránh khỏi phạm vi trường ấn của Lăng Thanh bao phủ. Hai cánh chấn động, thân ảnh Lục Lâm Thiên nháy mắt lướt qua giữa không trung, thân hình như quỷ quái bạo lướt về phía trước, tốc độ nhanh như lưu quang. Võ linh khí phi hành phong hệ. Nhìn thấy đôi cánh màu xanh quỷ dị của Lục Lâm Thiên, Lăng Thanh đánh một kích thất bại, sắc mặt nhất thời đại biến, nàng nhìn ra được võ linh khí kia tuyệt đối không tầm thường, uy áp kia hoàn toàn khác hẳn linh khí bình thường. Địa cấp linh khí. Xa giữa không trung, ánh mắt Lâm Trung Kiến kinh ngạc nhìn chằm chằm về hướng Lục Lâm Thiên, trên huyễn ảnh thanh vũ rực tràn ngập ra uy áp thật lớn khiến cho hắn kinh hãi, ngay lập tức trong mắt liền lộ vẻ tham lam. Truy. Lúc này chỉ có vũ xuất cửu trọng của Thương Sơn Môn còn đuổi theo, hai vũ xuất thất trọng nhìn thấy Lục Lâm Thiên một đao đã đánh chết vũ xuất lục trọng, hai người đưa mắt nhìn nhau, không dám đuổi theo. Hô hô. Vũ xuất cửu trọng truy theo, trong không gian vang lên tiếng nổ mạnh. Lưu quang sau lưng Lục Lâm Thiên gào thét nhanh như tia chớp lướt qua không trung, vẽ ra đường cong quỷ dị, vũ xuất cửu trọng không khả năng đuổi tới. Lục Lâm Thiên cấp tốc bỏ chạy, thân ảnh chợt lóe như tia chớp, tiếp theo sau đã xuất hiện ở viễn không, mục tiêu của đối phương là hắn, chỉ cần hắn chạy là có thể giải quyết nguy cơ của Bạch Oánh, với thực lực của Bạch Linh, Hắc Quỷ Thiên Vương cũng không làm gì được nàng. Nhìn chằm chằm đôi cánh sau lưng Lục Lâm Thiên, sau thoáng kinh ngạc ánh mắt Lăng Thanh lập tức trầm xuống. Sau lưng đột nhiên bắn ra bạch quang, ngay lập tức một đôi cánh màu trắng quỷ dị triển khai, đôi cánh còn lớn hơn đôi cánh của Lục Lâm Thiên một nửa, đôi cánh rung lên, cuồng phong gào thét. Suy, cùng một thời gian tốc độ của Lăng Thanh đột nhiên bạo tăng, chỉ nháy mắt đã lướt qua không gian truy thẳng theo Lục Lâm Thiên. Suy suy, kinh khí xuyên hấu không gian, năng lượng phong hệ tràn ngập thiên địa, kinh phong cường hãn trực tiếp xé rách không khí, tiếng vang ô ô chói tai quanh quẩn cuối chân trời. Chỉ nháy mắt Lăng Thanh đã vung lắc vũ xuất cửu trọng kia ở phía sau. Thiếu chủ. Nhìn thấy Lăng Thanh truy theo Lục Lâm Thiên, ánh mắt Hắc Quỷ Thiên Vương trầm xuống, lập tức muốn chạy theo, nhưng lúc này bảy cự vĩ của Bạch Linh đã bao phủ không gian, hắn muốn thoát thân cũng không phải chuyện dễ. Lâm Trung Kiến, nhanh đi trợ giúp thiếu chủ bắt Lục Lâm Thiên. Hắc Quỷ Thiên Vương không thể thoát thân, chỉ đành lớn tiếng quát. Phanh. Thanh âm nổ bạo quanh quẩn giữa không trung. Lâm Trung Kiến lại một lần đánh lui Bạch Oánh. Phốc! Bạch Oánh phun ngụm máu tươi, thực lực của Lâm Trung Kiến vẫn mạnh hơn nàng một chút, nàng không thể đối kháng. Đánh Bạch Oánh bị thương, Lâm Trung Kiến cũng không tiếp tục công kích, nhanh chóng lắc mình truy theo Lăng Thanh. Nhìn theo phương hướng Lục Lâm Thiên bỏ chạy, sắc mặt Bạch Oánh ngưng trọng đứng lặng trong nháy mắt, ngay lập tức thân ảnh xinh đẹp cấp tốc rời đi, thực lực của nàng không ngăn cản được Lâm Trung Kiến, tự biết không thể giúp Bạch Linh. Sẽ liên lụy nàng, còn không bằng rời khỏi trước tốt hơn. Chẳng lẽ cũng là phi hành linh khí? Giữa không trung, cảm giác được dị động sau lưng, Lục Lâm Thiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lăng Thanh truy theo, đôi cánh màu trắng quỷ dị sau lưng làm hắn vô cùng kinh ngạc, lúc này mới nhìn rõ ràng đó chỉ là vũ khí phi hành mà thôi, cũng không phải linh khí phi hành, chẳng qua Lăng Thanh thi triển chỉ sợ là trình tự huyền cấp trung giai, tốc độ này cộng thêm tu vi vũ xuất cửu trọng thúc dục. Nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này Lục Lâm Thiên toàn lực thúc giục huyễn ảnh thanh vũ rực, cấp tốc đào mạng. Lục Lâm Thiên, ngươi chạy không thoát đâu. Lăng Thanh quát lớn một tiếng, hai cánh chấn động, thân hình lướt qua hư không, mặc dù tốc độ không kém Lục Lâm Thiên nhưng muốn đuổi kịp hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Thân hình hai người nhanh chóng biến mất trên không trung, mà vũ xuất cửu trọng của Thương Sơn Môn đã sớm không còn thấy thân ảnh. Hoàng trưởng lão. Thiếu chủ nhân đâu? Thân ảnh Lâm Trung Kiến xuất hiện bên cạnh vũ xuất cửu trọng, ánh mắt trầm xuống nhanh chóng hỏi. Trưởng môn, thiếu chủ đuổi theo Lục Lâm Thiên, tốc độ quá nhanh ta đuổi không kịp. Vũ xuất cửu trọng trả lời. Siêu! Lời của người kia vừa dứt, thân ảnh Lâm Trung Kiến đã thẳng truy theo. Ở phía trước, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, vũ khí phi hành của Lăng Thanh tựa hồ cực kỳ cường hãn. Không nghĩ tới mình lần đầu thi triển huyễn ảnh thanh vũ rực đã bị người truy sát như thế. Khí xoáy dưới chân bạo phát, chỉ lưu tàn ảnh giữa không trung, mà thân hình Lục Lâm Thiên giống như thuấn di xuất hiện xa vài trăm thước bên ngoài, liều mạng bỏ chạy.
Giờ phút này chân khí lăng thanh bạo tuôn, đôi cánh lướt qua hư không, luôn theo sát phía sau Lục Lâm Thiên. Siêu siêu. Hai người lướt qua chân trời, chạy về hướng nào chính Lục Lâm Thiên cũng không biết, chỉ liều mạng chạy, trốn không thoát sẽ phiền toái. Hắn tuyệt đối hiểu biết lăng thanh, huống chi còn có Hắc Quỷ Thiên Vương cùng Lâm Kiến Trung phía sau. Lục Lâm Thiên một đường cuồng trốn, nhưng trong lòng cực kỳ ngưng trọng, hắn có thương thế trong người, mặc dù còn có thể duy trì tốc độ ngang hàng cùng lăng thanh, nhưng chỉ sợ không được bao lâu hắn không chống đỡ được nữa, mà lăng thanh sẽ dễ dàng ngăn chặn chính mình. Làm sao bây giờ, nữ nhân chết tiệt, nếu có một ngày ngươi rơi vào trong tay lão tử nhất định khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, nhất định phải đem ngươi bán vào kỹ viện. Lục Lâm Thiên cười khổ, thật sự không còn biện pháp nào khác.